Hơn nữa cùng lúc điều khiển hơn 10 kiện pháp khí đồng loạt tấn công là rất hiếm thấy. Cũng bởi vì mấy món này đều là theo bộ mà sử dụng nên thực tế pháp lực chỉ sử dụng điều khiển 3 kiện mà thôi. Nếu thật sự là hơn 10 kiện pháp khí đỉnh dai khác nhau thì với tu vi hiện nay của Hàn Lập, dù là thần thức mạnh hơn vài phần nhưng pháp lực cũng không đủ để điều động. năm kiện, chính là pháp lực cực hạn của Hàn Lập, đây cũng là vì sao hắn dùng cả bộ pháp khí, bởi vì như vậy mới có thể phát huy được uy lực của đại diễn quyết. Cho nên lúc trước khi Hàn Lập ở luyện khí kỳ có thể sử dụng kim nhận, đó căn bản không phải là ngự khí, mà chính là dựa vào mẫu nhận trong tay để điều khiển tử nhận mà thôi. Uy lực và khả năng linh hoạt kém bây giờ rất nhiều. Ngay khi Thanh Văn đang trần chờ, không biết có phải là vậy hay không thì Hàn Lập đã hoàn thành. Cự kiếm thuật, giọng nói lạnh như băng phát ra từ trong miệng Hàn Lập. Sau đó pháp khí đang xoay quanh trên đỉnh đầu Thanh Văn liền phát ra màn hào quang cực kỳ chói mắt khi các màu sắc dung hợp lại với nhau thì biến thành một thanh cửa kiếm với ba màu kim, hắc, hồng lần lượt biến đổi trong không trung, lớn đến vài chục trượng, thật sự lớn đến kinh người. Chiêu cự kiếm thuật này chính là Hàn Lập đã tìm được trong Thanh Nguyên kiếm quyết, cũng là một chiêu ngự kiếm thuật duy nhất mà Hàn Lập dùng tu vi trúc cơ kỳ có thể sử dụng được, uy lực tự nhiên không tầm thường. Pháp khí của Thanh Văn và vị vương sư huynh kia mặc dù còn đang đấu với nhau, nhưng đều kinh hãi, dù là kẻ ngu mốc đến mấy cũng có thể nhìn ra pháp thuật này của hàn lập có uy lực rất mạnh mẽ thanh văn âm thầm kêu khổ trong lòng lập tức không thể nào chú ý đến hai viên hoàn kia nữa hai tay lật lại trong tay xuất hiện một chiếc hoàng đồng kính bóng lưỡng nhưng vào lúc này mặt hàn lập tràn đầy xương lạnh tay chỉ vào kiếm quang thật lớn kia cự kiếm lập tức vô thanh vô tức chém mạnh từ trên trời xuống dưới một kiếm mang theo khí phách kinh người như muốn hủy diệt người mang vòng bảo hộ bên dưới nhìn thấy cảnh này vị vương sư huynh cũng quên thừa dịp thanh văn không thể phân tâm, nhanh chóng phá hủy pháp khí của đối phương, đồng dạng có chút thất thần nhìn cự kiếm với khí thế long trời lở đất. Lúc này trong đầu hắn đang nguyên man suy nghĩ nếu một kiếm này chém xuống hắn chứ không phải là thanh văn thì hắn có thể ngăn cản được không? Thanh văn đạo sĩ là đối tượng chịu đòn nên vẻ mặt trở nên ngưng trọng, vội vàng ném hoàng đồng kính trong tay ra. Đồng kính bay nhanh lên trên màn hào quang, hào quang màu vàng chợt lóe lên rồi phun ra một đám mây vàng rất lớn, che kín bầu trời trên đầu Thanh Văn, trong nháy mắt nó đã ngưng tụ lại thành đồng thuẫn rất lớn, chuyển động không ngừng trên đầu Thanh Văn. Vẻ mặt Hàn Lập trầm xuống, trong tay bắt pháp quyết, kiếm quang khổng lồ phát ra tiếng sấm động long trời, khí thế chém xuống càng thêm kinh người, trong nháy mắt đã chém lên trên đồng thuẫn. Tiếng nổ lớn truyền đến, đồng thuẫn mặc dù phát ra hào quang màu vàng mãnh liệt nhưng khi cự kiếm chém xuống, vang lên tiếng vỡ vụn, trong khoảnh khắc bị tan rã thành nhiều mảnh. Kiếm quang không hề bị ngăn lại, tiếp tục chém xuống lăng trụ màu xanh, phát ra tiếng chi chi rất lớn. Nhìn thấy uy lực kinh người của cự kiếm, mặt thanh văn rút cuộc cũng rối loạn. Thanh quang lóe lên giữa hai tay hắn, nhanh chóng chia ra hai bên, đồng thời hai tay đặt ở hai bên vòng bảo hộ, sau đó liều mạng đưa linh lực vào, ý đồ muốn tăng lực phòng ngự của thanh mộc chân cháo. Cự kiếm phát ra quang mang ba màu tiếp xúc với vòng bảo hộ màu xanh bên dưới, bắt đầu truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Thanh mộc chân cháo được thanh văn liều mạng hỗ trợ, đã ngăn cản được thế chảm của kiếm quang. Vì vậy ngay sau đó, Hàn Lập và Thanh Văn đều thúc giục pháp quyết, muốn dùng cự kiếm mạnh mẽ phá vỡ vòng bảo hộ đưa đối phương vào chỗ chết, báo mối thù bị ám toán năm đó. Mà một bên thì đang điên cuồng đưa vào linh lực để chống đỡ pháp thuật mong đối phương tiêu hao hết huy lực, giữ được mạng nhỏ của mình. Lúc này vị vương sư huynh ở bên cạnh rút cuộc cũng tỉnh ra, đi tới trước, đánh nát hai kim hoàn của đối phương, sau đó chỉ huy ba đạo lục quang, hung hãn nhằm về phía thanh văn đạo sĩ trong lòng hắn rất rõ bây giờ hàn lập và đối phương đang rằng co hắn chỉ cần hơi hỗ trợ một chút là có thể dễ dàng giết chết tên huyết thị có pháp lực không kém này đến lúc đó bảo vật của tên kia hắn cũng có thể danh chính môn thuận được chia không ít nghĩ đến đây trong lòng vị này càng nóng lên vào lúc phương sư huynh đang mơ mộng thanh văn mặt mày biến sắc thì một đạo hào quang màu vàng nhanh như thiểm điện từ bên sườn thanh văn phóng ra trong nháy mắt tên đạo sĩ biến mất tại chỗ khiến cho kiếm quang ba màu của Hàn Lập chém xuống lại đánh trúng mặt đất, lập tức trên đó xuất hiện một cái hố rất to. Ba đạo lục quang của Vương Sư huynh tự nhiên sẽ đánh vào khoảng không, không khỏi rất hoảng sợ nhìn về phía xa xa. Quả nhiên Thanh Văn đạo sĩ và Màn Hào quang xuất hiện ở một chỗ cách xa hơn hai chục trượng, bên người còn có thêm một tên thanh niên áo vàng, vẻ mặt dương dương tự đắc, nhìn lại tên Vương Sư huynh, từ từ nói: "Người này đã từng cứu ta một mạng, không thể nào để các hạ dễ dàng giết chết như vậy." Nói xong lời này, hắn lại cười hì hì nói với Hàn Lập. Hàn Huynh, không ngờ rằng chúng ta còn có ngày gặp lại, ngô cửu chỉ xin thi lễ. Tên thanh niên trước mặt này, chính là tên tu sĩ thiếu niên ngô cửu chỉ năm xưa đã thi triển kỹ thuật móc túi trước mặt Hàn Lập, nhưng bị Hàn Lập phát hiện ra. Bây giờ trên người hắn lúc này lại ẩn ẩn tản ra hào quang màu vàng cổ quái, tu vi cũng đã là trúc cơ sơ kỳ. Cửu chỉ, người này không cùng chí hướng với chúng ta, sao phải nói nhiều như vậy? Bây giờ một khi người đã đến đây, bốn người chúng ta vừa lúc có thể mạnh tay đánh một trận. thanh văn đạo sĩ cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, không khỏi oán độc nhìn hàn lập, vẫn hận nói. ngô cửu chỉ nghe thấy vậy, hít một hơi, liền không nói gì với hàn lập nữa. thanh văn nhìn thấy cảnh này, trong miệng đột nhiên phát ra tiếng kêu hai dài một ngắn. băng yêu và thiết la đang bị đám lưu tính vây công nghe thấy tiếng này lập tức vui mừng ra mặt, rời khỏi trận chiến, bay đến bên cạnh thanh văn và ngô cửu chỉ. sao lại thế này? sao lại có thêm một người nữa? Phiền phức rồi đây, Lưu Tĩnh vừa thấy Ngô Cửu chỉ xuất hiện, lập tức hiểu được tình hình trong sân, không khỏi nhíu mày. Vừa rồi năm người bọn họ đánh với hai tên huyết thị của đối phương, còn không thể làm đối phương bị thương, chỉ chiếm được một chút ưu thế mà thôi. Tự nhiên đều hiểu được đám tứ đại huyết thị này thật sự không phải tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường có thể sánh bằng. Bây giờ bốn người đã tập trung ở đây, đương nhiên càng không dễ đối phó. Nghĩ đến đây, Lưu Tĩnh thận trọng kêu lên một tiếng, mấy người bọn họ cũng tiến lại bên cạnh Hàn Lập hàn lập nhìn thấy ngô cửu chỉ vừa xuất hiện trước mặt trong lòng thực sự không biết đang có cảm giác gì năm đó hắn rất có cảm tình với người thiếu niên thông minh kỳ lạ này nhưng mà tạo hóa trêu ngươi hôm nay hai người không thể không ngươi chết ta sống yêu hóa đám huyết thị thanh văn hiểu được chỉ dựa vào pháp khí bình và đạo thuật bình thường mà muốn tranh đấu với bọn người hàn lập thì chẳng có chút phần thắng nào dù sao người của hoàng phong cốc lúc này chính là hai đánh một cũng thừa đủ vì vậy khi bốn người vừa tập trung lại một chỗ khi thanh văn kêu lên một tiếng lạnh lùng thì trên người bọn hắn cùng phát ra màn hào quang màu đỏ như máu, biến thành bốn cái kén không ngừng lớn lên, bắt đầu biến thân yêu hóa. Xem ra bọn họ muốn giết hết đám người Hàn Lập ở tại chỗ này. chương 320, Phá Kiển, nhóm tu sĩ Hoàng Phong Cốc vừa thấy cảnh này, sớm đã được nghe Hàn Lập nói nên còn không biết đối phương muốn làm gì nữa sao. Lập tức không khách khí dùng pháp khí, đạo thuật đánh vào bốn quang kén. Bọn họ đều biết, trước khi đối phương biến thân phá kén ra ngoài, mấy huyết thị này chính là một tấm bia cố định tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này đáng tiếc đúng như lời hàn lập nói mấy cái quang kén vô cùng chắc chắn một cơn công kích như mưa to gió lớn qua đi chúng nó vẫn bình yên vô sự đứng sừng sững tại chỗ không bị tổn hại tí gì vẻ mặt bọn lưu tĩnh trở nên khó coi mọi người không cần nương tay có tuyệt chiêu gì thì thi triển đi lúc này không làm được đợi bọn họ biến thân đi ra thì hỏng hết lưu tĩnh thần sắc kiên định quát lớn một tiếng nói xong lời này Hắn lập tức thu lại pháp khí vừa nãy, lấy ra một tấm phù lục màu vàng, dùng hai ngón tay giữ lấy. Sau đó bắt đầu niệm niệm, trong tiếng chú ngữ thần bí, tấm phù lục này dần dần phát ra kim quang chói mắt. Hàn Lập nhìn thấy thì trong lòng thất kinh, mặc dù không biết tấm phù này có đẳng cấp gì, nhưng với tu vi trúc cơ trung kỳ của Lưu Tĩnh mà còn phải dùng đến khẩu quyết để khởi động thì thấy được nó tuyệt đối không bình thường. Những người khác nhìn thấy thế, đều liếc nhìn nhau rồi thi triển thần thông của mình trong đó làm người ta chú ý nhất là sư tỷ của trần xảo thiến và tống mông bọn họ đều lấy ra một tấm phù bảo có vẽ đồ án pháp bảo rồi lập tức ngồi xuống ngưng thần khởi động một đoàn hào quang màu lam và màu xám phát ra từ trên tấm phù bảo của bọn họ điều này khiến cho những người khác hâm mộ không thôi phù bảo cũng không phải là mỗi một tu sĩ trúc cơ kỳ có thể dễ dàng có được có được vật này đủ để chứng minh nếu hai người này không phải có chỗ dựa là đại gia tộc thì bản thân cũng được trưởng bối sư môn rất yêu quý mới có thể làm chủ được vật ấy nếu không chỉ dựa vào bọn họ thì làm sao có kỳ ngộ đến như vậy chứ những người khác hâm mộ cũng chỉ là hâm mộ nhưng không muốn yếu thế nên hoặc là thi triển pháp thuật sắc bén hoặc là lấy ra pháp khí thần diệu hơn phát động một vòng công kích lập tức hào quang tận trời pháp khí bay tán loạn mà hàn lập lại không sử dụng phù bảo cũng không sử dụng cự kiếm thuật uy lực kinh người vừa rồi mà hắn chỉ sử dụng thủ đoạn đỡ sức nhất hai tay nhẹ nhàng vung lên mấy tiếng vật nặng rơi xuống mặt đất trước người hàn lập liền có thêm bốn con khôi lỗi thú mấy con khôi lỗi thú mở đôi mắt lạnh như băng ra, há cái mồm khổng lồ phun mấy cột sáng thật dài như pháp thuật bình thường, còn Hàn Lập thì đứng phía sau chúng nó, lợi dụng cơ hội khôi phục lại pháp lực tiêu hao vừa nãy. Bây giờ ngay cả mặt của tên giáo chủ hắc sát giáo đều chưa thấy, hắn không muốn dùng toàn lực, khiến cho pháp lực mau chóng tiêu hao hết. Tận lực tiết kiệm pháp lực đề phòng bất chắc, đây là chủ ý trước khi trận chiến xảy ra của Hàn Lập. Nếu không khi pháp lực hao hết, hắn có bản lãnh và thủ đoạn nhiều hơn nữa cũng không thể nào dùng đến được. Đám khôi lỗi thú vừa ra liền khiến những đồng môn khác giật mình nhìn lại, nhưng lập tức không cho là lạ. Dù sao sử dụng công pháp gì, tu luyện pháp quyết gì, đây đều là bí ẩn của người đó, sẽ không có ai không biết ý mà đi hỏi. Người hơi hiểu về nguồn gốc của khôi lỗi thuật đều nghĩ rằng Hàn Lập có được công pháp từ chỗ Lý Hóa Nguyên. Với tu vi của Lý Hóa Nguyên giết chết vài tên tu sĩ thiên trúc giáo, lấy được chút ít pháp quyết tu luyện của môn phái đó cũng không có gì ngạc nhiên. Cho nên, những người khác nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy tò mò với mấy con khôi lỗi thú mà thôi. Giờ phút này, Lưu Tính đã thành công phát động kim phù, nó run nhẹ lên rồi hóa thành một đạo kim quang, bay thẳng đến phía trên quang kén. Sau đó một tiếng nổ vang lên, kim quang vỡ ra tạo thành cơn mưa quang điểm đầy trời bay xuống, như mộng như ảo, thật sự cực kỳ đẹp mắt. Nhưng mà trong cảnh tượng sặc sỡ này lại ẩn giấu sát khí. Bởi vì sau khi Lưu Tính bắt pháp quyết đến mức hoa cả mắt thì quang điểm trên trời đã biến hình quỷ dị, dần dần co rút lại, biến thành một thanh tiểu kiếm màu vàng, mặc dù chỉ dài có một tấc, nhưng hàn khí bức người, vô cùng sắc bén. Thiên nhận thuật, lúc này, Lưu Kính mới nhỏ giọng nói ra tên của kim hệ pháp thuật kia. Cảnh này làm cho những người khác, ngoại trừ hai người đang huy động phù bảo, đều dùng mình. Bởi vì kim hệ pháp thuật là một loại thưa thất nhất trong ngũ hành đạo thuật, hơn nữa phần lớn là các pháp thuật phụ trợ như kim giáp thuật, thiết phu thuật. Mà phù lục của Lưu Tĩnh hôm nay chẳng những là kim hệ pháp thuật công kích, mà còn là pháp thuật quần công trên trung cấp, điều này sao không khiến mọi người kinh ngạc chứ, không hẹn mà cùng chậm lại, muốn xem pháp thuật này có chỗ nào thần diệu. Giờ phút này vô số tiểu kiếm màu vàng đang tỏa sáng phía trên quang kén, khí thế thật là kinh người. Nhưng lưu tính vừa thúc giục khẩu quyết, những tiểu kiếm màu vàng liền giống như cơn mưa đá bình thường từ trên trời rơi xuống, lao về phía quang kén bên dưới. Tiếp theo bên tai đám người Hàn Lập truyền đến liên tiếp những tiếng phốc phốc trầm muộn. Kim quang, huyết quang đan vào nhau, bắn tung tóe khắp nơi, như khói lửa bay tán loạn. Quang kén vốn không có chút suy xuyển nào khi bị người khác công kích, thì bây giờ dưới thế công mãnh liệt đã xảy ra biến hóa, huyết quang dần dần mở rộng ra, dường như đã biết lợi hại. Huyết quang dày đặc và kiếm quang liên tiếp đánh tới đã xảy ra va chạm. Lưu Tĩnh nhìn thấy cảnh này, trong lòng mừng rỡ. Một khi đã ép quang kén xảy ra biến đổi thì chứng minh rằng công kích của hắn có hiệu quả, chỉ cần tăng lực công kích lên thì có khả năng phá vỡ được màn huyết quang này nhưng phần lớn tiểu kiếm trên không trung lúc này trong nháy mắt đã rơi xuống hơn phân nửa, nhưng huyết sắc trên quang kén vẫn sáng rực, bộ dáng vẫn nhàn nhã có thừa. Lưu sư huynh, ta đến giúp ngươi một tay, đó là tiếng quát của tống ngông, phù lục màu xám trên tay hắn đã xảy ra biến hóa, biến thành một thanh trường thương màu xám dài vài thước, cả người tản mát ra khí thức quỷ dị. Trước hết tập trung xử lý huyết thị ở bên trái rồi nói sau, không cần phân tán công kích. Lưu tĩnh nhìn thấy phù bảo của tống mông đã hiện hình, không khỏi mừng rỡ nói. Sau đó tay chỉ về những tiểu kiếm còn chưa bay xuống. Lập tức tất cả kim kiếm đột nhiên hợp lại, bắn về phía quang kén do huyết thị băng yêu hóa thành nằm ở phía ngoài cùng bên trái. Một tiếng nổ vang lên, mọi người tập trung nhìn lại, huyết quang của cái kén đã bị theo rút đi không ít. Vừa thấy có hiệu quả, các pháp thuật, pháp khí và khôi lỗi thú của Hàn Lập đều đồng loạt công kích tới, trường thương màu xám của tống mông phát ra tiếng kêu bén nhọn thê lương đồng dạnh theo sát sau kết quả quang kén màu máu trong mắt hàn lập từng vững chắc không thể phá nổi bị thiên nhận thuật và công kích của mọi người nên trong nháy mắt chỉ còn có một tầng mỏng manh có thể mơ hồ thấy được bóng người bên trong cuối cùng một kích của trường thương màu xám xuyên thủng theo đó một tiếng kêu kinh sợ rất lớn vang lên chấn mạnh làm hai tai mọi người ù ù tiếp theo hai lợi chảo trong suốt đột nhiên từ trong huyết quang đưa ra sau đó một cơn mưa gió xảy ra xé rách huyết quang còn lại bộ dáng người bên trong xuất hiện một quái vật màu trắng mới yêu hóa được một nửa Người này có bộ mặt rất thanh tú, rõ ràng là một thanh niên đẹp trai. Nhưng trên đầu lại mọc lên hai cái sừng nhỏ màu trắng, trên mông cũng mọc ra một cái đuôi màu trắng dài hơn thước, trên mặt có những vảy trắng cùng với hai lợi chảo vô cùng sắc bén, trên người có tầng tầng yêu văn màu nhũ trắng, bán trong suốt. Trên đầu vai có một cái lỗ to bằng miệng bát, máu tươi tuôn ra ồng ộc, xung quanh máu thịt đang không ngừng mấp máy co rút lại, khiến người ta sởn tóc gáy, nhưng chỉ trong nháy mắt, động máu đó đã khép lại. Các ngươi muốn chết, băng yêu mới chỉ hoàn thành một nửa biến thân hiển nhiên vẫn bảo trì đủ thần trí, hung hăng nói với mọi người. Đối với hắn mà nói, mặc dù yêu hóa không hoàn toàn thành công, tuy nhiên với đặc tính yêu thân của mình cũng đã đủ. Có thể kéo dài đến lúc đồng bọn của hắn yêu hóa xong. Đám người Lưu Tĩnh chưa thấy qua biến thân yêu hóa lần nào, giờ chứng kiến dáng vẻ khủng bố của đối phương như vậy đều biến sắc. Mặc dù đã nghe Hàn Lập nói qua bộ dạng quỷ dị của huyết thị sau khi hóa yêu, nhưng bây giờ trực tiếp nhìn thấy trong lòng đều cảm thấy khiếp sợ, có cảm giác thấp thỏm bất an. Mấy đạo bạch quang lóe lên bắn nhanh tới, vừa lúc đánh trúng phía trên thân thể trần trụi của băng yêu, lập tức khiến hắn lộn mấy vòng, chật vật không chịu nổi. Hàn lập căn bản không muốn nghe đối phương nói lời vô nghĩa, điều khiển khôi lỗi thú phát động công kích. Những người khác nhìn thấy thế mới tỉnh ngộ ra, đòn công kích vốn dừng lại, bây giờ tiếp tục điên cuồng đánh tới. Nhưng mà băng yêu vừa ngã xuống, quanh người toát ra một cổ xương lạnh, sau khi sương mù tan đi thì bản thân hắn đã biến mất tại chỗ. Những người khác cảm thấy kinh hãi, vội vàng tìm kiếm xung quanh. Theo kinh nghiệm của bọn họ, xuất hiện loại tình huống này có nghĩa là đối thủ bình thường đều sử dụng loại độn thuật nào đó, nhanh chóng trốn thoát khỏi chỗ cũ, nhưng quyết sẽ không rời đi quá xa. Bốn phía ngoại trừ ba cái quang kén còn đang khẽ tỏa sáng, thì làm gì có ai tồn tại nữa. Đám đệ tử hắc sát giáo bình thường cũng không phải kẻ ngốc, đã sớm trốn rồi. Hàn Lập thấy vậy liền cảm thấy dùng mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Hắn cuống quyết vỗ vào túi chữ vật, bạch lân thuẫn và pháp khí cùng bay ra, nhanh chóng bay quanh người, đồng thời lớn tiếng nói. Chư vị sư huynh cẩn thận, người đó đang ẩn trốn. Hàn lập vừa nói ra thì một tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân đột nhiên truyền đến, khiến tất cả mọi người ở đây giật mình, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy sư tỷ của Trần Sảo Thiến đang ngồi dưới đất khống chế phù bảo ngửa mặt lên trời, rồi ngã xuống mặt đất, trong ngực nàng tự dưng xuất hiện một cái lỗ lớn như bị người dùng tay xuyên qua, rõ ràng trái tim đã bị bóp nát. Nàng ngã trong vũng máu, khuôn mặt xinh đẹp có chút méo mó, tay chân không ngừng co quắp lại, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, không tin, nhưng lập tức lộ ra một tia không cam lòng, đôi mắt của nàng ngưng trệ lại, hoàn toàn mất đi tính mạng. Chương 321: Ẩn đấu. Tuyết Hồng, một vị sư huynh của Trần Sảo Thiến thấy bạn nữ song tu với mình như vậy liền gào lên một tiếng bi thống, sau đó hai tay vung ra một đạo ô quang bắn tới quanh thi thể nàng ấy tại phụ cận cuồng phi loạn vũ ý đồ bức băng yêu kẻ giết người xuất hiện lại nói đến vị tuyết hồng sư tỷ địch thật cũng có chút oan khuất nếu không phải là nhất thời tâm tính có chút háo thắng tranh cường đem phù bảo ra sử dụng nếu không thì vẫn còn hoàn hảo mà bảo trụ được tính mạng bởi vì khi sử dụng phù bảo trước nàng cần phải dùng một kiện pháp khí phòng ngự phiêu phù bên người nhưng vì muốn giảm bớt thời gian khởi động phù bảo định tiết kiệm chút pháp lực lúc này mới lớn mật thu pháp khí trở về kết quả là nàng không còn lớp phòng hộ nào cả chẳng qua nữ tử này kinh nghiệm quá ít tâm tính đơn giản mà phạm phải sai lầm lớn quả thật có chút bất công nàng khi thấy địch nhân ở phía đối diện hình thành cái kén nếu không phải xung quanh đều là đồng môn bảo vệ làm sao dám yên tâm khu động phù bảo thật không ai nghĩ tới băng yêu kia mới yêu hóa được một nửa đã phá kén mà ra hơn nữa lập tức ẩn hình đem nàng trở thành mục tiêu Lúc đó chính là vào thời khắc cuối cùng tuyết hồng kích phát phù bảo, không thể dừng lại ngay lập tức nên mới trúng một kích trí mệnh. Lại nói tống mông khi khởi động phù bảo trường thương cũng không có sử dụng bất kỳ một thủ đoạn phòng hộ nào vì uy năng phù bảo đó không lớn cho nên phải kích phát thành công trước tiên, nếu không băng yêu ẩn nấp kia chẳng biết sẽ đánh lén người nào đây. Hơn nữa, không cần nói tới hai người bọn họ, vừa rồi khi tấn công đám người Hàn Lập cũng không có dùng pháp khí phòng hộ, cù sao mấy cái kén kia chỉ là bia ngắm, không thể phản kích, bọn họ đương nhiên không muốn lãng phí pháp lực xuất ra pháp khí phòng ngự. Nhưng hiện tại thấy tình cảnh nữ tử kia bị móc tim mà chết thảm, rồi lại Hàn Lập nhắc nhở, những người khác sau lưng đều đổ mồ hôi lạnh, nhất thời các loại vòng bảo hộ, pháp khí phòng ngự đều xuất hiện, tránh cho địch nhân hung tàn ra tay đánh lén thêm lần nữa. Nhưng một sự tình làm bọn họ càng thêm ngẩn ngơ chính là bất kể bọn họ có dùng loại pháp thuật chuyên ẩn hình hay bất cứ pháp khí nào đi nữa cũng tìm không ra tung tích của yêu nhân kia thì thoảng lại thấy bóng dáng của nó nhưng còn chưa kịp vui mừng một chút, yêu nhân kia lại đột một biến mất tựa hồ như đang di động với tốc độ cao. Lúc này băng yêu hoàn toàn trở nên bán trong suốt, thỉnh thoảng tại bốn phía thoát ẩn thoát hiện xung quanh bọn họ, không cần nói đến mắt thường, ngay cả pháp khí thập phần linh tính cũng không phát huy được hiệu quả chủ động truy tung, chỉ được vài lần liền mất dấu. Tất cả mọi người đều cảm thấy được nguy hiểm đang tới gần, không ngừng chú ý động tĩnh bốn phía xung quanh, tâm thần ngưng trọng, bị băng yêu áp chế không thể nhúc nhích chỉ có Hàn Lập nhìn tình cảnh trong trường đấu, thân sắc trên mặt lóe lên một tia kỳ quái. Người đang sóng vai chiến đấu bên Hàn Lập bây giờ chính là Vương Sư Huynh, vốn chưa bao giờ gặp qua trường hợp huyết tinh như thế, giờ phút này sắc mặt tái nhợt lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi. Đối với hắn mà nói, không lâu trước người sư tỷ vẫn cùng mình nói cười bị chết thảm như vậy, căn bản là giống như một cơn ác mộng, sự tình này so với hắn tưởng tượng trước kia có thể đại triển thần uy tại địa phương này, dễ dàng tiêu diệt địch nhân, hoàn toàn bất đồng. Nghĩ tới đây, hắn liếc mắt nhìn vẻ mặt điên cuồng của sư huynh song tu với tuyết hồng sư tỷ, sắc mặt càng thêm khó coi vài phần. Có lẽ con người càng sợ cái gì thì cái đó liền đến. Không biết là do nỗi sợ hãi của hắn bị băng yêu kia cảm nhận được hay là thấy hắn yếu nhược hơn so với đồng bọn nên xuống tay. Bởi vậy trong lúc hắn còn đang hoảng loạn, một lợi chảo trong suốt, lạnh như băng từ phía sau hắn đột ngột xuất hiện, hung mãnh chộp tới vị trí trái tim. Pháp khí hộ thân của vị vương sư huynh là một thanh đồng thuẫn loại nhỏ, có 10 phần linh tính, không đợi hắn điều khiển, tự động lóe lên, dịch chuyển qua, vừa lúc ngăn cản được một kích này. Đinh một tiếng vang lên, tuy lợi chảo băng lạnh kia bị cản lại nhưng thanh đồng tiểu thuẫn trong khoảnh khắc bị một tầng băng xương thật dày đông kết lại, đồng thời rớt xuống, tạm thời mất đi linh tính. Vương sư huynh lúc này mới phát hiện kinh biến phía sau, mặt cắt không còn chút máu, theo bản năng đích xoay người lại, kinh hoàng thất thố, không ngừng dò xét hai bên tả hữu. Sau khi thấy phụ cận không còn động tính gì, liền do dự một chút đột nhiên dịch thân đi qua thu lại kiện thanh đồng tiểu thuẫn hắn không muốn phá đông cho pháp khí của mình để tiếp tục xuất ra ngoài tránh mau mọi người xung quanh thấy hành động này của hắn kinh sợ quát to cái gì hắn không khỏi dùng mình còn chưa hiểu được tại sao lại thế này thì vòng bảo hộ thủy thuộc tính phía sau liền phát ra âm thanh vỡ tan cực kỳ thanh thúy tiếp theo một luồng gió lạnh làm cho tim phổi người ta hoàn toàn đông cứng trực tiếp từ sau lưng hắn đánh úp lại hỏng rồi vương sư huynh cơ hồ đồng thời biết tại sao lại thế băng yêu sau một kích đầu tiên thất bại cũng không có rời đi mà liền ẩn thân chuyển tới phía sau tung thêm một kích chí mạng tại khoảnh khắc này trong đầu vương sư huynh trống rỗng chỉ hiện lên duy nhất một tình cảnh đó chính là lúc tuyết hồng sư tỷ chết thảm thực không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên mình vương sư huynh chỉ có thể nghĩ thêm được một câu như vậy mà thôi nhưng vào lúc này mắt hắn hoa lên tiếp theo cả thân mình nhẹ nhàng đằng vân giá vỗ bay ra ngoài phía sau truyền đến một tràng nổ vang liên tiếp như sấm cùng với tiếng hô hoán kinh sợ rất to của một vài người. Sau đó, hai chân hắn mạnh mẽ tiếp đất, người vẫn đứng an an ổn ổn. Vương sư đệ, người không có việc gì chứ. Lúc mà hắn vẫn chưa ý thức được chính mình còn sống hay đã chết, thì một thanh âm cực kỳ quan tâm truyền đến. Nghe thấy tiếng nói rất quen thuộc này, hắn mới ngơ ngác quay đầu nhìn, mắt thấy vẻ mặt đang lo lắng của Lưu Tĩnh. Lúc này Vương Sư Huynh mới biết được chính mình vẫn còn sống, Hoàn Hảo không tổn hao gì, không khỏi cực kỳ vui mừng nói lời cảm kích. "Lưu sư huynh, chẳng lẽ là huynh đã ra tay cứu ta?" Lời nói vừa ra cho thấy vị Vương sư huynh này vẫn còn chút hoảng sợ, thanh âm khàn khàn, có thể thấy được vừa rồi hắn thật sự bị làm cho hoảng sợ không nhỏ. Lưu Tĩnh nghe hắn nói vậy lại lộ ra vài phần xấu hổ, ngại ngùng. "Thật hổ thẹn, sư đệ có thể còn sống đến giờ cũng không phải là công lao của ta, mà do Hàn sư đệ vừa rồi ra tay tương cứu." hơn nữa bây giờ còn đang cùng yêu nhân kia đánh nhau đó. Khục, trước kia ta nghe các người nói còn không quá tin tưởng rằng hàn sư đệ tuổi còn trẻ mà có thể nhẹ nhàng hạ sát vài tên tu sĩ trúc cơ kỳ. Hôm nay quả thật là được đại khai nhãn giới, thực lực của hàn sư đệ thật đúng là thâm sâu khó lường. Hàn sư đệ, vương sư huynh nghe xong lời ấy, sửng sốt một chút. Hắn nhớ rõ ràng lúc ấy hàn lập còn cách hắn có đến 5-6 trường, như thế nào lại có thể ra tay kịp lúc đây. Không nghĩ nữa, Vương Sư Huynh vội vàng quay đầu lại nhìn theo hướng phát ra tiếng đánh nhau. Kết quả là tình cảnh đập vào trong mắt làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy địa phương mà trước đó hắn bị băng yêu tập kích, rõ ràng là không một bóng người nhưng lại phát ra thanh âm binh binh bang bang tranh đấu lẫn nhau xen lẫn tiếng gầm nhẹ của băng yêu, hơn nữa còn vô duyên vô cớ bắn ra vài đạo quang mang sắc bén cùng kiếm khí xẹt qua trong trước mắt, khiến cho mặt đất cứng rắn bên dưới xuất hiện vô số các rãnh nông sâu khác nhau. Vương Sư Huynh ngơ ngẩn nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần. Hắn cảm thấy kinh ngạc, vừa đinh mở miệng hỏi thì trên bãi đất trống nơi đây nổi lên một trận cuồng phong, tiếp theo một bóng người màu trắng mờ mờ, bán trong suốt đột nhiên xuất hiện, thế tấn công rồi bắn ngược rất quỷ dị, làm cho hắn hoảng sợ. Bóng người kia đúng là tên huyết thị bán yêu hóa vừa mới tập kích hắn. Lúc này xem ra hắn càng thêm yêu dị, toàn thân đều trở nên giống như một khối thủy tinh, rất trong suốt. Không có khả năng, người như thế nào có thể nhìn thấu thuật ẩn thân, lại còn đuổi kịp tốc độ của ta nữa chứ lúc này có thể nhìn ra được vẻ mặt tràn đầy tức giận của yêu nhân trong suốt kia, thậm chí còn có một chút sợ hãi. Sau khi nói xong, hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ đầy thú tính, rồi phốc mạnh tới trước, cả người lại biến mất vô ảnh vô tung. Hàn lập hừ lạnh một tiếng, âm thanh va chạm đánh nhau lúc trước lại vang lên, nhưng càng thêm kịch liệt, hơn nữa không hề hạn chế phạm vi mà bắt đồng lan rộng ra bốn phía, làm sắc mặt bọn người lưu tính, chỉ có thể nghe thấy âm thanh mà không thấy hình dáng, đều không ngừng đại biến lui lại về phía sau vị bạn lữ song tu kia tuy muốn báo thù cho cái chết thảm của tuyết hồng sư tỷ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tạm lui lại mà thôi nếu không sợ rằng bất chi bất giác thì trận chiến giữa hàn lập và yêu nhân kia ảnh hưởng đến mà bị chết một cách không minh bạch trong lòng bọn họ đều biết rằng không thể nhúng tay vào tràng chiến đấu vô hình này được mau xem trên mặt đất kia tống mông kinh hô một tiếng những người khác nghe thấy không khỏi cúi đầu nhìn lại kết quả trong tâm mọi người đều có chút hoảng sợ chỉ thấy trên mặt đất phía trước chẳng biết khi nào đã ngưng kết một tầng băng thật dày, lập lè dưới ánh trăng, có vẻ vô cùng bóng loáng. Yêu nhân này quá xảo trá, đem mặt đất biến thành như vậy, đối với hàn sư đệ thật bất lợi. Tống mông nói với vẻ mặt đầy lo âu, không thấy rõ, không biết hàn sư đệ dùng loại độn thuật nào, làm chúng ta đồng dạng cũng không phát hiện được tung tích của đệ ấy. Theo thanh âm vừa rồi xem ra hàn sư đệ không có rơi vào thế hạ phong, hiển nhiên khối băng này đối với hắn ảnh hưởng không lớn, Chẳng qua sự quỷ dị của mấy tên yêu nhân này sau khi biến hóa đã vượt xa ý muốn của chúng ra, mất đi một vị đồng môn, ta thật sự khó có lời nào để nó. Lưu Tĩnh im lặng trong chốc lát rồi chậm rãi nói. Những người khác nghe xong, lại nhìn sắc mặt trầm trong của hắn, nhất thời cũng không biết phải an ủi như thế nào. Bọn họ không hề biết Hàn Sư Đệ vừa tranh đấu với băng yêu, trong lòng vừa mở miệng mắng to. mươi 322, Lưu Tĩnh giữ chân bảo. Hàn Lập trong lòng cực kỳ căm tức cũng không phải bởi vì hắn nhất thời mềm lòng ra tay cứu Vương sư huynh mà phải thi triển La Yên bộ, rồi cùng yêu nhân kia đánh nhau kịch liệt, chính là bọn người lưu tính kia còn không chịu nắm bắt cơ hội, trước tiên tiêu diệt mấy tên huyết thị khác đang biến thân, đợi cho chúng hoàn thành, phá kén chui ra, lúc đó mới phiền toái lớn. Vừa rồi hắn trông thấy vị Vương sư huynh kia sắp dính phải độc thủ của Băng yêu, lo lắng trong trận chiến với Thanh Văn thiếu đi trợ thủ nên nhanh chóng ra tay cứu giúp. Sau đó, tên yêu nhân kia thấy Hàn Lập ra tay phá hỏng chuyện tốt của mình, bèn liên tiếp xuất thủ cuốn lấy hàn lập, buộc hắn phải ra sức ứng phó một chút. Nhưng hắn cũng thấy được băng yêu này đối với đồng môn của mình ra tay rất ác độc, do hắn chủ động xuất thủ giải quyết là tốt nhất, dù sao nếu có đồng môn bị chết đi thì trận chiến đấu tiếp theo sẽ thiếu người giúp. Hiện tại hắn đã cuốn lấy yêu nhân, nhưng không nghĩ tới những người khác chỉ đứng xem mình đánh nhau, không nhân cơ hội mà công kích ba cái quang kén kia, không phải lãng phí một cơ hội rất tốt đó sao. Chẳng qua hắn cũng lờ mờ đoán được, những người khác chỉ sợ không phải là không biết chấp lấy thời cơ, mà vì băng yêu có thuật ẩn thân rất quỷ dị, đã ra tay hạ sát vị sư tỷ kia khiến mọi người đều sợ hãi những tên huyết thị bàn yêu hóa khác. Bởi vậy dù biết rõ mấy tên kia sau khi biến thân chắc chắn sẽ tay độc ác hơn, nhưng trong lòng bọn họ vẫn chủ trừ không quyết, nói không chừng có lẽ đã có ý thối lui. Nhưng Hàn Lập tới nơi đây không phải là vì diệt tận gốc bọn hát sát giáo, mà là có một mục đích khác, sao có thể dễ dàng đánh chống lui quân, Tuy tên băng yêu này vừa phá vỡ kén chui ra đã lập tức đánh chết một người bên mình nhưng nếu cẩn thận một chút kỳ thật cũng không có gì nguy hiểm. Thậm chí trong mắt Hàn Lập hắn còn không bằng tên đại hán đầu bóng lưỡng lúc trước, như vậy thì sao mà làm khó được Hàn Lập đây? Có điều thân thể băng yêu trở nên trong suốt, có thể hành động rất nhanh, lại có thể thao túng một ít hàn khí, cái gọi là ẩn thân của nó cũng cùng dạng với la yên bộ của Hàn Lập, thuần túy chỉ là ảo giác do di chuyển với tốc độ cao mà thôi, mà thân thể yêu nhân kia trong suốt lại càng thêm khó phát hiện và bắt giữ. Nhưng loại thân pháp quỷ dị này cũng chỉ có thể phát huy được uy lực khi đang trên mặt đất, chỉ cần mọi người đều bay lên trên cách mặt đất một khoảng, thì triển pháp thuật có phạm vi lớn liền có thể bước bằng yêu kia hiện thân, dù sao di chuyển với tốc độ cao như vậy tại khoảng cách ngắn còn nguy hiểm chứ với khoảng cách ngoài một trượng thì như thế nào có thể tranh đấu cùng tu sĩ ngự khí phi hành trên cao đây. lưu tính cũng như các đồng môn khác chính là cho tới bây giờ chưa từng trải qua loại cận chiến giáp la cả khốc liệt như vậy, tự nhiên thấy đối phương rất quỷ mị, căn bản khó mà chống đỡ. Cho nên Hàn Lập, người thường sử dụng phương thức này để chiến đấu, tự nhiên kinh nghiệm ứng phó vô cùng phong phú. Nghĩ đến đây, Hàn Lập đột nhiên vung ngân kiếm lên đánh lui lợi trảo của đối phương, đồng thời thân hình lại xuất hiện, lớn tiếng nói. Lưu Sư Huynh, các người mau bay lên trên không trung, tiếp tục công kích ba tên huyết thị còn lại, ta sẽ không để cho tên yêu nhân trước mắt quấy nhiễu mọi người. Hàn Lập nói xong, thân hình đột nhiên lóe lên, bóng dáng lại biến mất, trên thực tế ngân kiếm trong tay huy vũ nhanh đến mức vô ảnh vô tung, làm cho băng yêu không ngừng lui lại về phía sau, căn bản không có cơ hội bay khỏi mặt đất. Ngân kiếm trong tay Hàn Lập chính là chiến lợi phẩm mà hắn đoạt được trong quá trình huyết sắc thí luyện, có thể đón đỡ được lợi trảo của đối phương mà hoàn toàn không tổn hao gì. Nhưng đồng dạng ngân kiếm cũng không thể đả thương đôi băng trảo của băng yêu, điều này làm Hàn Lập thầm kêu kỳ quái mãi không thôi. Lưu Tĩnh nghe được lời của Hàn Lập, ngẫm nghĩ một chút, liền hiểu được dụng ý của Hàn Lập nhưng trên mặt vẫn hiện lên vẻ do dự, thật ra trong lòng hắn đang cực kỳ mâu thuẫn. Lưu Tĩnh Phi xuất thân từ một đại gia tộc tu tiên nhưng khi còn nhỏ từng bị tà tu bắt đi, trải qua những ngày hắc ám bị ngược đãi tra tấn, thiếu chút nữa thì vứt bỏ tính mạng, cuối cùng được người nhà cứu ra, rồi bái nhập làm môn hạ của Lý Hóa Nguyên mới đạt được tu vi như bây giờ. Nhưng bởi vì việc lúc nhỏ như một bóng ma ám ảnh nên Lưu Tĩnh đương nhiên đối với bọn tà tu cực kỳ thống hận. Hắn có một nguyên tắc, gặp bao nhiêu giết bấy nhiêu, không buông tha cho bất cứ kẻ tà tu nào tu luyện công pháp quỷ dị. Làm như vậy vừa giúp hắn cảm thấy thống khoái, đồng thời còn mang đến tiếng tăm cũng như danh vọng lớn lao cho dù tu sĩ thất đại phái có địa vị cao hơn hắn nhìn thấy cũng đều lộ ra một tia kính nể lưu tĩnh dù ngoài mặt không thay đổi nhưng trong lòng lại dần dần mê luyến loại cảm giác được mọi người tôn sùng này về sau hắn chủ động đi tiêu diệt tà tu xung quanh hơn phân nửa là muốn được hưởng thụ sự kính ngưỡng của người khác mà thôi đương nhiên ngoài mặt lưu tĩnh rất cẩn thận giấu kín loại tâm tư này tận sâu trong đáy lòng Người ngoài nhìn vào tựa hồ chỉ thấy được thiết huyết lưu sư huynh với đạo nghĩa như che lấp cả mây trời, ghét ác như cừu. Mà hắc sát giáo trước mắt tuyệt đối là thế lực lớn nhất mà hắn đã gặp qua, là tà giáo cần phải diệt trừ ngay, nhưng đồng dạng thực lực của đối phương cũng cực mạnh trong số tà tu mà hắn đã gặp. Lưu tĩnh thật sự không có chút tin tưởng nào, với pháp khí bình thường mà đem ba huyết thị còn lại giết chết, lực công kích chỉ yếu nhược ngược lại sẽ giúp cho ba yêu nhân bán yêu hóa đi ra. Chỉ một tên băng yêu đã khiến mọi người khó khăn như vậy, ba tên căn bản không thể đối phó được, đích xác chỉ là tống tiễn mạng sống mà thôi. Nếu lần này thấy khó mà thối lui, bọn họ chính là đã đánh rắn động cỏ, hoàn toàn thất bại. Hắc sát giáo khẳng định sẽ từ sáng chuyển sang tối, một lần nữa biệt tích, làm cho danh dự gầy dựng nhiều năm của Lưu Tĩnh sụp đổ, hoàn toàn trôi theo dòng nước. Tưởng tượng đến cảnh người khác nhìn mình với vẻ mặt chê trách cười cợt, Lưu Tĩnh liền cảm thấy ngộp thở nơi ngực, buồn bực khó chịu vô cùng. Hàn lập lại lên tiếng thúc giục nên phải đưa ra sự lựa chọn. Lưu sư huynh, chúng ta nên hay không trước tiên lui lại a? À? Thực lực hắc sát giáo này đã vượt quá dự đoán của chúng ta, nếu không đi chỉ sợ không còn kịp nữa. Người đi tới chính là vị vương sư huynh được Hàn lập cứu kia, hiện có chút trần chờ, nhỏ giọng nói: rút lui. Nếu như vậy thì sau này mình trong mắt các sư huynh đệ khác chỉ sợ hình tượng cũng không còn. Lưu tĩnh cười khổ thầm nghĩ: mọi người phi hành lên phía trên hộ pháp cho ta, ba tên huyết thị còn lại đều giao cho ta xử lý đi. Lưu Tĩnh đột nhiên nở nụ cười, bình tĩnh nói, đồng thời trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ, xem ra chỉ có sử dụng thứ đó, như vậy mới có thể giành thắng lợi trong trận chiến này, bảo vệ thanh danh không tổn hao, tuy nhiên đó là thứ bảo mệnh của mình. Lưu Sư Huynh, không phải ngươi muốn một mình đối phó với đám huyết thị còn lại đấy chứ? Không riêng gì Vương Sư Huynh trước mặt, mà những người khác ở xung quanh nghe xong lời của Lưu Tĩnh, trên mặt đều lộ ra thần sắc khó tin, loại biểu tình này làm Lưu Tĩnh trong lòng không khỏi thập phần vui sướng bất quá ngoài mặt hắn giả bộ làm như không có chuyện gì không nói hai lời liền trực tiếp ngự khí phi hành lên không trung đồng thời nhanh chóng lấy ra từ trong túi chữ vật một hộp ngọc màu đỏ lửa lưu tĩnh lúc này đã hoàn toàn khôi phục trạng thái bình thường thong dong không bức bách bộ dáng đầy tự tin điều này làm cho những người khác sau khi liếc mắt thì có thêm chút tin tưởng đồng dạng bay lên không trung nhìn hộp ngọc trong tay một chút lưu tĩnh trên mặt hiện lên một tia không nỡ nhưng thần sắc ấy nhanh chóng biến mất đột nhiên hai tay vỗ mạnh vào nó nhất thời chiếc hộp nguyên vẹn từ từ vỡ vụn, lộ ra một chiếc phù lục kỳ lạ có hồng quang vây quanh. Trên mặt phù lục hiện ra một đồ án hình con chim lửa màu đỏ, không ngừng huy động đôi cánh bay qua bay lại, trông giống như có thể tự do hoạt động, thậm chí đôi mắt của hỏa điều còn phát ra lam quang nhàn nhạt, đôi lúc nhấp nháy. Càng làm cho mọi người thêm hoảng sợ chính là khi phù lục này vừa hiện liền phát ra tầng tầng khí nóng làm phụ cận hơn 10 trượng xung quanh nhiệt độ tăng hẳn lên, khiến cho những người khác đều cảm thấy khô rát nơi đầu lưỡi. Bọn người Tống Mông vừa đến gần thì đúng lúc xảy ra một màn kinh người kia. Phù Bảo, Tống Mông vừa thấy vật ấy đã kêu lên, "Không phải, cái này không phải là phù bảo bình thường, cái này, cái này là chân bảo." Vị Vương sư huynh kia thấy được những chữ trên phù bảo, rồi lại thấy dị tượng của nó nên thất thanh kêu lên như thấy quỷ. "Chân bảo!" Mọi người nghe được lời nói đó, trong lòng đồng dạng cũng lắp bắp kinh hãi. Cái gọi là chân bảo tuy là cũng thuộc loại phù bảo nhưng thật ra có rất nhiều chỗ hoàn toàn bất đồng so với các loại phù bảo thông thường khác. Đầu tiên, phù bảo bình thường nhiều nhất chỉ có được uy lực của một phần người uy lực pháp bảo chân chính, nhưng chân bảo lại là loại nghịch thiên cất chứa một phần bạo uy lực của bản thể pháp bảo. Cái này căn bản các phù bảo bình thường khác không thể so được. Tiếp theo, để chân bảo xuất thế thì cần phải trải qua phương pháp luyện chế huyết mạch của chủ nhân pháp bảo, chỉ có hậu nhân có huyết mạch trực hệ mới có khả năng điều khiển chân bảo. Không phải bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng, nếu không một khi rót linh lực vào, chân bảo sẽ tự động tiêu tan. Có lợi thế này, đương nhiên khuyết điểm của chân bảo cũng khá lớn, nếu không các tiền bối đi trước đều lưu lại toàn loại chân bảo dạng này. Khuyết điểm lớn nhất của chân bảo chính là tuy có thể cất giữ uy lực gấp nhiều lần so với phù bảo bình thường, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Khi đã sử dụng, uy lực tại đương trường sẽ mạnh mẽ phát ra toàn bộ, không sót lại chút gì, không có cơ hội sử dụng lần thứ hai bởi vậy tính thực dụng so với phù bảo bình thường mà nói thì giảm bớt hơn rất, rất nhiều. Nhưng hạn chế chân chính của loại chân bảo này cực ít được lưu truyền xuống, đó chính là một điều kiện vô cùng hà khắc. Một món đồ pháp bảo sau khi đã trải qua quá trình luyện chế huyết mạch xuất ra chân bảo, như vậy uy lực của pháp bảo này vĩnh viễn sẽ bị tổn thất, không thể tế luyện bù lại như ban đầu, điều này chỉ có một số tu sĩ tiền bối biết rõ đại hạn sắp đến, không thì sẽ không làm việc này đối với pháp bảo mà ngày thường chân quý như tính mạng mà ngược lại chắc chắn sẽ lựa chọn vài kiện phù bảo lưu lại cho hậu bối. Bởi vậy, một ít tu sĩ hay nói dẫn rằng tại tu tiên giới số lượng chân bảo so với phù bảo còn muốn ít hơn không biết bao nhiêu lần, những lời này tuy có chút khoa trương nhưng cũng là không khác sự thật là mấy. chương 323, Chảm Yêu, chân bảo muốn kích phát đích thật khó khăn hơn rất nhiều so với phù bảo bình thường, đó cũng là lý do vì sao lưu tính cần người hộ pháp, hắn không muốn chết thảm giống như kết cục của vị sư muội kia, bởi vậy sau khi phóng ra một kiện pháp khí viên hoàn màu vàng bay quanh thân lúc này hắn mới thực sự yên tâm khoanh chân ngồi xuống rót pháp lực vào hỏa điều chân bảo hồng quang của phù lục trên bàn tay lưu tính dần dần đại thịnh hỏa điều trong tấm chân bảo này càng bay lượn linh hoạt tùy thời đều có thể bay ra khỏi phù lục xem ra khi mà hỏa điều có thể hóa hình bay ra chính là thời khắc kích phát chân bảo thành công hàn lập đang trên mặt đất dây dưa cùng băng yêu tuy không biết rõ nhưng cũng hiểu được đồng môn đang thi triển thủ đoạn khác nhất thời trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hắn chỉ sợ mấy tên đồng môn này bởi vì khiếp đảm mà phủi mông rút lui, đến lúc đó một mình hắn không có cách nào cướp đoạt được thứ đang nằm trong tay hắc sát giáo chủ. Một khi đã không cần phân tâm vào việc khác, Hàn Lập lúc này tâm thần hoàn toàn tập trung vào đối thủ trước mắt, với tu vi trúc cơ trung kỳ mà thi triển la yên bộ vẫn là một gánh nặng không nhỏ đối với thân thể, không thể kéo dài cuộc chiến này, phải mạo hiểm dùng một kích toàn lực. Hàn Lập đang cân nhắc, xem xét, trong khi đó một tay huy động ngân kiếm không ngừng chấp động, hướng băng yêu chèn ép đến mức thở không ra hơi một tay còn lại vô thanh vô tức thỏ vào túi chữ vật lấy ra một vật nhanh chóng quấn lên ngón tay vô danh sau khi đã chuẩn bị xong sát khí trong mắt hàn lập chợt lóe hai tay hợp lại thành một thế hai tay cầm kiếm đột nhiên chém thẳng ra một kiếm cực kỳ hung ác tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với tất cả các công kích lúc trước khiến băng yêu không khỏi dùng mình một mặt vội vàng lùi lại nhanh như tên bắn một mặt dở đôi băng chảo trong suốt đặt chéo lên nhau đón đỡ keng một tiếng muốn lập tức tạo khoảng cách với Hàn Lập, nhưng lúc này trên mặt Hàn Lập lại hiện lên một tia trào phúng. Trong lòng băng yêu ngầm cảm giác không ổn thì Hàn Lập buông một tay cầm kiếm ra, đột nhiên lôi trở về. Kết quả, thế bắn ra phía sau không hiểu vì sao lại đình trệ, tiếp theo liền bắn nhanh về phía Hàn Lập mà lúc này Hàn Lập đã dùng hai tay cầm kiếm trở lại, chuẩn bị một kích chém tới, trên mặt không chút biểu tình. Băng yêu thấy vậy, kinh hãi thất sắc, vội vàng liều mạng giấy ruộng nhưng đã quá muộn, trong chớp mắt đã đến trước mặt Hàn Lập, ngân kiếm trong tay hàn lập thoáng rung lên lóe lên vô số đạo ánh sáng màu bạc trùng trùng điệp bay đến hai người nhanh chóng lướt qua nhau sau đó thân hình bọn họ hiển lộ dưới ánh trăng chính là hàn lập đang cầm kiếm đứng thẳng mà băng yêu đã ngã dầm xuống mặt đất nhìn một màn này bọn người tống mông trên không trung nhìn thấy không khỏi trở nên khẩn trương băng yêu siêu siêu vẹo vẹo đứng lên nhìn bóng dáng hàn lập trên mặt đã nhen nhanh cười một chút vừa định nói cái gì thì đột nhiên thần sắc ngưng trụ lại liên tiếp những tiếng vỡ tan thanh thúy chuyển đến thân hình băng yêu trong suốt như hàn băng đã hiện lên vô số rãnh nứt nhỏ đảo mắt một cái chúng đều trở nên dài ra cả người băng yêu trong tiếng vỡ tan hóa thành từng mảnh băng trong suốt rất xuống mặt đất trong khi thân thể băng yêu dần tiêu biến một nửa lợi chảo vẫn còn sót lại đầy đủ đầu ngón tay sắc bén kia vẫn đang tỏa ra hàn khí âm u cũng chỉ có vật đó mới có thể đón đỡ được một kiếm mạnh mẽ như vậy mà hoàn toàn không tổn hao gì hàn lập lạnh lùng liếc mắt nhìn băng yêu đã bị tan xương nát thịt rồi lại nhìn huyết sắc càng thêm trói mắt của ba quang kén kia hai hàng lông mày khẽ nhíu lại không nói một lời hắn liền trực tiếp phất tay băng chảo liền phi thẳng tới dưới phản xạ của ánh trăng mới có thể nhìn ra được hàn lập cùng lợi chảo này có chút liên quan có một sợi ti tuyến trong suốt quấn chặt lấy đấy chính là nguyên nhân trí mạng khiến cho băng yêu kia phải thân vong hàn lập thừa dịp đang lúc giao thủ liền ra tay thao túng sợi ti tuyến trong suốt trên ngón vô danh không một tiếng động nhanh chóng quấn lấy móng vuốt của băng yêu đáng thương cho một băng thân yêu hóa tuy biến thành trong suốt cứng rắn nhưng đồng dạng cũng đánh mất đi xúc giác linh mẫn nên hàn lập mới dễ dàng đắc thủ mất mạng vì điều này hàn lập cúi đầu nhìn thoáng qua băng chảo sau khi do dự một chút mới tiện tay ném bỏ hắn đương nhiên biết rõ băng chảo này một khi đã có thể đón đỡ ngân kiếm được luyện chế từ ngân tinh mà không bị hủy khẳng định phải là một tài liệu luyện khí tuyệt hảo nhưng nghĩ nó vốn là do tay người biến thành nên trong lòng sợ hãi không thể nhắm mắt cho qua mà thu hồi được hắn bước vài bước tới bên cạnh thi thể của băng yêu lấy ngân kiếm ra bới lung tung ở đám băng vụn tìm được một cái túi chữ vật kiểm tra sơ qua một chút rồi cẩn thận thu vào sau đó một tiếng cũng không nói hướng lên trên không trung bay tới hắn muốn nhìn xem mấy vị đồng môn này rốt cuộc lấy cái gì ra để đùa giỡn nhưng ba tên huyết thị kia lập tức biến thân hàn lập thật sự không biết đúng lúc băng yêu vừa mới chết đi thì tại mật thất bên dưới giả sơn một trung niên nhân rõ ràng đang bế quan bỗng nhiên mở đôi mắt đỏ như máu ra, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Băng yêu đã chết rồi sao? Cũng tốt, về sau ta đỡ phải động thủ lần nữa. Nói xong như thế, hắn trở nên như không có chuyện gì, tiếp tục khép hai mắt lại. Mà phía trước hắn là một bộ hài cốt chỉ còn xương bọc ra, xem hình dáng gầy gò dơ xương, ngoại trừ ra thì trên người một chút huyết nhục cũng không tồn tại, mà theo cách ăn mặc trên người xem ra đây chính là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc. Hàn lập ngự khí lên không trung, còn chưa kịp mở miệng thì mấy người tống mông đã vội vàng đi tới, trên mặt đều mang vẻ sợ hãi lẫn khen ngợi không thôi, thậm chí trong ngôn từ còn kèm theo một tia kính sợ. Mà vị bạn lữ song tu cùng tuyết hồng sư tỷ kia, hai mắt ứng đỏ, thần tình vô cùng cảm kích. Hàn lập vội khiêm tốn nói một câu, có chút buồn bực chỉ vào cái phù lục hồng quang trói mắt trên tay lưu tính, nghi hoặc hỏi. Lập tức có một người hướng Hàn Lập giải thích về việc chân bảo, điều này làm cho hắn vui mừng ra mặt, hoàn toàn yên lòng. Việc liên quan tới chân bảo, Hàn Lập đương nhiên cũng có nghe nói qua, chính là không nghĩ được vị lưu sư huynh này lại có vật này trong tay, hơn nữa hôm nay lại lấy ra sử dụng, bình thường nó đều là thủ đoạn bảo mệnh dưới tình huống sinh tử. Những việc Hàn Lập trải qua đều bất đồng so với lưu tính, tự nhiên cũng không thể hiểu được tâm tình phức tạp trong lòng lưu tính cùng với sự tính toán thiệt hơn của hắn. Đối với Hàn Lập mà nói, người khác dùng ánh mắt gì nhìn mình, cơ bản là không vấn đề gì cả, chỉ cần không đụng chạm đến lợi ích của chính mình thì điều này cũng chẳng sao cả. Đương nhiên nếu có cơ hội mà không phí chút khí lực nào mà lưu lại cho người khác thì Hàn Lập cũng vui vẻ ra tay một chút nhưng vì duy trì loại ấn tượng này mà dùng tới bảo vật như loại chân bảo này, có đánh chết, hắn tuyệt đối cũng không làm ra cái loại việc ngu ngốc như vậy. Chẳng qua, cách làm của Lưu Tính Chính cũng làm cho Hàn Lập có điểm cảm động, thậm chí hoài nghi quan điểm của chính mình có phải là đã sai lầm rồi hay không, trên thế gian này thật sự có người tốt trừ diệt cái ác mà ngay cả chính bản thân mình cũng không để ý hay sao. Đang lúc hắn thầm hổ thẹn, bỗng nhiên phía dưới truyền đến một tiếng giống giận dữ trong thanh âm tràn đầy ý tứ máu tanh chết chóc tất cả mọi người không khỏi cả kinh vội vàng nhìn xuống phía dưới chỉ thấy một trong ba cái quang kén màu máu đã không ngừng biến hình ngày càng lớn tựa hồ tên huyết thị bên trong đang muốn lập tức chui ra hàn lập trong lòng dùng mình xem ra còn muốn trước tiên đấu một trận với đám huyết thị này để cho vị lưu su huynh kia tranh thủ một chút thời gian nghĩ đến đây hàn lập đang muốn ra tay hành động thì một thanh âm bình tĩnh từ phía sau chuyển đến tai mọi người các vị sư huynh mau tránh ra một chút, để ta đến tiêu diệt ba gã yêu nhân này. Thanh âm này làm sắc mặt mọi người đều trở nên vui vẻ, Hàn Lập vội quay lại nhìn. Chỉ thấy Lưu Tĩnh đang mỉm cười nhìn bọn họ, trên bàn tay là một chim lửa màu đỏ nhỏ nhắn, xinh xắn đang không ngừng bay tới bay lui cực kỳ đáng yêu, luồng khí nóng lúc trước không biết đã biến mất vô ảnh vô tung khi nào. Đây là nguyên hình của chân bảo, Hàn Lập có chút kinh ngạc nhắm nhìn con chim lửa màu đỏ. Đa tả các vị hộ pháp, Lưu Tĩnh chậm rãi đứng dậy, bay đến trước mặt đám người Hàn Lập, tiếp theo trong ánh mắt kinh ngạc của người khác, nhanh chóng dùng miệng nhẹ thàng thổi vào con chim nhỏ trong tay, nó liền lập tức kêu lên một tiếng trong trẻo rồi bay ra khỏi bàn tay của Lưu Tĩnh, lao thẳng xuống phía dưới. Lúc này, mấy cái quang kén phía dưới đã có biến hóa, suy suy một tiếng trầm muộn, liền tự động xé rách mở ra, từ bên trong một yêu vật đi ra với một màn sáng xanh quấn xung quanh. Hình dạng tương tự như băng yêu khi đã yêu hóa được một nửa, chỉ có điều màu sắc lại là màu xanh thẫm mà thôi. Khuôn mặt yêu nhân kia rõ ràng là tên Thanh Văn đạo sĩ, nhưng lúc này trên mặt hắn đầy vẻ điên cuồng, phảng phất thần chí có chút mơ hồ. Hắn điên cuồng hét lên hai tiếng, vừa nhấc tay lên thì trông thấy một chim lửa màu đỏ phiêu phiêu bay tới, thân hình yêu nhân nhất thời bị kiềm hãm, vẻ điên cuồng trên mặt vì thế mà biến mất, lộ ra sự sợ hãi cùng cực. Hắn kinh hoàng thất thố nhìn xung quanh một chút, đột nhiên thanh quang trên người đại thịt bay lên không trung, bộ dáng muốn bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, con chim lửa kêu lên một tiếng, thân hình đột nhiên lớn lên, hóa thân thành một hỏa diễm cự điều khổng lồ kích thước khoảng một trượng. Sau đó hai cánh vỗ một cái liền giống như thuấn di đột nhiên xuất hiện cách đó mấy chục trượng. Ngay tại phía sau tên yêu nhân thanh văn kia, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một đạo hỏa diễm. Chương 324, Hắc sát giáo chủ. Ngọn hỏa diễm này cao đến 6 7 trượng, cả người thanh văn bị biến thành một cây đuốc sống thật lớn, từ trên cao rơi xuống mặt đất, sau đó thảm thiết kêu lên hai tiếng liền hóa thành cho bụi, ngay cả một tia phản kháng đều không có. Hàn Lập đang vạn phần kinh ngạc thì hỏa diễm cự điều kia lại kêu lên một tiếng bén nhọn, quay đầu hướng hai cái quang kén còn lại, hung hăng đánh tới, kết quả tạo thành một luồng lửa cháy ngập trời bùng nổ tại hai cái quang kén, đảo mắt một cái đem hai huyết thị còn lại vừa mới biến thân, phá kén đi ra, lập tức hãm nhập vào trong biển lửa. Hàn Lập nhìn thấy rõ, huyết quang của hai cái quang kén trong ngọn lửa cháy rực khốn khổ ngăn cản được một tí liền tan rã không còn chút gì sót lại, Đồng thời cũng hiện lên hai cái bóng mơ hồ, lắc lư vài cái liền bị luyện hóa không còn một mảnh. Xem ngọn lửa có vẻ bình thường, thế nhưng lại có thể lợi hại như vậy, làm Hàn Lập kinh hãi không thôi. Đối với uy lực pháp bảo của tu sĩ kết đan kỳ lại có thêm nhận thức một cách rõ ràng. Đám người tống ngông ngoài việc đồng dạng đều cảm thấy kinh hãi giống như Hàn Lập, còn hiện thêm lên vẻ kinh hỉ trên mặt. Chân bảo này quả thật quá lợi hại, lần này có thể tiêu diệt tà giáo, hoàn toàn đều dựa vào lưu sư huynh a những người khác đều cực kỳ hưng phấn nói. Xem ra bọn họ đều cho rằng, chỉ cần tiêu diệt đám huyết thị này, tên hắc sát giáo chủ đang bế quan kia còn không dễ đối phó hay sao chứ? Dù sao bọn họ có nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy, rõ ràng sẽ không dưới cơ một tên tà giáo như vậy. Lưu tĩnh nhìn thấy hỏa diễm do hỏa điều bên dưới hóa thành đang dần dần biến mất không thấy đâu nữa, trong lòng cực kỳ đau xót, nhưng sau khi nghe được mấy lời tán tụng của mọi người, lại thấy tinh thần rung động. Đi thôi, chúng ta lúc này đã chậm chế không ít thời gian rồi, cùng sông lên tiêu diệt hắc sát giáo chủ đi. Lưu tĩnh hào khí bốc lên, phất tay nói. Những người khác nghe xong đều gật đầu đồng ý, liền bay xuống. Hàn lập mỉm cười, đồng giảng cũng muốn đi xuống với mọi người nhưng khi đảo mắt qua bên cạnh lại phát hiện vị vương sư huynh kia đang hướng xuống phía dưới, nhìn trong chọc một cái gì đó, thần sắc có chút cổ quái. Điều này làm hàn lập ngẩn người ra một chút, không khỏi dõi theo ánh mắt của hắn, trên mặt đất ngoài cho bụi của tên thanh văn kia cùng với đồng môn sư huynh với vẻ mặt thương tâm đang thu thập di hài của đạo lữ ra thì nào có thứ gì đáng để chú ý. Vương sư huynh phát hiện được cái gì sao? Hàn lập nhịn không được bèn hỏi, trên mặt mang theo vài điểm hoài nghi. Không có, không phát hiện được cái gì cả, Hàn sư đệ đã quá nhạy cảm rồi. Vương sư huynh nghe Hàn lập hỏi như vậy lập tức thu hồi mục quang trở về, ánh mắt có chút trốn tránh nói. Hàn lập thấy vậy, còn không biết sao chứ, Nhất định vị vương sư huynh kia đã phát hiện được cái gì trọng yếu rồi, nhưng không muốn làm cho người khác chú ý tới, mới lộ ra loại biểu tình này. Nghĩ đến đây, Hàn Lập có chút buồn bực, nhưng ngoài mặt vẫn nhàn nhạt cười, thần sắc như thường nói. Một khi đã không có chuyện gì, chúng ta mau chóng đi xuống thôi, Lưu Sư Huynh cũng muốn đi vào rồi. Tay chỉ chỉ cửa lớn của lãnh cung, Hàn Lập không nói hai lời, lập tức ngựa phí bay xuống dưới, chỉ để lại Vương Sư Huynh trên không trung, sắc mặt âm lãnh, bộ dáng biến ảo, nhưng sau đó cũng chỉ có thể dậm chân một cái, bất đắc dĩ theo sau cùng đi xuống. Khi Hàn Lập vừa mới hạ xuống đất, một thanh âm nũng nịu từ trên bầu trời truyền đến. Lưu Sư Huynh, Hàn Sư Đệ, đợi chúng ta với, Hàn Lập ngẩn người, chậm rãi quay đầu nhìn lại, Lưu Tĩnh cùng những người khác nghe được cũng đồng dạng dừng cước bộ. Sắc mặt vui mừng nhìn về hướng thanh âm phát ra, chỉ thấy dưới ánh trăng hòa nhã, Trung vệ nương cùng Trần Sảo Thiến và một gã trung niên nhân sắc mặt cực kỳ tái nhợt, từ bên trên chậm rãi hạ xuống. Mà Trung niên nhân mặc trang phục màu vàng, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi, bị trung vệ nương mang theo trên pháp khí phi hành, khi gặp đám người Hàn Lập cùng Lưu Sư huynh trên mặt càng thêm hoảng sợ. Lưu Tĩnh trông thấy, tất nhiên mỉm cười tiến đến nghênh đón. Xem ra hai vị sư muội đều thuận lợi, vị này chính là Việt Hoàng sao? Đợi cho hai vị nữ tu sĩ hạ xuống đất, ánh mắt Lưu Tĩnh quét qua một vòng trên người trung niên, vô tình mở miệng hỏi. "Đúng vậy, người này đang ở điện gì gì đó, triệu kiến mấy gã thần tử?" ta cùng sư tỷ đem những người khác đánh mê hết liền ra tay đem hắn đến đây, lúc ấy còn có hai gã đệ tử hắc sát giáo luyện khí kỳ từ bên cạnh muốn lao ra ngăn trở, bị hai người bọn ta giải quyết dễ dàng. Lưu sư huynh, chàng cũng không có xảy ra việc gì, thật sự là tốt quá. Trung vệ nương nhìn thấy Lưu Tĩnh bình yên không có chút thương tổn gì, tựa hồ phi thường cao hứng, líu la líu lo nói mãi không ngừng, đã lộ ra tình cảm quan tâm đối với hắn không thể nghi ngờ, điều này làm cho Lưu Tĩnh dưới ánh mắt của mọi người hơi lộ ra vẻ xấu hổ làm Hàn Lập đứng xem cũng thầm cảm thấy buồn cười. Trần Sư muội muội cũng không có việc gì chứ. Hai vị sư huynh của Trần Sảo Thiến cũng tiến lên ân cần hỏi thăm. Trần Sảo Thiến thần sắc nhàn nhạt ứng phó hai câu, ánh mắt quét về phía đám người, sau khi thấy Hàn Lập liền dừng lại một lát, thần sắc phức tạp, vội vàng né tránh. Tuyết hồng sư tỷ đâu rồi? Trần Sảo Thiến khẽ nhíu đôi mày ngài, trong lòng có một dự cảm không tốt liền hỏi. Những lời này vừa thốt lên, sắc mặt những người khác ở xung quanh đều trầm xuống, lộ ra vẻ trầm trọng. Tuyết Hồng đã bị chết rồi. Vị đạo lữ song tu cùng Tuyết Hồng sư tỷ, cố nén bi thống, miễn cưỡng nói. Những lời này vừa ra khỏi miệng, Trần Sảo Thiến cùng Trung vệ nương cả người run run, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trên mặt Trung vệ nương lập tức hiện lên vẻ tức giận, hé miệng nói: "Các ngươi, như thế nào?" Nhưng chính là lời trách cứ này mới chỉ xuất ra được một nửa, đột nhiên đã bị cắt đứt bởi một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bọn người Hàn lập lắp bắp kinh hãi lập tức cực kỳ cảnh giới, quay lại nhìn. Chỉ thấy cách mọi người không xa, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một tên mặc áo màu lam. Một cánh tay người này lấp lóe màu đỏ, chẳng biết từ khi nào từ trong lồng ngực của vương sư huynh rút ra, sau đó thi thể của vị sư huynh này trực tiếp ngã xuống mặt đất, hoàn toàn tắt thở. Ta vốn không nghĩ rằng phải giết hắn đầu tiên, nhưng do đứa nhỏ này thật không nên lấy thứ không phải của hắn. Lam bảo nhân cười hì hì nói, hắn ước chừng 40 tuổi, khuôn mặt trắng trẻo, không có dâu, khóe mắt có chút nếp nhăn, bộ dáng cực kỳ hiền lành. Nói xong như vậy, hắn phi thường tùy ý xoay người một cái, từ trên tay vương sư huynh nhặt lên một hạt trâu màu xanh, lớn cỡ ngón tay cái, khiến cho những nét tiếu ý trên mặt hiện lên rõ thêm vài phần. Sau khi trông thấy người này, Lưu Tĩnh cùng Hàn Lập cơ hồ sắc mặt đồng thời trầm xuống, lộ ra thần sắc cực kỳ cẩn thận. Các hạ là hắc sát giáo chủ, trong mắt Lưu Tĩnh hiện lên vẻ đăm chiêu, bắt đầu dò hỏi. Ha ha, rất thông minh, Đích thật tại hạ là kẻ sáng lập Hắc Sát giáo, ngươi chính là kẻ cầm đầu nhóm người kia sao?" Lão giả thần sắc như thường, cười hì hì hỏi. Vừa nghe thấy người này chính là Hắc Sát giáo chủ hiện đang bế quan, ngay cả Hàn Lập cũng không khỏi sắc mặt đại biến, càng không nói đến những tu sĩ Hoàng Phong Cốc khác, mọi người như Lâm Đại Địch, đem pháp khí thủ sẵn nơi tay. Lưu Kính sắc mặt khẽ biến, hít một hơi thật sâu, mới đè nén được sự kinh hoàng trong lòng. Sau đó, hắn bí mật ra hiệu cho những người khác cẩn thận, rồi mới lạnh lùng hỏi: Đúng, tại Hạ Lưu Tĩnh, lần này đến tiêu diệt hắc sát tà giáo các ngươi chính là do ta đứng đầu. Hiện tại ngươi cũng chỉ có một thân một mình, còn dám hành hung giết người, lá gan quả thật không nhỏ đó. Những lời của Lưu Tĩnh chính khí lẫm nhiên, mặt không đổi sắc, chính hắn đối với biểu hiện cùng lời nói của mình cũng cực kỳ hài lòng, càng nói khí thế lại càng lớn. Chỉ cần tiêu diệt kẻ đứng đầu tà giáo này, như vậy thanh danh của Lưu Tĩnh hắn tại thất phái liền đạt tới một bước mới, những người khác đối với hắn thậm chí lại càng thêm tôn sùng kính ngưỡng. Nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Tĩnh liền giống như rượu mạnh bốc lên, dần dần trở nên nóng rực, tay vừa lật thì hai thanh ngân câu cùng viên hoàn liền xuất ra. Nhưng hắn còn chưa kịp hô ứng thì những người khác cũng đồng loạt ra tay, phía đối diện hắc sát giáo chủ đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị, tiếp theo hắn liền nghe được một tiếng nói nhẹ nhàng. Người có thể chết, cơ hồ đồng thời Lưu Tĩnh bỗng nhiên cảm thấy ngực đau nhói, còn chưa hiểu được sao lại thế này thì một cánh tay thấm đẫm máu tươi từ trong ngực lộ ra, năm ngón tay đỏ máu đang nắm chặt một thứ tròn tròn đang khẽ đập, đây là cái gì lưu tĩnh không khỏi ngạc nhiên thầm nghĩ có lẽ trong lòng hắn hiểu được nhưng thực không muốn biết đó là cái gì sau đó hắn chỉ cảm thấy đất trời xoay chuyển hai mắt biến thành màu đen bên tai còn truyền đến vài tiếng thét nghe thanh âm hình như là tiếng kêu khóc đầy vẻ luyến tiếc đau khổ của trung vệ nương sao mà lạ lắm sao mà xa xôi khục tiểu nha đầu này sao lại thích khóc như vậy chứ lưu tĩnh trước khi lâm vào trạng thái hôn mê hắc ám thầm nghĩ có chút chua xót sắc mặt Hàn Lập rất khó coi, bởi vì bọn họ vẫn chưa bắt đầu chiến đấu với hắc sát giáo chủ mà bên mình đã bị một người không thể tưởng tượng được ra tay, liền đánh chết hai gã tu sĩ trúc cơ trung kỳ, ngay cả người lãnh đạo bọn họ lưu tính cũng bị chết trên tay người này. Người nọ sau một kích đắc thủ, hai cánh tay xuyên thủng thi thể lưu tính cùng một vị sư huynh của Trần Sảo Thiến, thân hình lập tức lóe lên, đi tới bên người hắc sát giáo chủ, sau đó quay đầu nhìn đến bọn người Hàn Lập nhe răng cười không thôi, làm Hàn Lập căn bản không kịp ra tay ngăn trở. Trung vệ nương tại thời khắc lưu kính bị giết, đã hét lên thảm thiết, đau thấu tâm can, rồi hoàn toàn ngây ra, lâm vào trạng thái thất thần. Trần Sảo Thiến ở một bên thấy vậy, vội vàng cẩn thận bảo vệ ở phía sau, thần tình vô cùng phẫn nộ cùng hối hận nhìn tên ra tay đánh lén kia. chương 325, quỷ dị, dầm dầm hai tiếng, thi thể lưu tĩnh và vị sư huynh bị người kia đánh lén đổ xuống trước mặt, làm khóe mắt hàn lập giật giật một chút. Một khi đã đến đây thì không cần phải đi, ta vừa lúc còn thiếu mấy tu sĩ trúc cơ để huyết tế đây. Kẻ kia nói xong những lời này, nở nụ cười âm hiểm, lộ ra răng nanh trắng ẩn, lập lè dưới ánh trăng. Người này chính là tên Việt Hoàng vừa rồi còn đang kinh hoàng cực độ, hắn lúc này còn đâu bộ dáng trật vật bối rối, pháp lực dao động trên người sợ rằng không dưới Lam Bảo Nhân, cũng là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Cảm ứng được tu vi của người này, sắc mặt Hàn Lập càng lúc càng lạnh như băng. Thật sự chẳng biết hắn vừa rồi thi triển công pháp gì, có thể che giấu tu vi khiến cho mọi người của Hoàng Phong Cốc không phát hiện được một chút nào điều này khiến cho Hàn Lập nhớ tới một chút, khi mới gặp gỡ tiểu vương ra cùng vương tổng quản hai người thì đồng dạng phát hiện trên người họ không tồn tại chút pháp lực nào, nhưng dự cảm nguy hiểm lần này lại không xuất hiện một cách kỳ diệu như trước nữa, vì vậy hắn càng thêm kiêng kỵ và cẩn thận. Ngón tay Hàn Lập bắn ra, Bạch Lân Thuấn cùng quy sát pháp khí đồng thời xuất thủ, vây quanh bên người, chậm rãi di động che chắn. Bên cạnh, Trần Sảo Thiến cùng bọn người tống mông thần sắc ngày càng khẩn trương nhìn Việt Hoàng cùng Lam Bảo Nhân, đồng dạng phóng xuất pháp khí, cắt gao bảo vệ toàn thân. Trông thấy bọn người Hàn Lập bộ dáng như lâm đại địch, Việt Hoàng cùng Lam Bảo Nhân kia liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hắc hắc cười lạnh. Tiếp theo Lam Nhân Bảo thân hình nhoáng lên, đột nhiên xuất hiện tại địa phương cách đó mấy chục trượng, nơi đây có một đống băng vụn lập lòe ánh sáng, đúng là thi thể băng yêu bị Hàn Lập chém nát. Hắn đi tới trước, hướng về đống băng nhẹ nhàng xuất ra một chảo, một viên châu màu lam liền vút một cái, từ trong thi thể của băng yêu bay ra. Cùng lúc đó, Việt Hoàng âm hiểm kia cũng lắc mình tới chỗ táng thân của hai gã huyết thị bị chân bảo hình hỏa điều luyện hóa, hắn hung hăng thi triển thân thủ, tại trên mặt đất vỗ mạnh xuống, hai viên châu một kim, một hoàng từ dưới đất bắn lên, thành thành thật thật bay tới trên tay. Đây là, Hàn Lập vừa thấy viên châu này, lại liên tưởng đến viên châu màu xanh lúc trước, lập tức lờ mờ đoán được điều gì đó, trong lòng càng trở nên khẩn trương. Không nghĩ tới việc hắn làm thế nào để đạt thành mục đích này, thế nhưng mọi việc đều đã hiện ra trước mắt mấy cái này khẳng định là ngũ hành huyết ngưng đan mà tiểu vương gia đã nói, có quan hệ cùng với việc kết đan, nhưng là ở đây chỉ có bốn viên mà thôi, viên còn lại ở đâu đây? Hàn Lập đang vui mừng và ngạc nhiên, mà Việt Hoàng cùng Lam Bảo Nhân kia tìm được vài viên châu, đồng dạng cũng cảm thấy vui vẻ. Bọn họ đều đứng im một chỗ, bỗng nhiên ngửa lên trời cười ha hả, sau đó từ trong tiếng cười, hai đôi mắt lạnh lẽo hướng tới bọn người Hàn Lập, không che giấu sát khí biểu hiện trên mặt, điều này làm mấy người Hàn Lập sắc mặt khẽ biến tất cả bay lên trên trời. Trong đầu Hàn Lập các loại ý niệm lướt qua một lượt, bỗng nhiên lớn tiếng nói, sau đó thần phong chu hiện ra, người liền bay lên trước tiên. Những người khác nghe xong cũng ngẩn ra một chút, nhưng đối với những biểu hiện bất phàm khi nãy của Hàn Lập đều có một loại tín nhiệm, Tống Mông cùng vị sư huynh song tu với Tuyết Hồng sư tỷ theo lời Hàn Lập đồng loạt bay lên không trung. Chỉ có Trần Sảo Thiến còn trù trừ một chút, nhưng sau đó cũng mau chóng kéo theo trung vệ nương ngự khí bay lên. Cả Việt Hoàng cùng Lam Bảo Nhân gặp cảnh này, trên mặt hiện lên một tia kỳ dị, nhưng ngay lập tức đồng thời cười lạnh một tiếng, rõ ràng hai gã này tướng mạo hoàn toàn bất đồng, nhưng lại làm cho Hàn Lập cảm giác quỷ dị giống nhau, vì vậy hắn trong lòng dùng mình. Mấy tên tiểu tử kia cũng có chút thông minh, xem ra phải cần ngươi hiến thân trước tiên. Ta không phải thuộc về ngươi sao, cứ tự nhiên, Việt Hoàng cùng Lam bảo nhân hai người nhàn nhạt người nói kẻ phụ họa, nhưng những lời này nội dung quỷ dị, làm Hàn Lập cùng Trần Sảo Thiến cảm thấy như có hàn khí sau lưng. Hàn sư đệ, Bọn họ đang nói cái gì vậy? Tống Mông tiến đến một bên Hàn Lập, nuốt nước miếng đánh ực một cái rồi hỏi. Bởi nhìn thấy nhiều đồng môn chết thảm như vậy trước mắt mình, cho dù Tống Mông là người tranh cường hảo đấu, cũng không còn dự khí trời đất không sợ nữa. Lúc này tới hỏi Hàn Lập là muốn an tâm một chút, dù sao Hàn Lập trong mắt hắn mang lại cảm giác thần bí, làm hắn có vài phần tin tưởng. Hàn Lập nghe xong, trong lòng cười khổ một chút, khóe miệng vừa động định nói cái gì thì phía dưới phát sinh một màn, làm hắn sắc mặt đại biến lời muốn nói ra cũng nuốt trở vào, Trần xảo Thiến cũng la lên thất thanh, làm cho Tống Mông vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy Việt Hoàng kia một tay cắm thẳng vào ngực của Lam Bảo Nhân mà Lam Bảo Nhân hai tay duỗi ra, một chút giấy rựa đều không có, thần sắc như thường, vẫn mỉm cười. Tiếp theo, trên người cả hai đều toát ra huyết quang chói mắt, cánh tay Việt Hoàng xuyên qua ngực của Lam Bảo Nhân, làm huyết quang trên hai người tiếp xúc với nhau. Ngay sau đó huyết quang trên người lão giả mặc áo lam bắt đầu hướng đi tới trên thân Việt Hoàng nhanh chóng bị hắn hấp nạp. Sau đó, quang hoa trên người Lam Bảo Nhân càng ngày càng yếu nhược, bị nhục cũng từng chút từng chút teo rút, mà huyết quang trên người Việt Hoàng càng ngày càng thêm cường thịnh, khuôn mặt dần dần trẻ lại. Đây là tà công gì vậy? Tống mông hoảng sợ thất thanh hỏi, nhưng lúc này sắc mặt Hàn Lập vô cùng âm trầm, căn bản không để ý sự kinh ngạc của vị Tống sư huynh này, sau khi hít một hơi thật sâu, đột nhiên vung hai tay hướng ra phía ngoài. Vô số hỏa xà cùng hỏa cầu do hỏa hệ phù lục biến thành, tầng tầng lớp lớp mạnh mẽ bay đến Việt Hoàng cùng Lam Bảo Nhân ở phía dưới, ước chừng hắn đã ném ra hơn một, hai trăm cái, đây chính là toàn bộ hỏa hệ phù lục mà Hàn Lập có. Kết quả, mấy cái phù lục này giữa không trung liền biến thành một cái hỏa hệ pháp thuật long trời lở đất, khi thế hung mãnh tràn tới, kỳ thật thanh thế thậm chí còn hơn hỏa điều chân bảo của Lưu Tĩnh. Tuy nhiên chỉ một lần mà ném ra hơn trăm cái phù lục, trong tu tiên giới thật đúng là không có mấy người, dù sao đây vẫn là phù lục, vẫn tốn hàng trăm linh thạch A. Thanh thế chiêu thức ấy to lớn, làm bọn người tống mông cùng trần xảo thiến hoảng sợ. Ngay cả trung vệ nương vẫn đang thất thần cũng mở mịt, chừng mắt nhìn đi nhìn lại vài lần. Mà việt hoàng phía dưới vừa mới bắt đầu cũng bị cảnh này làm cho sợ hãi, nhưng lập tức thấy đây bất quá chỉ là mấy pháp thuật cấp thấp mà thôi nên khinh thường liếc mắt, không thèm chú ý. Hắn rất rõ ràng, bằng chính huyết quang hộ thể trên người mấy cái pháp thuật này căn bản là không thể làm tổn thương chính mình được. Vấn đề trước mắt quan trọng hơn. Chỉ cần nó kết thúc thì việc muốn giết mấy tên kia căn bản dễ dàng như lấy đồ trong túi vậy. Ánh mắt Việt Hoàng xẹt qua làm lòng người khẽ biến trong chốc lát, ánh lửa đầy trời kia đem Lam Bảo Nhân bao trùm trong âm thanh bạo liệt, nổ đùng đùng. Quả nhiên, bất luận là tiếng nổ đinh tai nhức óc hay là lửa bay đầy trời cũng không làm cho Việt Hoàng cùng Lam Bảo Nhân có chút thương tích nào, hơn phân nửa huyết quang đã chuyển sang trên người Việt Hoàng, hình dáng của hắn lúc này chỉ khoảng 30 tuổi, trên mặt lộ ra vài phần vui mừng. Lúc này mấy người trần xảo thiến thấy hàn lập ra tay cũng đem pháp khí đánh xuống phía dưới dù sao xét tới cùng thì hai kẻ kia đang thi triển một loại tà thuật không thể phản kích được tự nhiên phải nhân cơ hội này để đánh bại nhưng khi pháp khí bọn họ vừa rời tay thì một đoàn bạch quang chói mắt xuất hiện giữa việt hoàng cùng lam bảo nhân hai người tiếp theo một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến bạch quang lúc lớn lúc nhỏ đem hai người kia bao phủ vào bên trong trong bạch quang ẩn chứa một nguồn linh lực mãnh liệt làm việt hoàng trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ biểu hiện này ngay lập tức rơi vào trong mắt của bọn người Trần Sảo Thiến làm cho bọn họ vừa mừng vừa sợ, không hẹn mà cùng nhìn về phía Hàn Lập, hiển nhiên một màn này chính là do vị đồng môn trước mắt đã hạ thủ. Nhưng Hàn Lập trong mắt bọn họ không có vẻ gì vui sướng, ngược lại thần sắc lại càng thêm lạnh lẽo. Đừng cao hứng qua sớm, tên kia còn chưa chết đâu. Hàn Lập nhàn nhạt liếc mắt nhìn mọi người, lạnh lùng nói. Những lời này làm tất cả kinh hãi, vội vàng nhìn lại. Quả nhiên, Bụi mù phía dưới mặc dù bao phủ mọi thứ, nhưng linh khí của Việt Hoàng vẫn lúc có lúc không, xem hình dạng cho dù còn sống nhưng pháp lực cũng đã tổn hao không ít. Sau khi dùng thần thức cảm ứng được tình huống, Tống Mông cùng ba người còn lại tinh thần rung lên, cùng chỉ huy pháp khí của mình, tại bầu trời phụ cận xoay quanh không ngừng, đợi thân hình Việt Hoàng lộ ra sẽ hợp lực giết chết, cũng tính là vì đồng môn bị chết thảm mà báo thù. Khổ, tốt, tốt, khổ, ta thật đúng là nhìn không ra, không thể tưởng được ngươi mới là người ra tay ác độc nhất. Ngươi rốt cuộc đã ẩn tàng thứ gì trong đám phù lục mà ngay cả huyết quang hộ thể của ta cũng không ngăn trở được. Một trận ho khan từ trong xương khói chuyển đến, nhưng thanh âm dần dần trở nên ổn định, càng nói lại càng trở nên âm lãnh, hơi thở cũng sung túc. Bọn người tống mông thần sắc đại biến, chính Hàn Lập trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Chỉ có một viên thiên lôi tử mà thôi, ta thực không nghĩ tới, trên thế gian này lại có tu sĩ trúc cơ tiếp nó mà không chết. Hàn Lập hít một hơi, chậm rãi nói, hai tay cùng vung lên, hơn 10 đầu khôi lỗi thú cùng khôi lỗi binh sĩ từ trong một màn bạch quang xuất hiện trước mặt, cả đám nhắm về bóng người đang dần dần hiện rõ trên mặt đất. Bóng đó vừa hiện ra thì bọn người tống mông cũng nhanh chóng sử dụng pháp khí mãnh liệt tập kích, nhưng là sau một trận hồng quang lướt qua, tất cả bọn họ đều mất đi liên hệ với pháp khí, tiếp theo Việt Hoàng từ trong màn xương khói đi ra, cả người dơ bẩn cùng máu me, một đôi mắt tràn ngập vẻ oán độc, gắt gao nhìn chòng chọc hàn lập. chương 326, Huyết Linh Toản hàn lập không nhìn vẻ mặt oán độc của việt hoàng mà ánh mắt dừng lại ở thân trên đã te tua của hắn một thanh kim thước một đôi quái nhận màu tím và một thanh trường kiếm màu xanh lam đang trôi nổi trong vòng huyết quang đây chính là pháp khí của bọn người tống mông lúc này tất cả số pháp khí đó vẫn bất động ở trong huyết quang có vẻ như đã mất đi linh tính ánh mắt hàn lập thoáng hiện vẻ đăm chiêu xem ra ma quang hộ thể của người này có thể chuyên ăn mòn các loại pháp khí thông thường chỉ có đôi ô long đoạt kia mới không sợ loại tà công này hơn nữa, đến bây giờ mới có mình người này đi ra. Có vẻ như gã mặc lam bào tự xưng là hắc sát giáo chủ đã chết dưới thiên lôi tử. Nghĩ đến đây, Hàn Lập trong lòng liền động, không để cho đối phương có cơ hội để hồi phục. Trong đầu thầm niệm, ra lệnh một tiếng, lập tức có hơn 10 khôi lỗi phát động công kích. Cột sáng và mũi tên ánh sáng màu sắc khác, khác nhau liên tiếp lóe lên, đánh về phía đối phương. Bọn người tống mông ở bên đang ngẩn người kinh ngạc vì pháp khí bị đoạt, không dám sử dụng pháp khí để công kích nữa nhưng khi thấy Hàn Lập bắt đầu đánh thì không hẹn mà cùng bắt quyết niệm chú. Một loạt phù lục không ngừng hướng xuống bên dưới, bọn họ rất rõ ràng phải cùng hợp lực để tiêu diệt gã địch nhân còn lại này thì mới có thể bảo trụ tính mạng và thoát khỏi cơn ác mộng về các đồng môn bị chết thảm. Gã Việt Hoàng phía dưới thấy vậy mặt không đổi sắc, tay nhẹ nhàng vung lên. Một quang thuẫn thật lớn liền xuất hiện trước người hắn, mọi công kích đều bị quang thuẫn này dễ dàng hóa giải hướng xuống phía dưới. Tuy nhiên lớp huyết quang tại thân mình Việt Hoàng cũng dần bạc đi, thậm chí khiến cho mọi người cảm giác sẽ nhanh chóng biến mất. Điều này làm cho bọn người Hàn Lập ở trên công kích ngày càng mạnh hơn. Việt Hoàng hừ một tiếng lạnh lẽo, không nói lời thứ hai, cho tay vào trong áo, lập tức một chiếc bình nhỏ màu xanh thấm xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhanh chóng đổ ra một viên đan dược màu hồng to bằng quả long nhãn, lập tức mùi huyết tinh nồng đậm tỏa ra sộc vào mũi, đủ biết đây không phải là loại thuốc đàng hoàng gì việt hoàng không chút do dự bỏ viên đan vào miệng tiện tay ném chiếc bình đi không ngờ rằng trong đó chỉ có một viên đan dược này mà thôi đan dược màu hồng vừa vào trong bụng của việt hoàng thì xuất hiện sự tình làm hàn lập khiếp sợ chỉ thấy vẻ mặt việt hoàng khẽ biến đổi lớp huyết quang quanh thân hắn lập tức hồi phục những vết thương trên người nhanh chóng biến mất với tốc độ mà mắt người có thể nhìn thấy chỉ trong nháy mắt hàn lập đã thấy đại địch trước mắt trở nên khí định thần nhàn dường như mọi thương thế cũng như pháp lực của hắn đã được phục hồi như trước khi hắn bị thiên lôi tử đánh trúng. Gặp quỷ rồi, trên đời này sao lại có sự tình như vậy chứ? Tống mông thấy cảnh này, ngay cả hơn 10 cái băng trùy đã hình thành trên tay cũng quên phóng ra, không ngừng lẩm bẩm nói với vẻ khó tin. Hàn lập cũng khiếp sợ không kém, hắn cũng không biết đối phương đã sử dụng cái gì mà có thể đem lại hiệu quả nghịch thiên đến vậy. Hắn đã xem qua tất cả các điển tịch nhưng từ trước đến nay nhưng đều không thấy nhắc đến sự tình tương tự như vậy thứ hắn phục dụng là tu tủy đan, đây là một loại đan dược chỉ có khi tu luyện một vài loại ma công đặc biệt. Người luyện phải tự nguyện hao tổn tu vi mới có thể luyện chế ra thứ đan dược cứu mạng này và nó chỉ có thể dành cho chính mình sử dụng, nếu đổi lại là người khác thì không khác gì là thuốc độc lấy mạng. Âm thanh lạnh lẽo từ phía sau Trần Sảo Thiến chuyển đến, làm Hàn Lập không khỏi rung động. Trần Sảo Thiến đầy kinh hỉ quay lại, Trung Sư tỷ, người không có việc gì chứ, ta rất tốt, không có cái gì cần lo ngại cả, chẳng qua là nhìn thấy Lưu Sư Huynh bị yêu nhân này giết hại, ta nhất định phải giết hắn. Trung vệ nương cuối cùng cũng tỉnh táo lại, miễn cưỡng cười với Trần Sảo Thiến rồi lạnh lùng nói tiếp. Chúng ta đều muốn giết hắn, mấu chốt là hiện tại hắn cũng muốn như vậy. Hàn Lập nghe Trung vệ nương nói vậy không quay đầu lại mà nhàn nhạt nói. Thấy Hàn Lập nói vậy, Trung vệ nương ngẩn người, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, kết quả làm sắc mặt nàng lập tức biến đổi. Phía dưới chính là đại địch Việt Hoàng, tại thời điểm bọn họ nói chuyện đã thu lại tấm quang thuẫn, trên thân thể lớp huyết quang đã mở rộng ra hai, ba trường. Mấy món pháp khí cướp được đang dần dần tan rã trong màn huyết quang. Các loại pháp thuật và công kích của đám khôi lỗi đều bị lớp huyết quang cản lại bên ngoài, lúc này lớp hào quang hộ thể trước người của hắn dày hơn, chứng tỏ tu vi hắn đã hơn xa so với lúc trước. Hắn ngẩng đầu, lạnh lùng liếc mắt về phía bọn hàn lập, đột nhiên đưa tay về phía sau chụp một cái, không biết từ đâu xuất hiện một viên châu đỏ rực, chuẩn xác rơi vào tay hắn khi nhìn thấy việc đó mắt hàn lập chợt lóe lên một tia dị sắc lập tức nghĩ đến gã mặc áo lam đã chết bởi thiên lôi tử của mình xem ra viên châu này do gã kia lưu lại hôm nay ngũ hành huyết ngưng đan đã thu thập đủ chỉ cần giết hắn là có thể chiếm được bảo vật vô cùng hữu ích đối với việc kết đan tiểu tử ngươi còn thiên lôi tử không nếu còn thì ta tiếp tục đứng ở đây tiếp đón xem thiên lôi tử của ngươi hay ma công hộ thể của ta lợi hại hơn việt hoàng nhìn hàn lập lạnh giọng nói những lời này vừa nói xong khiến mọi người phải dùng mình, không khỏi quay lại nhìn Hàn Lập. Thần sắc Hàn Lập không đổi nhưng trong lòng lại âm thầm hừ một tiếng, bình tĩnh trả lời. Ta cũng rất tò mò, rốt cuộc ngươi là hắc sát giáo chủ hay là tên lúc nãy. Hơn nữa, xem ra ngươi đã hấp nạp hơn nửa tu vi của hắn. Trên đời này, làm gì có tu sĩ nào cam tâm tình nguyện làm điều đó, Hàn Mỗ có điểm khó hiểu. Hàn Lập không trả lời câu hỏi của đối phương, mà chuyển qua vấn đề khác, hiển lộ rất rõ ý tứ sắc xảo, Việt Hoàng nghe vậy, mặt liền hiện ra vẻ cổ quái, cười mỉm mai, nhưng lại có ý tiếc hận. Nhưng sau đó hắn chợt nghĩ đến điểm gì đó mà sát khí trên mặt bốc lên, hai hàng lông mày xích ngược. Hàn lập trong lòng trượt lạnh, môi khẽ hé ra, nhẹ nhàng truyền âm mấy câu cho Trần Sảo Thiến và bọn người tống mông, làm vẻ mặt họ lộ ra sự ngạc nhiên. Hàn lập thấy vậy lạnh lùng nói, đến nước này, lời ta nói tin hay không đều do các ngươi. Khi nói những lời này, Hàn lập cũng không truyền âm nữa, bởi vậy Việt Hoàng ở phía dưới cũng nghe thấy rõ ràng, sắc mặt hắn chợt lạnh, đột nhiên xuất thủ, một đạo hồng quang bằng cỡ ngón tay cái lóe lên bắn thẳng tới mặt Hàn Lập. Hàn Lập tuy lắp bắp kinh hãi trước tốc độ đạo hồng quang, chỉ kịp đem Bạch Lân Thuẫn và quy sát pháp khí che chắn trước người. Trên người hắn lập tức xuất hiện một quang thuẫn màu xanh. Đối mặt với công kích chẳng biết thực hư này, Hàn Lập cũng không dám khinh thường. Phốc, Phốc Hàn Lập đồng thời nghe được hai tiếng chuyển đến tai, thân thể theo bản năng liền hơi nghiêng người, tiếp theo thấy vai phải nóng lên và truyền tống trợ ấy một trận đau nhức. Hàn lập sắc mặt cực kỳ khó coi quay đầu nhìn lại, thấy trên vai phải có một lỗ to cỡ ngón tay chảy máu ròng ròng. Hàn lập khẽ liếm môi đã khô khốc của mình nhìn kỹ lại. Trên lớp bạch lân thuẫn cùng với quy sắc pháp khí đồng dạng xuất hiện hai lỗ tương tự, chúng đều bị đạo hồng quang nhanh như thiểm điện kia xuyên thủng qua, ngay cả thanh nguyên kiếm thuẫn trên người cũng không phát huy tác dụng, cơ hồ khi tiếp xúc thì bị hồng quang kia đã bị đánh tan vô ảnh vô tung. Nhìn thấy vậy, Tâm tình Hàn Lập trùng hẳn xuống, nếu không phải Hàn Lập luyện tập lại yên bộ trong thời gian dài, thân thủ nhanh nhẹn nghiêng người tránh né, nếu không hắn sớm đã bị một kích xuyên tim mà chết. Tại tu tiên giới chỉ cần một khắc không chú ý thì khó giữ được mạng nhỏ của mình. Hàn Lập càng nghĩ càng thấy sợ, mặc dù hắn biết đối phương đã hấp nạp hơn nửa công lực của gã mặc áo lam, thực lực sẽ hơn trước rất nhiều nhưng cũng không thể nghĩ rằng lợi hại đến mức này. Cái này thật là ngoài dự kiến của hắn. Hàn Lập cũng không biết khi mình đang sợ hãi thì Việt Hoàng ở phía dưới thấy một kích không giết được hắn trong lòng cũng đang cực kỳ kinh ngạc. Đừng nhìn một kích vừa rồi có vẻ như Việt Hoàng không tốn một chút khí lực nhưng thực tế để thi triển chiêu huyết linh toàn này Việt Hoàng trong khi tu luyện phải tích tụ chân nguyên trong nội thể, từ từ áp xúc lại mấy chục lần ẩn trong cơ thể rồi bất ngờ xuất ra, một kích tất sát, hoàn toàn là loại công kích một lần. Chẳng những khi ngưng luyện thì thống khổ đến mức không chịu nổi, hơn nữa thời gian luyện thành một quả cũng cực kỳ lâu, là một trong những sát chiêu của ma công hắn đang tu luyện. Trước đây, khi Việt Hoàng thi triển chiêu này thì rất thuận lợi, chưa có ai thoát chết được. Thế nhưng giờ chỉ làm cho Hàn Lập bị thương một chút, điều này không thể không khiến hắn kinh ngạc. Hôm nay trong người hắn cũng chỉ còn một quả huyết linh toàn mà thôi, có nên thử công kích thêm Hàn Lập một lần nữa. Điều này khiến cho Việt Hoàng có chút do dự, bọn người Trần Sảo Thiến cũng thấy một chiêu hung mãnh vừa rồi cùng với thương thế của Hàn Lập, sắc mặt không khỏi đại biến. Bất chi bất giác Hàn Lập vô tình đã là trung tâm của mọi người. Việc Hàn Lập bị thương ngoài ý muốn làm cho mọi người đều hoảng sợ. Chạy, Hàn Lập rời mắt khỏi vết thương, không trần chờ mở miệng buông ra một tiếng. Pháp lực cuồn cuộn truyền vào thần phong chu dưới chân, thân hình lóe lên ngự khí vọt đi. Bọn người tống mông, trung vệ nương nghe vậy, sau khi liếc mắt nhìn nhau cũng đồng thời theo sát Hàn Lập phi độn mà đi. Việt Hoàng thấy vậy liền ngẩn người ra một chút, nhưng sau đó cười lạnh thân hình hắn chợt chấp động bay lên không trung định đuổi theo, nhưng chợt thấy mắt hoa lên, trước mặt đã xuất hiện hơn chục khôi lỗi hình dạng khác nhau vây hắn lại ở giữa. Chương 327, nhập trận, cút đi Việt Hoàng âm trầm quát lên một tiếng. Tiếp theo, một đoàn huyết quang nhanh chóng vây quanh đám khôi lỗi, sau đó một tiếng huyết vang lên, Việt Hoàng mang theo tàn ảnh trực tiếp truy đuổi đám người Hàn Lập, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Một lát sau, đám khôi lỗi đang ngây ngốc bất động đột nhiên bị tan thành từng mảnh từ trên không trung rơi xuống, đều bị phá hủy hoàn toàn, không có lấy một con nguyên vẹn. Hàn Lập đang ở trên không trung nơi phía dưới là đại trận do mình thiết lập, phân thần cảm ứng rất rõ ràng việc đám khôi lỗi bị phá hủy nên có đôi chút tiếc hận nhưng không dám trần trừ mà vẫy tay kêu gọi những người khác trực tiếp hạ xuống đi vào rừng trúc phía dưới. Sau khi đám người Hàn Lập vừa phóng xuống dưới thì tên Việt Hoàng ở phía sau bay vụt tới, hắn nhìn thấy rõ ràng tình hình, trong lòng cảm thấy vui mừng lẫn sợ hãi nhưng cũng có chút khó hiểu ngoài ý muốn. Tới trước mặt rừng trúc, thấy mấy người kia không có ý tứ đi ra, hắn cười lạnh một tiếng sau đó lập tức song thủ vung lên, một khối huyết quang nhỏ tách ra. Suy một tiếng, khối huyết quang kia chợt lóe hướng phía rừng trúc bắn đi, nửa đường đón gió dài lên, trong nháy mắt bành trướng to lớn vô cùng, đem toàn bộ rừng trúc bao phủ bên trong, khiến cho phía dưới đỏ rực một mảng, quỷ dị vô cùng. Mắt thấy huyết quang vô thanh vô tức xâm nhập đến trên rừng trúc, Việt Hoàng lộ ra một tia đắc ý, hộ thể ma quang của hắn chỉ cần đem mảng rừng trúc này vây khốn chặt chẽ thì hắn có thể thúc giục một loại bí pháp đem hết thảy bên trong tiêu diệt không còn một mống đối phương đã tự tiến vào tử địa như vậy cũng không nên trách hắn lòng dạ độc ác hai tay hắn hoa lên một trận tự kết thủ ấn muốn thúc giục bí pháp thì đột nhiên từ trong rừng toát ra một tầng quang mang hai màu trắng xanh đem cự đại huyết quang đang từ từ hạ xuống nâng lên một cách dễ dàng làm cho việt hoàng ngẩn ra sắc mặt lạnh lẽo Quả nhiên đám người này dám chui vào đây chính là bởi bọn chúng đã bố trí trận pháp phía dưới. Việt Hoàng có chút tức giận, bất quá cái này cũng không là gì. Trận pháp được bố trí cấp tốc thì có thể có cái gì lợi hay đây, cùng lắm là đồng thời đem cả trận lẫn người luyện hóa luôn là được. Quyết không thể để cho mấy tên này ra khỏi hoàng thành. Việt Hoàng hung hăng nghĩ, sau khi đã định chủ ý, hắn cũng không chút khách khí lập tức bắt pháp quyết trong tay, thúc giục bí pháp. Huyết sắc kia vốn đang bị nâng lên liền phát ra quang mang chói mắt, chợt trầm xuống không tiếp tục bị nâng lên nữa. Nhưng Việt Hoàng không dừng lại mà còn dùng ngón tay nhẹ nhàng hoa lên một cái, một mảng lớn huyết quang trên thân lại tách ra, trong nháy mắt lao xuống dung nhập vào trong huyết quang phía dưới. Phiến huyết sắc kia lại đỏ thêm ba phần, thậm chí còn có huyết tinh nhàn nhạt, nhạt bay ra, làm cho người ta ngửi thấy liền muốn bỏ chạy. Nhìn thấy một màn này, Việt Hoàng lộ ra vài phần khoái ý thúc dục pháp quyết, mười ngón tay liên tục bắn ra, các pháp quyết đủ màu liên tiếp chia ra bay xuống phía dưới, huyết sắc được pháp quyết bắn vào bắt đầu rung động, đột nhiên hướng xung quanh bành trướng, đem toàn bộ rừng trúc bao phủ vào bên trong, đè ép màn sáng màu trắng xanh bên trong làm nó phải khổ cực chống đỡ, phản phất tùy thời đều có thể bị sụp đổ. Thấy vậy Việt Hoàng mới hoàn toàn yên lòng, lúc này, đối với hắn mà nói, tiêu diệt đám người Hàn Lập chỉ còn là chuyện sớm hay muộn mà thôi, mấy người này dẫu mọc cánh cũng khó thoát. Nhưng sự tình trong tương lai không biết phải làm thế nào. Xem ra thì vị trí Hoàng đế Việt Quốc này đúng là làm không nổi nữa, chỉ có mai danh ẩn tính, lánh đi chỗ khác bắt đầu lại mà thôi. Việt Hoàng thầm nghĩ, có chút tiếc nuối. Lúc hắn đang ở trên không trung toàn tính đường lui thì mấy người tống mông bên trong rừng trúc lại đang cực kỳ lo lắng. Mấy người bọn họ đều đã nghe hàn lập truyền âm, bảo bọn họ rút lui theo sát sau hắn thì có thể bảo trụ được tánh mạng. Bọn họ đều tín nhiệm vào thực lực của hàn lập nên không hẹn mà cùng làm theo, nhưng vạn lần không nghĩ tới khi xuống rừng trúc này thì thân hãm tuyệt địa. Toàn bộ rừng trúc mặc dù đã có trận pháp phòng hộ nhưng hôm nay bốn bể đều bị huyết quang bao phủ, nước chảy cũng khó lọt, trận pháp đã lung lay muốn đổ. Tùy thời đều có thể trận phá thân vong, vô cùng nguy hiểm, mấy người này làm sao mà không sợ hãi và giận dữ cho được. Hàn sư đệ, đây là thủ đoạn cuối cùng của ngươi sao? Tống mông có chút không dám tin tưởng thì thào hỏi, đúng vậy, có chuyện gì sao? Hàn lập ngẩng đầu nhìn kỹ tính hình trước mặt, không buồn quay lại nhàn nhạt nói. Tống mông sắc mặt tái nhợt, Trung vệ nương cùng người sư huynh đã mất đi bạn nữ song tu của Trần Sảo Thiến sắc mặt cũng trở nên khó coi. Chỉ có Trần Sảo Thiến nhìn khuôn mặt Hàn Lập bất động thanh sắc, trong mắt lóe lên một tia dị sắc đầy nghi hoặc. Hàn Lập, người nếu có thủ đoạn gì thì mau nói ra đi, đừng để chúng ta phải phiền muộn. Ta tin tưởng với tâm trí của ngươi thì không có khả năng chỉ bố trí một cái hậu thủ như thế này. Trần Sảo Thiến đột nhiên sáng suốt, mở miệng nói. Nghe xong, ba người kia cũng cảm thấy sửng sốt. Tiếp theo chấn chỉnh tinh thần nhìn về phía Hàn Lập hiển nhiên bọn họ cũng đã hiểu được tâm tư cẩn mật của Hàn Lập trong lúc đối địch, đích xác không có khả năng bày bố một chiêu tệ hại này. Hàn Lập nghe vậy, có chút ngoài ý muốn khẽ cúi đầu, hướng mấy người nhàn nhạt cười. Yên tâm, ta nếu đã đem chiêu vị huynh tỷ tới nơi đây, tự nhiên trong lòng nắm chắc. Hắn bình tĩnh nói, tiếp theo đưa tay vào trong túi chữ vật, một lá cờ nhỏ màu tím xuất hiện trên tay, trên thân giày đặc những phù văn, hiển nhiên vật ấy không thể nào là pháp khí bình thường. Đó là trận kỳ, trung vệ nương kinh ngạc kêu lên mấy loại pháp khí bảy trận như trận bàn và trận kỳ tại Việt Quốc đích xác rất hiếm thấy. Sư tỷ kiến thức thật rộng rãi, Hàn Lập tán thưởng vị thất sư tỷ này một câu, mặc nhiên đã thừa nhận lời của đối phương. Điều này làm cho mấy người tống mông càng thêm ngoài ý muốn, đồng thời có chút tin tưởng, xem ra vị Hàn sư đệ này thật sự vẫn còn sự chuẩn bị khác. Trong ánh mắt chăm chú của mấy người kia, Hàn Lập đem lá cờ đặt giữa hai tay, nhẹ nhàng thi triển, trận kỳ trong nháy mắt lớn lên mấy lần, trên bề mặt mơ hồ phát ra quang mang màu tím xanh. Hàn lập cầm trận kỳ đặt ngang trên bàn tay, trong miệng niệm vài câu chú ngữ rồi hô to một tiếng đi. Tức thì lá cờ màu tím xanh vù một tiếng, tự động bắn nhanh đi rồi biến mất không thấy bóng dáng. Tiếp theo hắn từ trong túi chữ vật liên tiếp lấy ra ba cái trận kỳ giống nhau như đúc, thủ pháp đồng dạng nhưng chúng bay đi ẩn nấp theo các phương hướng khác nhau. Sau khi làm xong hết thảy, Hàn Lập mới lạnh lùng liếc mắt nhìn bầu trời, trong tay lại hiện ra một cái trận bàn màu vàng, Trận bàn này không có chút ánh sáng phát ra, nhìn rất bình thường, nhưng Hàn Lập trịnh trọng cầm lấy, sau đó dơ lên đỉnh đầu rồi nhẹ nhàng rung động. Chỉ thấy một cột sáng màu vàng thô to phóng lên cao, trực tiếp đánh về phía màn phòng hộ màu trắng xanh. Mà cơ hồ cùng lúc đó, từ bốn hướng cũng đồng thời bay ra bốn cột sáng màu vàng, xanh, hồng, lam cùng nhập vào. Quang mang màu trắng xanh lúc đầu lung lay, giờ có thêm năm cột sáng này liền lập tức đứng vững, có tiếng gì dầm truyền đến. Thanh âm này từ nhỏ biến lớn, từ chậm biến nhanh, càng ngày càng vang, càng ngày càng gấp, dần dần giống như một trận sấm rền trên đỉnh đầu, làm cho người ta nghe xong chấn hồn lạc phách, không thể tự chủ. Quang mang bảo vệ kia theo thanh âm bành trướng từ từ cải biến, lúc này trở thành màn sáng mờ ảo năm màu, mặc cho bên ngoài hồng quang bổ xuống như thế nào, cũng đều giống như đá chìm đáy bể, không chút lay động. Đến bây giờ mấy người tống mông đã hoàn toàn an tâm, mới biết được trận pháp mà Hàn Lập bố trí dĩ nhiên không đơn giản, xem ra việc bảo vệ tánh mạng Việt không thành vấn đề. Việt Hoàng ở phía trên trận thấy sinh ra dị biến, liên tiếp thúc giục ma công nhưng không có cách nào áp chế, hắn liền cảm thấy sự tình không ổn. Trên mặt hắn hiện ra vẻ trần chờ, nhíu nhíu mày, sau đó đột nhiên dậm chân một cái, nhất thời tất cả huyết quang phía dưới từ lớn biến nhỏ, bay ngược trở lại trên người, sau đó nhanh chóng xoay người hóa thành một đoàn huyết quang, bay lên bầu trời, tốc độ cực kỳ nhanh khiến Hàn Lập tự thẹn không bằng. Tuy đi nhanh nhưng trở về lại càng nhanh hơn, không hiểu vì sao sau khi bay một vòng trên không trung liền quay trở về chỗ cũ trên mặt hắn lộ ra thần sắc khó tin liên tiếp thử thêm bảy tám lần nữa nhưng mỗi lần rời đi đều không quá 10 trượt thành thành thật thật bay về nơi xuất phát khiến khuôn mặt việt hoàng không còn vẻ kinh nghi nữa mà tràn ngập sự sợ hãi nhìn thấy cảnh đó hàn lập phía dưới cũng cười lạnh một tiếng mà đám người tống mông chừng mắt cứng lưỡi trung vệ nương lại càng vui mừng lẫn sợ hãi tay nắm chặt cho dù móng tay cắm chặt vào da đến nỗi máu tươi chảy ròng ròng mà cũng không hay biết còn Trần Sảo Thiến khuôn mặt hiện lên chút ngoài ý muốn, thần sắc vô cùng phức tạp. Hàn Lập cũng không có thời gian giải thích những điều huyền bí của điên đảo ngũ hành trận cho bọn họ, mà khoát tay phóng ra Bạch Lân Tuấn cùng quy sắc pháp khí, phần quanh bên người, ngoài miệng trầm giọng nói một câu. Người nào có phủ bảo mau nhân cơ hội này kích phát, sau đó đồng loạt ra tay tiêu diệt kẻ địch. Nếu đã hãm vào trong đại trận, trong chốc lát không thể thoát khỏi. Hàn Lập nói cực kỳ tự tin, chương 328, Hắc Huyết Đao. Nghe Hàn Lập nói tự tin như thế cùng với việc hắn lấy ra một phù lục màu xanh, Trần Sảo Thiến và Trung Vệ Nương cũng không nói một lời, từ túi chữ vật lấy ra một phù bảo màu đỏ và một phù bảo màu vàng, khoanh chân ngồi xuống khởi động chúng. Sư huynh Trần Sảo Thiến và Tống Mông thấy vậy cười khổ nhìn nhau, bọn hắn hai người đều không có nổi nửa cái phù bảo của chính mình. Sư huynh của Trần Sảo Thiến mặc dù có một đạo phù bảo màu lam do đạo lữ của hắn lưu lại nhưng hắn căn bản cũng mới tới tay nên không hiểu mấy về uy năng của nó vì vậy không dám tùy ý lấy ra sử dụng do đó hai người đành vô vị đứng ở bên người bọn Hàn lập hộ pháp. Lúc này, Việt Hoàng đang bị vây khốn trên bầu trời, tựa hồ ý thức được mình chạy loạn mất hết tỉnh táo, căn bản không phải là một biện pháp tốt, liền dừng lại, thân hình vẫn trôi nổi tại không trung. Hắn bắt đầu cúi đầu trầm ngâm, một lát sau hắn đột nhiên giơ tay, hung hăng gỡ mũ miệng trên đầu xuống, mái tóc đen dài xỏa ra bay loạn trong gió che khuất hẳn nửa khuôn mặt, cộng thêm lớp huyết quang trên người khiến hắn nhìn càng thần bí và yêu dị hắn hít một hơi dài rồi đột nhiên dùng móng tay sắc dài cấu lên hai cổ tay, một lượng lớn máu tươi vọt ra rồi dung nhập hết vào lớp huyết quang quanh thân. Huyết quang lúc đầu màu hồng đột nhiên tối sầm lại, phút chốc lại chuyển sang màu đỏ sậm. Lúc này, mùi máu tươi buồn nôn kia sộc đến, mặc dù đứng cách xa như vậy nhưng mấy người tống mông vẫn ngửi được một phần, khiến bọn họ nhăn nhó nhưng không có cách nào tránh được, chỉ có thể cố chịu mà nhìn địch nhân tiếp tục thi pháp. Thấy huyết quang quanh thân đã hoàn toàn đổi sắc, Việt Hoàng hé miệng phun ra hai đạo hồng khí tới vết thương trên hai cổ tay. Cũng không biết pháp thuật gì mà hai vết cắt sâu đó lập tức cầm máu rồi từ từ nhạt dần và biến mất nhưng trên mặt hắn cũng tái nhợt đi một cách rõ ràng. Tiếp theo một tia lãnh khốc hiện ra, hắn đưa tay vào trong áo rút ra một chuôi đao đen xì. Chuôi đao này không thể tính là lớn, chỉ ước chừng nửa thước, màu sắc ảm đạm không chút phát quang, trông cực kỳ bình thường. Nhưng tay Việt Hoàng đang cầm vật đó hết sức cẩn thận, có vẻ như đây không phải là một vật chết mà món đồ hết sức nguy hiểm. Hắn dương hai mắt nhìn chuôi đao, trong miệng bắt đầu lầm dầm niệm chú ngữ. Tiếng niệm chú ngữ không lớn, rất khó hiểu và cực kỳ thong thả, một cỗ khí tức hoang dã lờ mờ tràn ra, làm cho người ta cảm nhận được sự cổ xưa trong đó. Hắn muốn làm gì đây? Tống mông đang ở phía dưới trông thấy cảnh này liền giật mình, theo bản năng buột miệng hỏi. Không biết, có thể hắn đang thi triển một pháp thuật lợi hại gì đó. Một vị đồng môn bên cạnh cũng không hiểu nội dung chú ngữ, lo lắng trả lời. Tuy hai người đều không biết ý định của đối phương, nhưng xem tình hình tự tàn phóng huyết cũng biết hắn như chó cùng rứt rậu, đang có ý định liều mạng. Khi hai người tống mông đang lo lắng bất an thì tiếng Việt hoàng niệm chú ngữ ngày một nhanh hơn, cỗ hơi thở hoang dã ngày một nồng hậu. Hồng quang trong mắt Việt hoàng chợt lóe lên, một màn kinh người xuất hiện. Trong tiếng niệm chú chuôi đao đột nhiên bạo phát một đoàn hắc quang rồi chuôi đao đột nhiên bay lên khoảng cách cao hơn đỉnh đầu một thước mới dừng lại, lơ lửng trên không. Việt Hoàng thấy vậy thì càng cẩn trọng hơn, hai tay thuần thục kết một ấn thủ kỳ quái, lớp huyết quang quanh thân hắn xuất hiện lũ lũ tơ máu màu đen. Mấy sợi tơ máu này vừa xuất hiện đã hướng tới chuôi đao lao tới. Lúc bắt đầu chỉ xuất hiện một hai sợi tơ máu nhưng không lâu sau đã xuất hiện hơn chục sợi rồi đến hơn trăm sợi. Tất cả đều như thiêu thân nhanh chóng hướng về phía chuôi đao chỉ thoáng đảo mắt trên chuôi đao đã có tầng tầng lớp lớp tơ máu bao lấy rồi ngưng kết lại thành một khối màu đen không nhỏ bao kín chuôi đao vào bên trong. Nhìn kỹ thì lớp hắc huyết này ẩn chứa sắc hồng, tản ra một thứ hào quang quỷ dị, khiến cho người ta cảm giác như hồn phách đang bị hút lấy, cực kỳ khủng bố. Việt Hoàng đang kết thủ ấn nhìn thấy cảnh này, trên mặt liền xuất hiện nét vui mừng. Hắn định ngừng kết thủ ấn để thi triển thủ đoạn khác thì đạo hắc quang đang bất động liền bùng phát trở nên chói mắt. Trong chốc lát đã bành trướng lên có vẻ như rất bất ổn, Vẻ mặt của Việt Hoàng đang mừng rỡ lập tức biết mất, thay vào đó là sự sợ hãi. Hắn cuống quyết quay đầu nhìn bốn phía, nhìn lại lớp huyết quang vẻ mặt lại thêm mấy phần sợ hãi. Nhưng lập tức trên mặt bộc lộ ra vẻ quyết tâm, gầm nhẹ phát ra mấy tiếng chú ngữ trầm trọng. Hắn hung hăng cắn đứt đầu lưới, phun ra một ngụm máy đen lên huyết đoàn đang biến hình ở phía trên. Đám tơ máu lập tức hút hết vào bên trong đồng thời cũng lập tức ngừng bành trướng, hào quang trói mắt cũng thu liếm lại. Việt Hoàng cũng chưa hết lo lắng, vẫn nhanh chóng kết xuất hơn chục thủ ấn nữa lúc này hào quang trên mặt lớp tơ máu màu đen mới hoàn toàn tiêu biến việt hoàng lúc này mới thở dài một hơi khi hắn phun ra ngụm tinh huyết kia mặt hắn chợt già đi mấy chục tuổi trông tiều tụy vô cùng nhưng hiện tại hắn không hề để ý đến việc đó mà tay lại hô lên huyết quang trên người phân ra một khối không nhỏ nhập vào khối hắc huyết bao quanh chuôi đao một âm thanh niệm chú ngữ không nghe rõ trầm thấp vang lên từ miệng hắn chỉ thấy khối hắc huyết bao quanh chuôi đao từ từ biến đổi khi chú ngữ kết thúc cũng là lúc chuôi hắc đao đã biến thành một thanh trường đao hoàn chỉnh và tản ra huyết khí kinh người. Nhìn thanh đao, vẻ mặt Việt Hoàng lộ ra sự cuồng nhiệt. Hắn không trần trừ nắm lấy chuôi đao, tùy tay vung lên. Mặc dù thanh đao không bộc lộ uy lực nhưng nhìn thần sắc hắn cực kỳ đắc ý. Hắn nhìn thanh đao trong tay thật sâu rồi đột nhiên ý chí bùng lên, hét to một tiếng, cả người lẫn đao hóa thành một quang đoàn thật lớn hướng xuống rừng trúc bên dưới lao đi. Bọn người tống mông thấy vậy lập tức khẩn trương hẳn lên lúc này hai mắt của hàn lập đang nhắm chợt mở ra lạnh lùng nhìn chằm chằm huyết đoàn giang đánh xuống vừa rồi hàn lập đang ở bên dưới khởi phát phù lục trên tay hắn vẫn dùng thần thức cường đại của mình để quan sát từng hành động nhỏ của đối phương nhưng khi thần thức của hắn đang di động gần hắc huyết đao kia lập tức bị nó cắn nuốt tựa hồ muốn hấp nạp hết khiến hắn kinh hãi vội vàng thu lại thần thức may mắn sự cắn nuốt này là do tự khối hắc huyết phát động hoàn toàn không phải do việt hoàng chủ trì nên thần thức hắn mới dễ dàng trở về bản thể tuy vậy cũng khiến cho Hàn Lập bị dọa đến mức toàn thân suốt mồ hôi lạnh. Nếu như thần thức của hắn bị hấp thu hoàn toàn thì hắn cũng không biết hậu quả gì sẽ xảy ra. Hiện tại mặc dù Hàn Lập biết hắc đao này rất lợi hại nhưng hắn vẫn tin tưởng vào điên đảo ngũ hành trận mà hắn vội vàng bố trí này sẽ mạnh hơn. Dù sao thì vị lôi vạn hạc kia cũng đã nói qua chính bản thân hắn muốn phá điên đảo ngũ hành trận chưa được cải tiến trước kia cũng không dễ dàng gì. Mà hiện tại trận này đã được thay đổi, uy lực lớn hơn trước rất nhiều. Mặc dù pháp khí bố trận không đủ nhưng hắn không tin đối phương mới chỉ đạt tới chút cơ kỳ có thể trong thời gian ngắn phá được trận. Vì vậy mặc dù hai mắt đã mở ra nhưng trong lòng Hàn Lập không hề hoảng hốt. Ý niệm đó vừa động trong đầu Hàn Lập thì huyết quang trên người Việt Hoàng đã chạm vào lớp ngũ sắc mờ mờ phía trên. Mấy tiếng chi chi thật lớn phát ra, Việt Hoàng đã bị cản lại ở phía trên. Việt Hoàng sớm lường trước việc này, trên mặt hiện ra nụ cười nanh ác, hai tay siết chặt hắc huyết đao hung hăng nhằm lớp ngũ sắc mờ ảo bổ xuống một đao một tiếng kêu sắc nhọn truyền tới, tiếp theo hắc quang bắn lên tận trời, từ thanh đao phát ra một đạo hắc mang kinh người dài hơn 10 trường. Xoạt một tiếng, lớp ngũ sắc mờ mờ thực sự đã bị lộ ra một thông đạo dài hơn một trường. Việt Hoàng trong lòng mừng rỡ, không trần chờ chợt lóe vọt vào. Trên tay đạo hắc mang không ngừng chấp động, thân hình lập tức xuyên đến bên trong lớp ngũ sắc. a à, như thế này là sao? Tống mông kinh hoàng kêu lên, người bên cạnh hắn tuy không nói gì nhưng mặt cũng đã biến sắc đầy vẻ lo sợ không cần kinh hoàng, đó mới chỉ là tầng phòng hộ thứ nhất mà thôi. Đại trận này của ta không dễ dàng bị phá như vậy. lúc này bên tai hai người vang lên giọng nói nhàn nhạt của Hàn Lập khiến cho bọn họ lấy lại sự chấn tĩnh. đồng thời Tống Mông và vị sư huynh kia cũng cảm thấy kinh ngạc, vị Hàn sư đệ này chẳng phải đang khu động phù bảo hay sao? sao vẫn có thể phân tâm truyền âm cho họ được? đúng là thật lợi hại a. À? lúc này Việt Hoàng cũng xông vào tầng ngũ sắc khoảng hơn chục trượng, đã nhìn thấy khá rõ bọn người Hoàng Phong cốc bên dưới tự nhiên thấy rõ rõ ràng ràng bọn kia đang khu động phù bảo. Trên mặt Việt Hoàng lộ ra nét cười âm lãnh, nhẹ nhàng vung hắc huyết đao trong tay lên nhằm về phía trên đỉnh đầu Hàn Lập, một đạo hắc mang dài hơn 10 trượng chém xuống. chương 329, Diệt Địch, hai người tống mông vừa thấy Việt Hoàng công kích mà Hàn Lập thì khoanh chân ngồi, trong lòng đều cả kinh. Mặc dù biết bằng uy lực một đao này, hai người hắn căn bản tiếp không nổi một chiêu nửa thức, nhưng cũng bất đắc dĩ mà đồng thời dương tay lên, một người liên tiếp phóng ra hỏa cầu, người còn lại đem một chiếc phù lục hóa ra bảy tám khỏa cự thạch to như cối say bắn tới, hy vọng có thể ngăn cản được một chút. Đáng tiếc hai cái pháp thuật công kích này trước đao mang to lớn nhẹ nhàng đảo qua, căn bản chưa đến gần đã bị ép nát không còn chút gì. Tiếp theo đao mang một lần nữa hồi chuyển, mang theo một cổ khí thức ác độc, hung hăng đánh xuống lần nữa. Hàn lập mắt thấy đao mang sắp chém tới người, nhưng thần sắc lại không đổi, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Việt Hoàng thấy Hàn lập chấn tĩnh như thế cũng ngẩn ra, còn chưa hiểu thâm ý, đao mang trong tay đã chém tới. Hắn một đao bổ xuống, Hàn Lập ở bên dưới cũng liền biến mất, một đao này dĩ nhiên đánh vào hư không. Hắn cả kinh, mới phát hiện chính mình chẳng biết khi nào lại ở trên cao hơn 10 trượng, màn hào quang năm màu vẫn ở phía dưới, thì ra hắn bị chuyển rời về chỗ cũ. Việt Hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi, cắn răng một cái xoát. Xoát, chém thêm vài đao, lần nữa phá mở màn sáng, vọt xuống phía dưới, còn Hàn Lập vẫn ngồi tại chỗ thản nhiên nhìn. Lần này Việt Hoàng không có lỗ máng trực tiếp xông tới, mà là thân thể khẽ động, một mảng lớn huyết quang long trời lở đất lại đè ép xuống, theo sau là hắc sắc đao mang. Bởi vì trong lòng đã có sự chuẩn bị trước, cho nên phía dưới phát sinh một màn quỷ dị, Việt Hoàng rút cuộc cũng thấy rõ. Huyết quang cách đỉnh đầu hàn lập khoảng hơn trượng thì phảng phất bị cái gì đó cắn nuốt. Đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung, tiếp theo ở phía sau hắn đồng thời cảm ứng được hộ thể ma quang của chính mình xuất hiện, thật sự trong nháy mắt bị di chuyển trở về chỗ cũ khiến cho Việt Hoàng càng thêm kinh hãi chính là dưới một đao của hắn, một chút tác dụng cũng không có, cả người lẫn đao chợt lóe, một lần nữa trở lại vị trí trên màn hào quang ngũ sắc mờ ảo. Lần này Việt Hoàng sắc mặt trắng bệch, lần đầu lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn không hề hướng phía dưới phóng đi mà huy động hắc huyết yêu đao trong tay, không ngừng phát ra từng đạo đao mang hình bán nguyệt chém xung quanh, cố gắng tìm ra sơ hở trận này. Kết quả đao mang phi ra không lâu, dĩ nhiên cũng tại một mảng bạch quang lướt qua rồi bắn ngược trở về không chút suy xuyển làm cho hắn luống cuống tay chân mới tiếp được công kích sắc bén của chính mình nếu như lúc trước việt hoàng không cách nào đi ra khỏi trận này chỉ là cảm giác được nó chỉ có một chút ảo thuật tại bên trong cho nên trong lòng cũng không lo lắng tự ỷ bằng vào ma công của mình phá trận là chuyện dễ dàng nhưng bây giờ xuất hiện tình huống người trong nháy mắt bị rời đi cường đại công kích bị bắn ngược điều này làm cho tâm tình hắn rơi thẳng xuống đây chính là cường đại trận pháp được xưng cấm đoạn đại trận mới xuất hiện cấm chế như thế này a à trong lúc hắn cực kỳ bất an cảm thấy có chút không ổn thì một cỗ linh khí cường đại đột nhiên phía dưới chuyển đến làm cho hắn trong lòng không khỏi dùng mình vội vàng nắm chặt hát đao trong tay trên người huyết quang cũng tự nhiên cấp tốc xoay tròn cả người trong phút chốc được một trận gió lốc màu máu bao phủ bảo vệ vào bên trong gió mưa cũng không lọt qua tiếp theo lại có thêm hai cỗ linh khí đồng dạng không kém từ phía dưới bộc phát ra theo sau là một trận vang động ông ông phía dưới màn sáng mở ảo lộ ra một cái thông đạo hình tròn đường kính khoảng một trường trong nháy mắt, tiểu thước màu xanh như ong vỡ tổ ào ạt bay ra, tầng tầng lớp lớp trực tiếp hướng Việt Hoàng mà tới, đúng là phù bảo tiểu thước được Hàn Lập kích phát thành công. Sau khi đám tiểu thước qua đi thì có một thanh tiểu kiếm màu đỏ cùng một tinh cầu màu vàng, trước sau bay ra. Hai cái này vừa ra thông đạo tựu xảy ra dị biến, một thứ trở nên vô cùng to lớn, cái kia cũng phát ra hoàng quang chói mắt. Dưới sự điều khiển của Trần xảo Thiến cùng Trung Vệ Nương, hai kiện phù bảo vô thanh vô tức tả hữu phân ra, đánh vào bên sườn địch nhân. Chứng kiến một màn này, Việt Hoàng bên trong huyết phong sắc mặt xanh mét, đột nhiên cầm hắc huyết đao trong tay điên cuồng vung lên, nhất thời bảy, tám đạo đao mang rất lớn liên tiếp bắn ra, đón đám tiểu thức màu xanh, kết quả là một trận âm thanh bạo liệt gì dầm vang lên, đã đem đám tiểu thức kia phá nát hơn một nửa. Phía dưới Hàn Lập đang thao túng phủ bảo, sắc mặt có chút trắng bệch, bởi vì tâm thần tương liên, ngay cả hắn cũng bị ảnh hưởng. Uy lực cái thanh huyết đao này thật đúng là cường đại hơn so với hắn nghĩ, may mắn hắn không cần phải dùng cứng đối cứng. Bây giờ Việt Hoàng chỉ là đang dẫy chết mà thôi. Cho dù có đao mang trở ngại, đám tiểu thước còn lại cùng với tiểu kiếm màu hồng và tinh cầu màu vàng phía sau lại nhân cơ hội phi tới trước huyết phong, không trần chờ đâm vào. Ngay sau đó bên trong màn huyết sắc đỏ tươi vang lên lảnh lót các loại âm thanh bén nhọn, thanh, hồng, hoàng tam sắc quang mang không ngừng bắn ra cùng hắc mang kia. Hiển nhiên bên trong tranh đấu kịch liệt vô cùng, đột nhiên một tiếng kinh sợ truyền tới, trong một tiếng vỡ tan, hắc mang và hoàng, hồng lưỡng sắc đồng thời cuồng bạo lóe lên một chút, tiếp theo tam sắc quang mang hoàn toàn từ trong huyết phong biến mất tung tích, mà phía dưới ngồi cạnh bên Hàn Lập là Trần xảo Thiến cùng Trung Vệ Nương, sắc mặt đồng thời có chút xám trắng, ánh mắt trở nên vô thần. Thất sư muội, các ngươi không có việc gì chứ? Tống Mông thấy vậy, vội vàng ân cần hỏi. Không có việc gì, hắc huyết đao của đối phương thật sự là yêu dị, cương ngạnh đồng quy vô tận với phù bảo của ta lẫn Trung Sư Tỷ. Bây giờ chỉ có thể nhìn xem phù bảo của Hàn Sư Đệ có đánh ngục đối phương hay không. Trần xảo Thiến từ trong áo lấy ra hai viên dược hoàn màu lam, chính mình ăn một viên, viên còn lại ném cho Trung Vệ Nương, nhẹ nhàng nói. Phù bảo của hai vị sư muội bị hủy, vị sư huynh khác nghe xong, thần sắc cực kỳ hoảng sợ. Ở trong mắt hắn, chư pháp bảo ra, phù bảo hẳn là vô địch mới đúng. Không sai, ta hoài nghi chuôi yêu đao này của đối phương có thể là một kiện pháp bảo tàn phế. Trung Vệ Nương sau khi phục dụng đan dược, trên mặt lại thêm một tầng hồng nhuận, đôi môi đỏ mỏng khẽ nói pháp bảo tàn phế, điều này sao có thể? Trần Sảo Thiến cũng rất kinh ngạc, nhưng vào lúc này liên tiếp những tiếng nổ kinh thiên động địa ở phía trên đầu bọn họ vang lên, làm cho mấy người này giật mình vội vàng nhìn lại. Tại chỗ đại chiến bạo phát ra quang mang thanh sắc, huyết sắc hỗn hợp chói mắt. Chỉ chốc lát sau huyết quang mau chóng giảm bớt, hoàn toàn bị thanh quang bao phủ vào bên trong. Sau đó quang mang cũng dần dần biến mất, lộ ra Việt Hoàng vẫn đang đứng thẳng. Chỉ thấy trên mặt hắn đầy vẻ mờ mịt, môi giật giật tự giống như đồ sứ bị vỡ, cả người biến thành một tảng thịt từ trên không trung rơi thẳng xuống nhưng bị màn sáng ngũ sắc từ từ nâng lên. thấy một màn này, đồng môn Hàn lập lộ ra vẻ vui mừng, Tống Mông còn trực tiếp quay đầu hướng Hàn lập kích động lớn tiếng nói: Hàn sư đệ ngươi đã diệt được ma đầu rồi, ta đã biết nhất định sẽ thành công mà, ta cũng là đem uy năng còn lại của phù bảo đồng loạt phóng xuất mới có thể đem huyết quang phá vỡ, nếu không sợ rằng còn phải dây dưa lâu. Hàn lập trên mặt mỉm cười, lời nói tràn ngập vẻ tự đắc nhắc tới pháp môn có thể đem đại lượng uy năng của phù bảo dẫn xuất thật đúng là không phải người bình thường có thể sử dụng đây đều do hàn lập sau khi sử dụng cùng gặp qua rất nhiều phù bảo khác nhau mới có một chút tâm đắc như vậy đây chính là một loại thủ đoạn khắc địch sắc bén mặc dù giảm thiểu số lần sử dụng phù bảo xuống rất nhiều nhưng uy lực lại tăng lên vượt trội đối với một ít cường địch thật sự cực kỳ hữu hiệu hàn lập cũng là vừa mới lĩnh ngộ ra mấy ngày trước hôm nay xuất kỳ bất ý thi triển quả nhiên đem địch nhân nguyên khí đã bị đại thương tiêu diệt bằng một kích Đương nhiên cái phù bảo này cũng cùng chung số phận biến thành cho bụi. Bất quá Hàn Lập lúc này tâm tư đã sớm đặt ở huyết ngưng ngũ hành đan kia, ứng phó với tống mông hai câu tựu không hề trần chờ nữa thả ra hai con khôi lỗi thú, trực tiếp chạy tới thi thể Việt Hoàng. Mà mấy người kia thấy cảnh đó cũng không để ý, dù sao địch nhân này, cơ hồ hoàn toàn là do một mình Hàn Lập đánh gục, chiến lợi phẩm đương nhiên cũng quy cho hắn lục soát lấy. Còn trung vệ nương kia thấy đại cửu trong lòng đã báo, trên mặt rút cuộc cũng hiện ra chút vui mừng, đối với Hàn Lập luôn miệng xương tạ ơn. Nàng nói Lưu Sư Huynh cùng những người khác ở dưới Hoàng Tuyền nếu biết, nhất định sẽ cảm kích Hàn Lập đã thay bọn họ báo thù. Những lời này làm cho Hàn Lập có chút ngượng ngùng vì chuyến đi này hắn có mục đích khác. Hắn vội vàng nói lên mấy câu khách sáo, đề nghị những người khác nhanh đi tới các nơi Hoàng Cung lục soát một chút, nhìn xem có còn hay không tàn dư của hắc sát giáo tiềm phục trong cung, còn hắn muốn ở đây để thu thập một chút, đem đại trận thu lại. Nghe xong lời của Hàn Lập, những người khác trong Hoàng Phong Cốc sao còn không rõ dụng ý bên trong? Như vậy rõ ràng là đem việc lục soát chiến lợi phẩm của Hắc Sát Giáo nhường cho bọn họ. Nhất thời Tống mông mặt mày hớn hở, Trần Sảo Thiến, Trung Vệ Nương và vị sư huynh kia ba người mặc dù đều cảm thấy ngượng ngùng nhưng Hàn Lập thản nhiên nói một câu: Ta thu thập rồi sau đó sẽ cùng mọi người hội họp. Hơn nữa trên người Hắc Sát Giáo chủ này hẳn là lưu lại không ít đồ tốt, cũng đủ đền bù cho ta rồi. Nghe vậy những người khác cũng thấy có lý, liền không hề chối từ nữa dù sao đại chiến hôm nay, bọn họ cũng tổn thất thật sự không ít a. Vì vậy khi Hàn Lập giải trừ đại trận bọn họ đều ngự khí bay đi. Sau khi thấy mấy bóng dáng kia biến mất, Hàn Lập mới yên tâm xông tới chỗ hai khôi lỗi thú, chúng nó tìm kiếm được mấy loại đồ vật rồi quay trở về bên người Hàn Lập. Chương 330, sát đan. Hàn Lập liếc mắt một cái vào trong túi chữ vật tựu thu được năm khỏa huyết ngưng ngũ hành đan kia. Lúc này từ trong miệng khôi lỗi thú, đem chúng nó cầm đến trên tay, cẩn thận tra xét một lần, theo linh lực to lớn ẩn bên trong đan dược, Hàn Lập xác nhận chúng không giả, lúc này mới yên tâm từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, cẩn thận bỏ chúng vào. Mặc dù Hàn Lập không biết huyết ngưng ngũ hành đan này công hiệu cụ thể như thế nào, nhưng thấy Việt Hoàng giữ khư khư vật ấy, tự cũng biết tiểu vương ra nói có chút hữu dụng đối với việc kết đan hơn phân nửa chính là chuyện có thật, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Sau đó ánh mắt Hàn Lập chuyển hướng tới mấy thứ khác, một cái bát đen nhánh như mực, một cái tiêm chùy màu đỏ lớn khoảng một tấc, còn có một khối ngọc giản tản ra màu trắng xám. Nhìn đám đầu vật này, Hàn Lập tâm lý có chút sợ hãi. Mấy cái này vừa nhìn đã biết là pháp khí mà ma đạo cùng tà tu chuyên dùng, nói không chừng còn có cấm chế, nguyên rủa gì đó ở bên ngoài, bởi vậy hắn cũng không có vội vã cầm lấy chúng mà là hít nhẹ một hơi, hai tay tản mát ra quang hoa nhàn nhạt, nhạt, đột nhiên tạo thành một tầng thanh quang bàng bạc bao phủ. Như vậy Hàn Lập mới yên tâm cầm lấy khối ngọc giản kia, xem xét một chút. Ngọc giản này trừ việc phát ra khí tức có chút quỷ dị, đích xác không có cấm chế gì ở bên ngoài. Hàn lập sau khi thở vào một hơi, liền từ từ đem thần thức xâm nhập vào. Thần thức vừa vào bên trong ngọc giản, hàn lập tổ bắt đầu đứng im tại chỗ không nhúc nhích nhưng thần sắc lại trở nên cổ quái, trong chốc lát trên mặt hiện lên đầy vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, trong chốc lát cực kỳ uể oải, cuối cùng lại biến thành vẻ mặt rất thận trọng, trong đó còn có một tia sợ hãi. Sau thời gian một chén trà, Hàn Lập đem thần thức thu trở về, trong lòng lại giấy lên thêm nhiều kinh ngạc. Những thứ bên trong ngọc giản này so với những gì Hàn Lập đoán thì có nhiều khác biệt. Tại bên trong ghi lại quả nhiên là công pháp cho giáo chúng hắc sát giáo, tỉ như tiểu vương tử kia tu luyện chính là hắc sát tu la công, tứ đại huyết thì tu luyện sát yêu quyết, mà Việt Hoàng tu luyện chính là huyết luyện thần quang. Nhưng làm cho Hàn Lập giật mình chính là công pháp của những người này tất cả đều nói tới một quyển gọi là huyền âm kinh gì đó. Điều này làm cho hắn rất tò mò nhưng Hàn Lập vội vã tìm trong ngọc giản cũng không thấy nơi hạ lạc của kinh thư. Bất đắc dĩ, Hàn Lập không thể làm gì khác hơn là đem sự chú ý chuyển tới trên bí thuật công pháp có chút quỷ gì kia. Trong đó có vài loại làm cho Hàn Lập vừa nhìn liền mừng rỡ. Chẳng những giải trừ được một chút nghi hoặc của hắn, lại đề cập tới tác dụng chân chính của huyết ngưng ngũ hành đan. Hàn Lập tĩnh tâm nhìn thật kỹ. Nguyên lai huyết ngưng ngũ hành đan đúng là tu sĩ tu luyện được sát yêu quyết mới có thể tại trong cơ thể ngưng luyện xuất ra một thứ giống như nội đan yêu thú, cái này cũng chính là mục đích chủ yếu sáng lập ra Sát yêu quyết. Mà tứ đại huyết thị sở dĩ có thể biến thân thành sát yêu và cũng không cần phục dụng trúc cơ đan có thể tiến vào trúc cơ kỳ, cũng là bởi vì duyên cớ kết thành nội đan này. Tuy nhiên dựa theo miêu tả của Sát yêu quyết, tu luyện công pháp này thì không thể không sử dụng huyết tế. Cũng bởi vì công pháp tốc thành, cả đời này đừng nghĩ đến việc kết đan nữa. Trúc cơ kỳ chính là tầng thứ công pháp tối cao nhất của bọn hắn. Kỳ thật không chỉ có Sát yêu quyết mấy công pháp kia cũng không khác nhau là mấy. Cơ hồ tất cả đều có khuyết hãm chí mạng không cách nào kết đan. Đương nhiên, tốc độ tu luyện tương ứng của bọn họ với sự trợ giúp của huyết tế, công lực tự nhiên tăng lên làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Huyết ngưng ngũ hành đan này xuất hiện, hình như chính là để bù lấp vào sự khuyết thiếu của công pháp. Một loại bí thuật gọi là sát đan thuật cũng được nhắc tới bên trong ngọc giản này. Dựa theo bí pháp sở thuật này, cho dù tu sĩ trúc cơ hậu kỳ tư chất có kém cỏi một chút, chỉ cần ăn vào huyết ngưng ngũ hành đan đều sẽ có một phần ba cơ hội có thể kết thành một loại kim đan giống như của tu sĩ kết đan kỳ gọi là ngụy kim đan hay gọi là sát đan sát đan vừa mới kết thành này bàn về uy lực so với chân tránh kim đan tuy không bằng nhưng cũng tuyệt đối không kém quá xa đồng dạng có hiệu quả kỳ diệu tăng tuổi thọ khi hàn lập nhìn đến đó thì trong lòng nhảy dựng lên tỷ lệ một phần ba kết đan huyết ngưng ngũ hành đan này cũng quá nghịch thiên rồi hắn xúc động cơ hồ muốn lập tức lấy ra năm quả đan hoàn ăn vào thử xem nhưng bí thuật này phía sau nhắc tới khuyết hãm của sát đan, làm cho Hàn Lập không khỏi ngạc nhiên. Mặt trên nói, bởi vì sát đan dù sao là kim đan do người tạo ra cho nên sau khi kết thành liền không có khả năng tăng tiến. Như vậy cũng có nghĩa là tu sĩ cả đời tu vi sẽ không thể tăng thêm nữa mà chỉ có thể duy trì cảnh giới kết đan sơ kỳ mà thôi. Nếu như vậy thì Hàn Lập cũng sẽ không bỏ qua con đường tắt ngon lành này. Phương pháp tam chuyển trọng nguyên công sau 3 lần tán công sẽ ngưng kết kim đan, Thật sự là mất mát quá lớn, có điểm quá xa vời. Hơn nữa cho dù thật sự tán công 3 lần, hàn lập trong lòng một chút cũng không tin tưởng. Dù sao công pháp này chỉ là vì cao nhân sáng tạo ra thanh nguyên kiếm quyết kia giả thiết mà thôi. Cho tới bây giờ không có ai thật sự tu luyện qua. Mà sát đan thuật này lại bất đồng, nghe khẩu khí bí thuật này khẳng định sớm có người đã tu luyện được. 3 phần tỷ lệ, hấp dẫn này đối hàn lập thật sự là quá lớn a. Về phần kết thành sát đan. Tu sĩ lại không cách nào tăng tiến đến Nguyên Anh kỳ nữa, Hàn Lập căn bản sẽ không hơi sức đâu mà lo lắng đến sự tình không thể này. Nguyên Anh kỳ, Hàn Lập chỉ có thể ảo tưởng khi nằm ngủ mơ mà thôi. Đối với hắn bây giờ mà nói, có thể kết đan chính là mục tiêu cao nhất. Về phần sau khi kết đan có hay không hy vọng ngưng luyện thành Nguyên Anh, đương nhiên đến lúc đó sẽ tính. Nhưng sát đan thuật phía dưới tiếp tục nói rõ làm cho Hàn Lập phải trợn tròn mắt. Sát đan một khi kết thành trong cơ thể tu sĩ sẽ không ngừng phóng thích sát yêu chi khí, sau một thời gian dài sẽ dần dần ăn mòn thần trí. Mặc dù bị ăn mòn nhưng không xuất hiện kết quả đáng sợ là tình trạng thần trí biến mất, lục thân bất nhận, nhưng cũng sẽ trở nên chỉ đột, đầu óc dần dần ngu dốt. đây chính là khuyết hãm không thể tránh khỏi. Điều này làm cho Hàn Lập trong lòng phát lạnh không thôi. Phải biết rằng hắn luôn luôn tự tin vào đầu óc cơ trí của mình, đây cũng là ỷ trượng lớn nhất để hắn tiêu giao tại tu tiên giới cho đến nay cho nên xem đến đó thì trong lòng hàn lập có chút tranh đấu rồi hoàn toàn chặt đứt ý niệm sử dụng huyết ngưng ngũ hành đan trong đầu mình lúc này hàn lập ảo não vô cùng khỏi phải nói hắn hao tổn rất nhiều tâm cơ mới đem huyết ngưng ngũ hành đan tới tay căn bản là thành đồ bỏ một điểm hữu dụng cũng không có sao nhưng hàn lập ngẫm nghĩ lại cảm giác được có chút không đúng nếu là nói như vậy việt hoàng tại sao vẫn còn đặc biệt bồi dưỡng loại đan này chứ xem bộ dáng gian xảo của hắn khẳng định sẽ không phải trực tiếp phục dụng cho mình Nghĩ tới đây, Hàn Lập sau khi lướt qua một vòng trên bí thuật, hắn lại chú ý tới một loại bí thuật khác, cảm thấy phi thường hứng thú chính là thân ngoại hóa thân. Loại bí pháp đại danh đỉnh đỉnh này của ma đạo, Hàn Lập đã sớm nghe qua. Mặc dù nói loại công pháp hóa thân thuật có hiệu dụng cụ thể trăm nghìn quái lạ nhưng là vô luận loại nào khẳng định đều được người trong ma đạo coi như tánh mạng. Cơ bản đều là bí mật tối cao của các tông phái. Việt Quốc thất phái từng tìm trăm phương ngàn kế để thu tập công pháp liên quan nhưng vẫn trắng tay. Khi Hàn Lập xem qua thuật này, trong lòng mừng như điên bởi vì hắn rốt cuộc tìm được chỗ có thể sử dụng huyết ngưng ngũ hành đan rồi. Nếu như hắn đoán không sai, tên Việt Hoàng kia lúc đầu cũng có cùng dự định như hắn cho nên mới không tiếc máu huyết của mình để bồi dưỡng tứ đại huyết thị ngưng luyện xuất ra huyết ngưng ngũ hành đan. Mà tên Lam Bảo Nhân bị hắn hấp nạp công lực rồi chết ở dưới tác dụng của thiên lôi tử chính là hóa thân hắn tế luyện ra. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao tên kia cam tâm tình nguyện bị hấp nạp tu vi mà không chút phản kháng lại. Hàn lập áp chế tạp niệm trong lòng, nhanh chóng đem những bí thuật còn lại đều nhìn một lần. Tu tủy đan và mấy cái thuật huyết tế, Hàn lập chưa có tu luyện qua ma công tự nhiên đối với chúng nó không có hứng thú. Chỉ có phương pháp ngưng luyện huyết linh toản ở phía sau mới làm cho hắn nhìn tới nhìn lui vài lần, ghi nhớ chút ít trong lòng. Sau khi Hàn lập đem thần thức ra khỏi, lĩnh hội kỹ càng một phen mới đem ánh mắt dừng lại ở trên hai kiện vật phẩm khác. Tiêm trùy chính là huyết linh toản sau khi rời khỏi thân thể động lại, hẳn là có thể đem pháp khí này sử dụng. Về phần cái bát màu đen nhánh kia là một pháp khí hiếm thấy gọi là tụ hồn bát, chuyên môn dung nạp hồn phách nguyên thần của tu sĩ, chỉ cần vào trong pháp khí này thì linh tính của hồn phách nguyên thần đều sẽ dần dần biến mất hoàn toàn, từ nay về sau trở thành cô hồn giã quỷ bình thường, chuyên cung cấp cho tà tu sử dụng, tế luyện. Mà cái tụ hồn bát này Hàn Lập mới thoáng quan sát một chút đã bị khí lạnh bên trong sốc tới, không khỏi dùng mình, vội vàng thu vào túi chữ vật. Hàn Lập rất rõ ràng chính mình cũng không tu luyện âm công nên tự nhiên không cách nào lợi dụng nó xem thứ pháp khí này âm hàn đến như vậy, không biết là đã có bao nhiêu hồn phách người tu đạo táng thân ở trong đó. Tiếp xúc nhiều chỉ làm mình thêm bệnh mà thôi. chương 331, mệnh lệnh, hàn lập sau khi đem vài thứ cẩn thận thu lấy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mở sáng ở trên, rồi đi đến một góc của rừng cây. Một lúc sau, hàn lập nắm lấy một cái trận kỳ màu xanh cắm ở gốc một cây trúc lớn, rút ra. Ngay lập tức, màn sáng mở ảo biến mất không thấy bóng dáng. Hàn lập mỉm cười, xoay người hướng góc khác đi tới sau một lát tất cả trận bàn cùng trận kỳ đều bị hàn lập nhổ ra từ rừng trúc hắn cực kỳ cẩn thận thu vào túi chữ vật đã kiến thức qua uy lực của điên đảo ngũ hành trận hàn lập đối với món bảo bối này chân quý cực kỳ a à. khi hàn lập không nhanh không chậm về tới chỗ cũ muốn ngự khí ly khai nơi này thì lại thấy trên mặt đất một thứ chính là thi thể nhũn như bùn của việt hoàng xem ra sau khi trận pháp giải trừ hắn cũng từ trên cao rơi xuống hàn lập nhíu nhíu mày khẽ thở dài một tiếng, ngón tay bắn ra một cái hỏa cầu to cỡ nắm tay, đem thi thể Việt Hoàng biến thành cho bụi. Đây cũng coi như một người rất vĩ đại, nhưng khi chết rồi cũng chỉ là cho bụi mà thôi, điều này làm cho Hàn Lập cảm thán không thôi. Sau đó, Hàn Lập vỗ túi chữ vật một cái, một đạo kim quang bay ra, tại một bãi đất trống bên cạnh đánh ra một cái hố to. Tiếp theo Hàn Lập dùng ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái, đám cho như bị gió thổi qua, tất cả đều rơi vào bên trong hố. Đột nhiên bạch quang trượt lóe, Hàn Lập vốn đang định lấp mộ phải lập tức ngừng lại. Hắn kinh ngạc giơ tay ra, một giải lụa màu trắng từ trong hố phiêu phiêu bay tới, rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Đây là, hai mắt Hàn Lập đảo qua một chút, lộ ra vẻ nghi hoặc. Miếng vải này đã thoáng ố vàng, vừa nhìn đã thấy là một vật có niên đại rất xa xưa, chẳng biết do gì chế thành mà có thể tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, không ngờ đó là một tấm bản đồ. Lòng hiếu kỳ của Hàn Lập dâng lên cao, vội vàng nhìn kỹ nó, kết quả sau khi lăn qua lộn lại xem vài lần xong, liền mất đi hứng thú. Bởi vì sau khi nhìn kỹ, hắn liền khẳng định tuyệt đối đây không phải là địa hình Việt Quốc. Nét vẽ trên bản đồ ứng với một địa phương lạ lẫm. Hơn nữa bản đồ rõ ràng không được trọn vẹn đầy đủ, không biết là một nửa hay là một trong mấy phần của bản đồ tổng thể. Chẳng qua, bản đồ này chỉ vừa mới hiện ra trong đống cho, xem ra Việt Hoàng đã dùng bí pháp nào đó giấu ở trong cơ thể, nếu không ngay từ đầu phải bị khôi lỗi thu phát hiện. Như vậy xem ra, bản đồ này không thể xem thường được. Hàn Lập có chút đam chiêu nghĩ ngợi, sau đó đem tấm bản đồ không trọn vẹn này cất tại trong hộp ngọc chứ ngũ hành đan. Hiện tại cũng không phải thời gian giải đáp thắc mắc, nên nhanh đi tìm những người khác, dù sao Việt Hoàng chết rồi, sự việc sau này thật sự đau đầu a. À. Khi Hàn Lập đứng trước lãnh cung, tìm được mấy người Trần xảo Thiến thì cũng thu được một tin tức không quá tốt. Trong lãnh cung, tại mật thất của hắc sát giáo chủ, bọn họ phát hiện thi thể của Vũ Huyến, không lâu trước bị hấp hết tinh huyết trong huyết tế mà chết. Hàn Lập nghe xong việc này, đầu tiên ngẩn ra nhưng lập tức cười khổ một tiếng, không nói gì. Hôm nay, bởi vì sự tình hắc sát giáo, làm cho tông môn bỏ mình nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy. Lúc sau trở về, chỉ sợ Lý Hóa Nguyên sẽ không vừa ý đối với mình, chung quy sự tình này đều do hắn mà ra cả. Sau khi Hàn Lập cảm thấy bất đắc dĩ xong, liền đem những việc cần phải xử lý sau đó giao cho mấy người trần Sảo thiến cùng chung vệ nương còn chính mình lấy cớ, quay về tần gia đầu tiên. Nhưng là hắn rất ngạc nhiên, vừa mới về đến chỗ ở, một người không hề nghĩ tới lại xuất hiện trước mặt. Bái kiến hàn sư thúc, người trung niên mà cẩm y cung kính thi lễ nói, mã sư điệt Hà, muộn như vậy đến tìm ta có sự tình gì trọng yếu không? Trong mắt hàn lập hiện lên một tia kinh nghi, lúc này hàn lập mới từ hoàng thành chạy về, không nghĩ vị đệ tử phụ trách liên lạc trong Việt Quốc của bổn môn, đang ở trong viện chờ mình. Hơn nữa xem tình hình, thời gian chờ đợi đã khá lâu rồi. Sư Thúc, Tại Hạ vừa mới nhận được tin tức, phía trên có lệnh, tất cả những đệ tử từ trúc cơ kỳ trở lên, đều phải lập tức đến đại doanh của thất phái tại biên giới. Đối phương đã hạ quyết chiến thư, hai tháng sau ma đạo lục tông cùng với chúng ta quyết một trận thư hùng. Phía trên yêu cầu có rút lại nhân thủ vốn có, mặt khác được đưa đến đồng thời còn có một quả tiến giản của Lý Sư Tổ. Người mà cẩm y trịnh trọng nói, nói xong, hắn liền lấy ra một phong thủ lệnh cùng một quả ngọc giản đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập nghe xong hơi kinh hãi, nhưng bất động thanh sắc tiếp nhận cả hai vật, cẩn thận kiểm tra. Mệnh lệnh trên thủ lệnh đúng là giống như đối phương nói. Yêu cầu tất cả các đệ tử trúc cơ kỳ bên ngoài làm nhiệm vụ, trong một tháng từ khi nhận được lệnh, phải chạy tới doanh trại tại biên giới tập hợp, thời gian cùng ma đạo quyết chiến đã định xong. Mà Linh Huy tiêu ký phía cuối thủ lệnh cũng đúng là không giả. Kiểm tra thủ lệnh xong, Hàn Lập liền đem thần thức xâm nhập vào trong ngọc giản. Kết quả, tại trong đó xuất hiện hư ảnh của Lý Hóa Nguyên, lão nói cực kỳ đơn giản, chính là phân phó tần gia không cần tiếp tục bảo hộ bởi vì đã biết tin tức, kế hoạch tiềm nhập vào trong thế tục tại Việt Quốc để gây sóng gió của ma đạo chẳng biết vì sao hủy bỏ. Hàn Lập cùng các đệ tử khác yên tâm phản hồi biên giới. Nghe xong vài câu nói của hư ảnh Lý Hóa Nguyên, Hàn Lập lại có cảm giác muốn hộp máu. Hắn cố gắng mạnh mẽ áp chế buồn bực trong lòng, rồi tâm thần mới đi ra ta biết rồi, người để thủ lệnh cùng Ngọc Giản lưu lại, ta sẽ báo tin cho những người khác. Hàn Lập nhìn những thứ trên tay, suy nghĩ xong rồi nói. Vậy làm phiền sư thúc, người trung niên do dự một chút, xong rồi cung cần đáp lại. Tiếp theo, hắn liền hướng Hàn Lập cáo từ. Hàn Lập nhẹ nhàng nói một câu không tiến, liền thấy người này bay đi rồi. Sau đó, hắn mới nhẹ thở ra một hơi, chậm rãi đẩy cửa vào phòng. Buổi sáng ngày hôm sau, Hàn Lập, Tống Mông cùng những người khác ngồi trong phòng khách, thương lượng việc rời đi kinh đô Việt Quốc. Trước khi tham gia đại chiến, ta muốn trở về gia tộc một chuyến, sau đó mới đến danh địa, cho nên sẽ không cùng mấy vị đồng hành. Sau khi xem qua thủ lệnh không lâu, Trần Sảo Thiến nhẹ nhàng cắn đôi môi đỏ mỏng khẽ nói. Ta muốn đem di vật của Lưu Sư Huynh, trả về cho gia tộc Lưu Thị. Trung vệ nương khuôn mặt có chút tiểu tụy, hai mắt có chút đỏ nói. Tuy không có nói rõ, nhưng ý tứ muốn hành động một mình đã biểu lộ không thể nghi ngờ. Ta thì không có chuyện gì, Hàn Sư Đệ, chúng ta cùng trở về đi." Tống Mông thật ra lại có cách nhìn phi thường thoáng, vỗ nhẹ đầu vai Hàn Lập, hào sảng nói. "Không, tứ sư huynh, ta cũng có chút việc riêng cần xử lý." Hàn Lập đã sớm có dự định khác, mỉm cười cự tuyệt. "Vậy sao, thôi cũng được." Tống Mông lộ ra bộ dáng thực sự thất vọng, "Vậy hay là ta bồi tiếp Tống sư đệ cùng nhau trở về?" Vị sư huynh duy nhất may mắn sống sót của Trần Sảo Thiến, bỗng nhiên hướng Tống Mông cười nói. "Tống Mông nhất thời mừng rỡ." vậy là trên đường đi có người cùng luận bàn rồi. Hàn Lập xem xong việc này, trong lòng cười trộm, không nghĩ tới trải qua lần huyết chiến này, vị tứ sư huynh của hắn vẫn không chút thay đổi. Cuối cùng mọi người ước hẹn sáng sớm ngày mai chia nhau rời khỏi. Đến buổi chiều, Hàn Lập nói cho Tần Ngôn việc bọn họ đã an toàn, sau đó trong lúc lão mừng rỡ, nói ra lời chia tay. Tần Ngôn nghe xong, vội vàng nói ra một ít câu mời mọc giữ lại nhưng Hàn Lập cười nhẹ cự tuyệt, đối phương thấy vậy cũng đành phải từ bỏ từ chỗ tần ngôn đi ra, hàn lập liền trở về nơi ở của mình. nhưng không nghĩ tới, trên đường qua một cái vườn hoa nhỏ thì gặp trần xảo thiến đang quay lưng về phía hắn, mặc quần áo màu trắng xuất hiện tại nơi này, phảng phất như đang thưởng thức hoa cỏ mà ngẫu nhiên ngăn trở đường đi của hắn. nhìn thấy tình hình loại này, hàn lập nao nao, tự nhiên ngượng ngùng nhẹ nhàng đi qua. trần sư tỷ thật là trùng hợp a, hàn lập thần sắc như thường, sau đó định lướt qua, nhưng trần xảo thiến đột nhiên xoay người lại. Thân hình nhẹ nhàng dịch chuyển, lộ ra gương mặt kiều diễm như hoa hướng về phía Hàn Lập. "Không phải trùng hợp, là ta cố tình đợi ngươi." Trần Sảo Thiến khẽ nhếch môi, nói. Một đôi mắt sáng như mùa thu của nàng, trực trực nhìn chăm chú Hàn Lập, trên mặt lộ ra một loại thần sắc phức tạp. "Chờ ta." Hàn Lập vừa lúc lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng mà trong lòng không biết vì sao, vừa có chút chua xót, vừa có chút vui sướng. Nghe nói phía ngoài kinh đô Việt quốc có Bạch Cúc Sơn, phi thường diễm lệ, chính là một đại kỳ cảnh ở phụ cận. Hàn sư đệ cùng ta đi xem được không? Trần Sảo Thiến sau khi im lặng trong chốc lát, nói ra mấy câu làm Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn. "Được, không biết có phải do ma quỷ sai khiến hay không?" Hàn Lập vốn nghĩ nói lời cự tuyệt, nhưng vừa tiếp xúc với nỗi niềm ai oán trong mắt đối phương, đột nhiên sửa lại. "Thật tốt quá, Hàn sư đệ, chúng ta bây giờ đi luôn đi, đợi đến lúc hoàng hôn thì không xem được gì nữa." Trần Sảo Thiến nghe Hàn Lập nói đồng ý, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, lộ ra vẻ vui sướng. Càng làm cho nàng trở nên diễm lệ vô song. Chương 332, Cựu địa. Lời vừa nói ra khỏi miệng, Hàn Lập đã có chút hối hận rồi. Hắn rõ ràng đã sớm định chủ ý, không muốn cùng cô gái này dây dưa không rõ nữa. Vậy mà không hiểu sao lại đáp ứng, xem ra tâm trí của hắn vẫn còn không được tốt lắm. Nghĩ như vậy, Hàn Lập âm thầm lắc lắc đầu, nhưng ngoài miệng lại nói đáp ứng. "Được, vậy sư tỷ cùng ta ngồi trên thần phong chu cùng đi, như vậy mới có thể đi sớm về sớm." Hàn Lập nói xong, liền đem ra thần phong chu trắng tinh, mời Trần Sảo Thiến. Trần Sảo Thiến thấy vậy, thản nhiên cười, không hề khách khí đi lên. Cuối cùng, Hàn Lập mang nàng ngựa khí phi đi, chỉ sau chốc lát, đã đến nơi có không ít tiếng tăm tại Việt Kinh, Bạch Cúc Sơn. Trên núi này khắp nơi đều là các loại hoa cúc, hầu hết màu trắng, quả nhiên cảnh sắc cực kỳ mê người. Chính là rất ngoài dự liệu của Hàn Lập, Trần Sảo Thiến sau khi đến núi này cũng không nói chuyện cùng hắn một câu, mà cứ đi dọc theo đường nhỏ lên núi ngẫu nhiên gặp phải cảnh sắc đặc biệt yêu thích thì mới dừng lại trong chốc lát. Hàn Lập đi sát theo sau, đồng dạng cũng không mở miệng, nhưng khi nhìn thân ảnh động lòng người phía trước, đầu óc đã có chút ngẩn ngơ, bộ dáng căn bản chính là không hiểu một chút phong tình nào. Sau một canh giờ, Trần Sảo Thiến đã lên đến đỉnh núi, đang đứng trong một cái đỉnh nhỏ, nhìn xung quanh, mà Hàn Lập thì đứng ở bên cạnh. Lúc này, trên đỉnh núi, trừ hai người Hàn Lập ra, không có du khách nào, hơn nữa hai người ai cũng không muốn mở miệng đầu tiên nên càng có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Loại không khí nhạy cảm này cũng không biết duy trì bao lâu, rút cuộc Trần xảo Thiến truyền đến một câu u oán. Hàn sư đệ, sau khi đại chiến chấm dứt, chỉ sợ ta phải lập gia đình. Nghe xong câu này, Hàn lập dùng mình, không ghé mắt lại nhìn. Lộ ra vẻ giật mình, đối phương là trực hệ đệ tử của đại tộc Tu Tiên Tần Gia, là môn hạ của thiên khuyết bảo, cũng là tu sĩ vừa mới trúc cơ không lâu, ta đã thấy vài lần, hình dáng cũng không tệ lắm. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn sẽ ở rể tại trần gia chúng ta, từ nay về sau cùng ta thành bạn lữ song tu. Trần Sảo Thiến đối với vẻ ngạc nhiên của Hàn Lập coi như không thấy, không nhanh không chậm nhàn nhạt nói. Lúc này, vẻ kinh nghi trên mặt Hàn Lập dần dần lui đi, trần chờ một chút, khách khí nói. Vậy thì chúc mừng Trần Sư tỷ hỉ kết lương duyên, đến ngày đó Sư Đệ nhất định chuẩn bị một phần. Hàn Lập chỉ mới nói mấy câu mở đầu, nhưng mà quả thật đây không phải là lời nói đối phương muốn nghe. Nàng run rẩy một chút, chưa chờ Hàn Lập nói xong, liền nghiêm mặt giương tay lên, ném ra một món pháp khí hình tròn, một mình bước lên rồi ngự khí phi đi, giống như là không có cái gì đáng để lưu luyến vậy. Nhìn phương hướng Trần Sảo Thiến biến mất, Hàn Lập thần sắc lạnh lùng đứng tại chỗ không nhúc nhích, qua một lúc lâu mới thở ra một hơi thật dài, mệt mỏi phi đi. Tuy trong lòng đã sớm định chủ ý, nhưng gặp nữ tử có ý với mình, nhưng lại phải làm vợ người khác. Hàn Lập vẫn có chút cảm giác mất mát. Đây có lẽ là bệnh chung của tất cả nam nhân, tuy có danh là người tu tiên, nhưng về phía tình cảm cũng giống phàm nhân mà thôi. Hàn Lập vừa tự chế nhạo mình, vừa bay trở về tần gia. Nhưng vừa mới trở lại chỗ ở, liền biết được từ miệng người khác, Trần Sảo Thiến bất ngờ ly khai khỏi nơi này, đi trước một bước. Hàn Lập nghe xong trong lòng cười khổ một chút, xem ra Trần Sảo Thiến cực kỳ thất vọng về hắn, chuẩn bị an tâm gả cho người khác rồi. Tuy có chút khó chịu, nhưng Hàn Lập dù sao cũng không phải người bình thường, thần sắc như thường gật gật đầu, liền tiếp tục cùng những người khác nói cười nửa ngày tiếp theo. Sau đó, sáng sớm ngày thứ hai, những người khác lần lượt ly khai tần ra, cuối cùng chỉ còn Hàn Lập, hắn lúc ấy mới rời đi. Nhưng mà trước khi xuất phát, hắn muốn thầm trộm nhìn Mạc Phượng Vũ một chút, dù sao cũng quen biết, hắn định đến cáo từ. Nhưng khi tại không trung ngoài lâu các, qua cửa sổ trông thấy Mạc Phượng Vũ, Hàn Lập lại đổi ý không muốn gặp mặt nữa. Bởi vì mặc Phượng Vũ đang ăn mặc như một thiếu phụ, ở trong lầu cùng một vị lão phu nhân tầm 50 tuổi đọc kinh thư, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ bình tĩnh an tường. Hàn Lập Yên lặng nhìn trong chốc lát, cuối cùng không có kinh động đối phương, mà xoay người yên lặng rời đi. Đối với cô gái này, có lẽ không gặp mặt sẽ tốt hơn. Đỡ phải làm cho cô gái này hồi tưởng tới những sự tình thống khổ, có thể sống loại cuộc sống bình tĩnh không tranh đấu, mới là ước muốn của nàng. Hàn Lập thầm nghĩ, Hàn Lập ly khai Việt quốc hơi chút xác định phương hướng, trước tiên đi ra nguyên thành, mặc kệ như thế nào, hắn một khi đã hứa hẹn giúp mặc phủ báo thù, như thế nào cũng phải đến xem một chút. Hiện tại tuy không có người của ma đạo đến quấy phá, nhưng đại chiến sắp tới, phòng trừng trong thành cũng không có tu sĩ cấp cao. Hắn chỉ cần trộm lẻn vào xử lý cái vị đứng đầu ngũ sắc môn, vậy thì cho dù người của linh thú Sơn tức giận thế nào đi chăng nữa, cũng không hề liên quan đến hắn được. Chẳng qua, để trừ được ngũ sắc môn, còn phải muốn đi nhìn xem tôn nhị cầu kinh doanh tứ bình bang như thế nào. Nghĩ đến những năm gần đây, dưới sự hiệp trợ của khúc hồn, nên có chút thành tựu mới đúng. Đây là năm đó hắn lưu lại đường lui, hiện tại phải xem có dùng được hay không. Hàn Lập mang theo ý định như vậy, ngồi ở trên thần phong chu bay thẳng đến Gia Nguyên Thành. Lại nói tiếp, lần trước hắn đến Gia Nguyên Thành là sự tình của 10 năm trước. Nhưng rất nhiều việc vẫn như đang xảy ra trước mắt, ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Năm ngày sau, trước cửa của một tử lâu cũ hương gia Tửu Lâu tại gia Nguyên Thành, có một người trẻ tuổi mặc áo xanh đang đứng. Người này đứng ngã tư đường trước cửa tử lâu, hít mắt nhìn bảng hiệu, thần sắc hơi có chút cổ quái, chính là người vừa mới vào thành không lâu, Hàn Lập. Hàn Lập đứng ở nơi này, sau một phen cảm khái, mới bắt đầu không vội không chậm nhấc chân đi vào. Nói đến cũng khéo, hắn vừa lên lầu 2, liếc mắt liền thấy được cái bàn gần cửa sổ ngày đó đã ngồi, rất may không có bóng người. Hàn Lập vui vẻ, không chút do dự đi đến. Hắn vừa mới ngồi xuống, tiểu nhị của tử lâu liền ân cần đi lên lau lau mặt bàn, hỏi Hàn Lập muốn chọn rượu và thức ăn gì. Hàn Lập mỉm cười, tùy tiện chọn vài dạng thức ăn thông thường khiến cho tiểu nhị đi xuống. Hắn tới nơi này cũng không phải chỉ muốn thỏa mãn ăn uống. Nghĩ như vậy, ánh mắt của Hàn Lập hướng phía ngoài cửa sổ nhìn ra. Mặc phủ ngày trước vẫn tồn tại, cũng có một ít đại hán cao to lực lưỡng đứng trước cửa phủ như xưa, chỉ có điều tấm biển to treo trên cửa lớn, viết không phải là mặc phủ, mà biến thành hai chữ vàng to tướng Lý Phủ. Hàn Lập nhìn tấm biển Lý Phủ sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, lờ đang nhíu mày một chút. Theo hắn biết, môn chủ ngũ sắc môn hình như là họ Lý, xem ra bọn họ trực tiếp chiếm nơi đây làm chỗ ở. Chẳng biết vì sao, Hàn Lập nhìn hai chữ Lý Phủ trên tấm biển, có cảm giác đặc biệt ngứa mắt, không giống như chiêu bài mặc phủ trước kia, làm hắn cảm giác thuận mắt hơn. Hàn Lập đang nghĩ tới đây, tiểu nhị liền nhanh nhẹn mang rượu và thức ăn lên rồi. Mà ở lúc này, dưới lầu truyền tới một trận tiếng nói cười, tiếp theo có vài người trẻ tuổi xuất hiện ở thang lầu, tất cả đều mặc đẹp đẽ, giống như cách ăn mặc của công tử con nhà phú quý. Phía sau còn đi theo vài tên gia đình khỏe mạnh, vài tên giống như công tử này, ở trên lầu tùy ý nhìn qua vài lần, trong đó có một gã gầy đét, tùy thời có thể bị gió thổi bay, không hề khách khí vẫy vẫy tiểu nhị. Tiểu nhị lập tức chạy nhanh đi đến, vẻ mặt xỉm mị vội vàng cười nói. Hạ thiếu gia, lão nhân gia ngài có gì phân phó ạ? À? gọi trưởng quầy của các người đến đây, hôm nay chúng ta muốn mời một vị khách quý uống rượu, mau đem tất cả người của lầu 3 đuổi đi, có tổn thất gì chúng ta bao hết. Người này hình dáng nhỏ gầy như vậy, nhưng khẩu khí ngược lại rất lớn. Nhưng mà tiểu nhị không lộ ra chút bất mãn ý tứ nào, liên tục gật đầu dạ dạ, sau đó chạy nhanh đi báo cho trưởng quầy đến. Một lát sau, một vị trung niên tầm 40 tuổi từ dưới lầu đi lên. Vừa thấy vài vị này, liền lập tức tươi cười đáp ứng yêu cầu của mấy người này, sau đó mang theo tiểu nhị lên lầu ba xin lỗi khách cũng không biết là vị trưởng quầy kia tinh minh năng động hay là vài vị công tử này thế lực thật sự không nhỏ chỉ không bao lâu sau một ít khách nhân dùng cơm lầu ba đều tính tiền chạy hết không có ai dám lộ một tia tức giận hàn lập thấy vậy chỉ nhàm chán nhìn mấy người này vài lần sau đó liền đem ánh mắt quay về ngã tư đường bên ngoài cửa sổ rất nhiều tên công tử trong thế tục giới dựa hơi vào thế lực của gia đình mà hống hách bạo ngược nơi nào cũng có hàn lập không phí sức chú ý đến bọn họ giờ phút này vị thiếu gia trẻ tuổi cầm đầu kia mới hài lòng gật gật đầu sau đó tất cả đều đi xuống tiếp đón người nào đấy một lát sau tiếng bước chân lại từ dưới lầu vang lên mà lần này hàn lập lại nao nao không khỏi quay đầu lại nhìn vài lần bởi vì trong những tiếng bước chân nặng nề rõ ràng có một người bước đi rất nhẹ nhàng phảng phất như không có đây rõ ràng là người trong giang hồ có khinh công đạt đến một thành tựu nhất định mới có thể biểu hiện ra như vậy. Điều này làm cho Hàn Lập có điểm tò mò. Chương 333, Tôn Bang chủ, người thanh niên nho nhã kia, dưới sự mời mọc săn đón của mấy vị công tử, đi lên trên lầu. Thanh niên này tầm 30 tuổi, mặt ngọc anh tuấn, trên mặt luôn hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt, làm cho người khác khi trông thấy giống như gặp được gió xuân, rất dễ sinh hảo cảm. Tiếng bước chân nhẹ nhàng như không kia, chính là từ dưới chân người này phát ra thanh niên kia cùng mấy người còn lại cười nói câu gì đó, đồng thời cũng hướng lầu hai quét mắt một lần. Nhìn đến khuôn mặt bình phàm của Hàn Lập thì cũng không có chú ý nhiều lắm, trực tiếp đi lên lầu ba, xem ra vị này chính là khách quý. Mấy người này vừa mới lên lầu, từng phần từng phần thức ăn ngon như nước chảy được gã sai vặt mang lên. Sau đó người hầu cùng phó dịch đều bị đám công tử này đuổi xuống, hiển nhiên là không để cho cuộc nói chuyện của bọn họ bị người khác nghe được. Thấy cảnh này, hứng thú trong lòng Hàn Lập càng lớn hơn nữa, liền lặng lẽ đem thần thức hướng lên trên lầu, đem cuộc trò chuyện trên đó nghe rõ ràng. Lý huynh, lần này mấy chúng ta làm huynh mệt mỏi thật nhiều a, à, nếu không có lẽ chúng ta chịu thiệt rất lớn. Huynh đến là cấp cho chúng ta mặt mũi, nào, trước kính Lý huynh một ly. Đây là thanh âm của tên công tử gầy đét, lời nói tràn ngập ý cảm kích. Không có gì, ngoại nhân thế nhưng dám ở trước mắt ngũ sắc môn chúng ta, động thủ bắt người. Đây vốn chính là phạm vào kiêng kỵ của bổn môn, ta ra tay cứu các vị cũng là nên làm thanh niên anh tuấn khách khí nói phi thường bình dị dễ gần nghe được mấy chữ ngũ sắc môn lý huynh dưới lầu hàn lập lộ ra một tia ngạc nhiên sẽ không trùng hợp như vậy chứ vừa lúc gặp phải người có quan hệ với ngũ sắc môn hàn lập có điểm kinh ngạc mặc kệ nói như thế nào lần này nếu như không có lý huynh tương trợ bọn chúng tôi thật sự rất nguy hiểm về sau lý huynh có chuyện gì cần hỗ trợ chúng tôi quyết không chối từ lúc này một vị công tử khác tựa hồ như đang vỗ ngực nói đa tạ ý tốt của mấy vị huynh đài chẳng qua người động thủ bắt cóc các ngươi thế lực cũng không nhỏ trên giang hồ là một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh nếu không bằng địa vị của mấy vị tại gia nguyên thành người bình thường sao dám động thủ đây thanh niên anh tuấn chuyển hướng cuộc nói chuyện phải a à, bọn bắt cóc này thật là lợi hại ta rõ ràng đang ở nhà ngủ ngon vậy mà vừa mở mắt người lại đã ở địa phương khác lúc ấy bị dọa không ít a à. may mắn phụ thân ta kịp thời tìm được lệnh tôn nếu không quả thực phải ăn không ít đau khổ rồi thanh niên gầy ốm nói trong sợ hãi kỳ thật vương đại nhân bọn họ không có tìm thanh niên họ lý cùng mấy người này tiếp tục tán gẫu mà hàn lập dựa vào mấy câu nói ngắn ngủi của bọn họ đã nghe ra đại khái nguyên nhân của sự việc mấy vị này chính là mấy công tử có thế lực ở gia nguyên thành bị một cao thủ giang hồ bên ngoài bắt cóc kết quả là làm cho bề trên của bọn họ nóng vội liền đến cầu ngũ sắc môn vị thanh niên sắp làm môn chủ ngũ sắc môn này rất nhanh ra tay giải cứu bọn họ, hiện tại cả bọn đang bày yến tiệc cảm tạ vị thiếu môn chủ này. Hàn Lập ở phía dưới một bên không yên lòng nhìn ra ngoài cửa sổ, một bên nghe trên lầu những người này nịnh nọt vị thanh niên họ Lý, hy vọng có thể nghe một ít tin tức hữu dụng có quan hệ với môn chủ Ngũ Sắc Môn. Không lâu sau, thanh niên gầy ốm nói ra một câu ân cần thăm hỏi, làm tinh thần Hàn Lập rung lên. "Lý huynh, nghe nói Lý môn chủ vài ngày nữa liền đến đại thọ 60, hiện tại quý phủ chắc đang chuẩn bị cho việc này rồi." lại nói tiếp lệnh tôn tuổi đã cao mà vẫn khỏe mạnh như thanh niên trai tráng một chút cũng không thấy giả a à. đến lúc đó ta nhất định phải xin một chén rượu mừng để uống a à. ha ha gia phụ tu vi thâm hậu người thường tự nhiên là không thể so sánh được các vị muốn tới lý mỗ đương nhiên cực kỳ hoan nghênh hơn nữa gia phụ mới từ bên ngoài tuần tra phân đà trở về đang ở trong phủ tự mình chuẩn bị xử lý việc này lão nhân gia cũng rất trọng thị lần mừng thọ này vị thiếu môn chủ này mỉm cười đáp Việc kia, nghe đến đó, Hàn Lập liền thu thần thức trở về, một khi đã biết môn chủ ngũ sắc môn ở trong Lý phủ, vậy hết thảy đều dễ làm. Nghĩ như vậy, Hàn Lập uống cạn chén rượu cầm trong tay, đặt một khối bạc vụn trên bàn, liền trầm giọng nói: "Tiểu nhị, tính tiền, còn thừa không cần trả lại." Nói xong, người liền dứt khoát đi xuống lầu. Tiểu nhị của Tử lâu tự nhiên là đang ở phía sau, vui vẻ liên mồm nói cảm ơn. Vừa ra khỏi Tử lâu, Hàn Lập hướng về phía Lý phủ nhìn vài lần trên miệng xuất hiện một tia cười lạnh, rồi không hề quay đầu lại, ly khai khỏi nơi này. Chờ đến buổi tối, hắn sẽ đi lý phủ một chuyến, nếu không có tu sĩ trúc cơ kỳ ở phụ cận, hắn sẽ thuận tay lấy mạng nhỏ của môn chủ ngũ sắc môn, coi như là đã thực hiện lời hứa. Nhưng bây giờ đang là ban ngày, thời gian của hắn thì gấp gáp, còn phải nhân cơ hội này, trước tiên xử lý một số sự tình nữa. Hàn Lập nghĩ vậy, tới tới lui lui trong đám người rồi biến mất tung tích. Tứ Bình Bang bây giờ tại gia nguyên thành thanh danh hiển hách. Tuy còn không thể cùng mấy bang phái lớn nhất so sánh về thực lực Nhưng trong các bang phái trung đẳng tuyệt đối thuộc loại thế lực đứng đầu Bang chủ chính là vị tôn nhị cầu trước kia Đương nhiên thân phận của tôn nhị cầu cùng trước kia khác nhau rất lớn Tự nhiên là không ai dám xưng hô hắn như vậy Những người khác hiện tại nếu nhìn thấy tôn nhị cầu Tất cả đều phải gọi một tiếng tôn bang chủ Địa chỉ tổng Đà Tứ Bình Bang Không phải là nơi cũ của 10 năm trước Mà đã di chuyển tới một góc trên đường phố giàu có ở trong thành Tất cả bang chúng cũng không hề làm cái việc kinh doanh nghèo nàn bán sức lực tại bến tàu nữa, mà là sau khi chém giết một phen, tự mình đã có một khối địa bàn béo bở không nhỏ, thậm chí còn mở cả nhà trọ cùng tử lâu và một số sinh ý khác. Chính vì vậy, tứ bình bang ngày càng có tiền, cuộc sống của tôn bang chủ cũng càng ngày càng thoải mái. Tháng trước tôn đại bang chủ mới nạp tiểu thiếp thứ 9, đây chính là một vị danh kỹ có chút tiếng tăm tại gia Nguyên Thành. Vị tiểu thiếp này quả thật có chút thủ đoạn hồ mị, làm cho vị tôn bang chủ mới có 40 tuổi này, Vừa nhập thiếp đã sủng ái cực kỳ, cơ hồ mỗi ngày đều lưu lại trong phòng. Cho nên phòng của mấy vị thiếp khác sớm đã bị hắn vứt ra khỏi não. Bây giờ trời còn chưa có tối mà vị Tôn Bang chủ này đã hăng hăng hái hái đi đến hậu viện. Tưởng tượng đến hình dáng kiều mỹ của vị tiểu mỹ nhân kia, trong lòng hắn liền cảm thấy nóng bừng bừng, thật là ngứa lòng khó nhịn a. À. Nhưng mà khi Tôn đại bang chủ đẩy cửa phòng ra, nhất thời sợ ngây người. Chỉ thấy đối diện có một vị nam tử trẻ tuổi đang ngồi mà nam tử này nhìn thấy tôn bang chủ tiến đến, liền lười nhắc nói. Tôn nhị cầu, không nghĩ tới người thật đúng là có vài phần bổn sự, tứ bình bang này phát triển cũng được, xem ra lúc trước ta thực sự không tìm sai người. Thanh niên này chẳng những trực tiếp hô tính danh, hơn nữa hoàn toàn dùng ngữ khí của bậc bề trên nói chuyện, chính là Hàn Lập, người vừa tiềm nhập tổng đà của tứ bình bang. Tôn nhị cầu ngay khi thấy Hàn Lập, liền lập tức nhận ra đây chính là người thần bí trợ giúp mình năm đó. Bởi vì đã phục dụng định nhan đan, nhiều năm đã qua nhưng dung mạo của hàn lập không thay đổi chút nào điều này làm cho tôn nhị cầu rất khiếp sợ trong lòng lại kinh hãi quay cuồng như gặp sóng to gió lớn nhưng vẻ âm tình bất định chỉ duy trì trên mặt một lát một lúc sau tôn nhị cầu lập tức lộ ra thần sắc cung cần vội vàng bước lên phía trước vài bước thi lễ rồi nói ra là công tử đến tiểu nhân tôn nhị cầu ra mắt công tử điều này cũng thật làm khó tôn bang chủ bao nhiêu năm rồi không có dụng loại tư thái hạ thấp cùng người khác nói chuyện vậy mà vẫn còn có thể thuần thục tự nhiên như vậy. Nhìn thấy thái độ của tôn nhị cẩu, lông mi hàn lập nhích lên, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nhưng sau đó hắn liền nhàn nhạt cười một chút, hơi có chút hứng thú nói. Được rồi, người bây giờ cũng là người đứng đầu của một bang, không cần thi lễ lớn như vậy. Ta lần này đến, chính là muốn nhìn xem người phát triển thế nào, rồi lập tức phải đi. Tôn nhị cẩu vừa nghe hàn lập nói thế, nhất thời trong lòng an tâm rất nhiều. Hắn chỉ sợ vị này đến đây, liền muốn hắn giao quyền A. Thân ở địa vị cao nhiều năm, hắn cũng biết một chút sự tình về người tu tiên, đây không phải là người mà những kẻ phàm phu tục tử như bọn họ có thể kháng cự A. Lại nói tiếp, vị này thật đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hắn vốn tưởng rằng đối phương cho hắn yêu đãi lớn như vậy, đương nhiên sẽ xem hắn như con rối để sai xử. Nhưng không nghĩ vị này nói buông tay, liền nhiều năm cũng không lộ diệt, làm hắn hưởng thụ được một phen tư vị của người nắm quyền lực. Nhưng không nghĩ tới, vào thời điểm hắn nghĩ đối phương có thể đã quên sạch vị công tử này đột nhiên lại xuất hiện điều này làm cho hắn kẻ không biết mục đích thật sự của hàn lập trong lòng thật thấp thỏm bất an a à. di hàn lập nhìn thấy hai mắt của tôn nhị cầu trên mặt bóng lộ ra một tia kinh ngạc người đi tới đây chìa cổ tay ra hàn lập chiếu mày không cho phép phản đối ra lệnh tôn nhị cầu nghe xong liền ngứa ra sau khi do dự một chút vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi lên vươn một cánh tay ra hàn lập không hề khách khí bắt lấy cổ tay đối phương rót vào cơ thể hắn một tia linh lực, theo đường kinh mạch của hắn cấp tốc lưu động một vòng. Một lát sau, Hàn Lập buông lỏng tay ra, thần sắc không thay đổi, hơn nữa nói một câu làm tôn đại bang chủ kinh hãi thất sắc. Người chúng ẩn độc mãn tính, nhiều nhất có thể sống thêm một tháng. Thanh âm Hàn Lập lạnh như băng, không chút cảm tình. chương 334, dị biến, chúng độc, không thể nào, bình thường ta cực kỳ cẩn thận, ăn uống đều kiểm tra trước. Tôn nhỉ cầu sau khi kinh sợ, lộ ra vẻ bất an. Hàn Lập vừa nghe hắn nói thế, cũng không có giải thích cho hắn gì cả, khoát tay, một đạo thanh quang lóe lên bay vào trong cơ thể của Tôn Nhị Cầu. Công tử, đây là cái gì, người định làm gì? Tôn Nhị Cầu không dám trốn tránh, nhưng bắt đầu có chút kinh hoàng. Đây là chân linh quyết, có thể làm cho độc tố trong cơ thể người biểu hiện ra ngoài. Tự soi gương mà nhìn đi Hàn Lập ngồi ở trên ghế, nhẹ nhàng bâng cua nói. Tôn Nhị Cầu nghe xong, trong lòng kêu lên một tiếng, vội vàng nhằm phía góc phòng, nơi có bản son phấn chuyên dùng cho phụ nữ trang điểm. Luống cuống tay chân tìm được một cái kính đồng nhỏ trên mặt bàn trang điểm, tôn nhị cầu liền nghi thần nghi quỷ nhìn vào trong kính, kết quả người nhất thời ngây dại. Trên mặt kính phản xạ ra một gương mặt đầy hắc khí, da mặt màu tím đen kia, thấy như thế nào cũng là bộ dáng của người bị trúng độc nặng. Công tử, cứu mạng A, tiểu nhân luôn luôn trung thành với công tử, không hề có hai lòng. Tôn nhị cầu mặt lộ vẻ sợ hãi vọt trở về, quỳ gối trước mặt hàn lập, khổ khổ cầu xin lúc này hắn đã tin hơn phân nửa rồi bởi vì lấy thân phận tu tiên giả của hàn lập không có khả năng tốn công sức để lừa gạt hắn thực sự nếu muốn gây bất lợi cho hắn chỉ cần đưa ra một ngón tay là có thể giết chết rồi hàn lập nhìn bộ dáng trung thành của tôn nhị cẩu lạnh nhạt cười tiếp theo bình tĩnh nói yên tâm loại độc này tuy rất bí ẩn nhưng độc tính lại không mạnh trong vòng vài ngày người sẽ không chết được không cần phải sợ hãi như vậy tôn nhị cẩu nghe hàn lập nói vậy trong lòng yên ổn một chút nhưng ngoài miệng còn giả vờ đáng thương tiếp tục cầu xin công tử thần thông quảng đại hay là cấp cho tiểu nhân phương pháp giải độc đi tôn nhị cầu nhất định tiếp tục tận tâm vì công tử làm việc nếu công tử không tin tiểu nhân có thể thể độc tại hạ tôn nhị cầu tuy thân phận đã khác trước kia rất lớn nhưng hiển nhiên cũng sợ chết hơn trước rất nhiều không chờ hàn lập nói gì trước hết ngón tay chỉ nóc nhà phát thệ liên tiếp làm cho hàn lập nghe xong vừa tức giận vừa buồn cười vì mình làm việc hình như cho đến bây giờ đều là mình cho hắn yêu đãi thì đúng hơn. Hàn Lập có chút giở khóc giở cười thầm nghĩ, trong này có viên giải độc đan, người đợi một lát nữa rồi ăn vào, chỉ cần không tiếp tục trúng độc, về sau liền không có gì đáng ngại. Hàn Lập nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng vẫn đem ra viên đan dược màu lam ném cho người này. Đa tạ công tử, đa tạ công tử tôn nhị cẩu mừng rỡ tiếp nhận đan dược, liên thanh cảm ơn, thông minh đứng lên đem viên đan dược cẩn thận thu lấy. Loại độc này, không phải một hai lần hạ độc mới khiến cho ngươi chúng độc nặng như vậy, ít nhất cũng phải có thời gian mấy tháng. Ta nghĩ là ai hạ độc, người cũng nên tìm ra rồi, đúng hay không, tôn đại bang chủ của ta hàn lập đột nhiên cười khẽ một tiếng, giống như nói đùa nói. Làm công tử chê cười rồi, chẳng qua là ai hạ độc. Trong lòng tiểu nhân đã hoài nghi vài người tôn nhị cầu sờ sờ đầu, ở bên cạnh cười bồi nói. Hôm nay, mạng nhỏ của hắn được hàn lập cứu, tự nhiên đối với hàn lập càng thêm cung kính. Ừm, sự tình của phàm nhân, thân là tu tiên giả như ta sẽ không nhúng tay vào, người tự mình xử lý đi. Ta lần này đến để gặp khúc hồn, rồi mang hắn đi. Bây giờ ta coi như có chút tu vi rồi, mang hắn theo bên mình cũng không tính là sự tình phiền toái gì, người không có ý kiến gì chứ. Trên mặt hàn lập ý cười thu liễn, trầm giọng nói. Công tử muốn mang khúc đại nhân đi sao? Nhưng mà khúc hồn đại nhân đã sớm không còn tại tứ bình bang tôn nhị cẩu vừa nghe hàn lập nói vậy, trong lòng âm thầm kêu khổ ngừng, chỉ có thể dũng cảm trả lời. Đây là ý gì? Người đánh mất hắn rồi mặt hàn lập trầm xuống, nhất thời nhiệt độ trong phòng hạ xuống vài độ, tôn nhị cầu dùng mình một cái, trong lòng cực kỳ kinh sợ. Công tử bất giận, không phải tiểu nhân làm, mà là chính khúc hồn đại nhân tự mình chạy trốn. Hiện tại tuy không ở trong thành, nhưng cũng không rời đi quá xa, mà ở tại một ngọn núi gần đây. Tiểu nhân đã phái người luôn theo sát khúc hồn đại nhân rồi. Tôn nhị cầu cuống quyết giải thích, sợ lửa giận của hàn lập bùng nổ, tự mình chạy trốn đây là sao vây nói rõ ràng một chút nếu thực duyên cớ không phải do ngươi ta luôn thưởng phạt phân minh sẽ không trách tội trên mặt hàn lập hiện lên một tia ngạc nhiên vẻ mặt hơi giãn ra một chút nói dù sao khúc hồn ở chỗ nào tôn nhị cầu vẫn biết được vậy là đủ chẳng qua khúc hồn chỉ là một cái xác biết đi lại tự mình chạy trốn hàn lập thật khó để tin tưởng tôn nhị cầu thấy hàn lập không có thực sự tức giận trong lòng buông lỏng nhưng vẫn không dám chậm chế vội vàng giải thích. Từ sau khi công tử giao khúc hồn đại nhân cho tiểu nhân, tiểu nhân vẫn luôn tận tâm dựa theo phân phó của công tử về khúc đại nhân, không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, sẽ không để cho người khác thấy khúc hồn đại nhân. Khúc đại nhân xuất hiện dị thường là sự tình của 6 năm trước. Lúc đó là thời kỳ mấu chốt thành lập thế lực, mà đối thủ là một bang phái trung đẳng, có không ít hảo thủ. Tại hạ đành phải để khúc hồn đại nhân ra tay tương trợ, kết quả lần đại chiến đó khúc đại nhân đại triển thần uy, tứ bình bang đại thắng. Nhưng sau khi chấm dứt đại chiến không được mấy ngày, một gã hạ nhân mà tiểu nhân phái đến chiếu cố khúc hồn đại nhân bỗng nhiên báo lại, nói khúc hồn đại nhân mở miệng nói chuyện, tiểu nhân sau khi biết xong cực kỳ khiếp sợ, vội vàng mang theo dẫn hồn chung chạy đến nhìn một chút. Kết quả, tôn nhị cầu nói đến đây, lộ ra vẻ mặt cười khổ. Làm sao vây, chả lẽ người có dẫn hồn chung bên người, hắn còn tập kích người sao? Hàn Lập nghe được đến đoàn khúc hồn mở miệng nói chuyện, trong lòng liền cực kỳ ngạc nhiên. Hiện tại lại thấy bộ dáng ấp úng của Tôn Nhị Cầu, tức giận khiển trách. Điều này làm cho Tôn Nhị Cầu hoảng sợ, liền tiếp tục nói. Tập kích tại hạ thì không có, nhưng khi tiểu nhân đến trước phòng ở của khúc đại nhân, khúc hồn đại nhân giống như đã biết tại hạ đến, bỗng nhiên phá tường, chạy trốn. Tiểu nhân căn bản là đuổi không kịp A à Tôn Nhị Cầu nói xong, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Chạy trốn, Hàn Lập mi mắt giật một cái, trong mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Đúng vậy, công tử, khúc đại nhân đi tận mấy năm, hơn nữa vì không biết lý do gì chỉ quanh quẩn tại phụ cần của rừng núi, tại hạ nhiều lần mang theo cao thủ trong bang, muốn đem khúc hồn đại nhân tìm trở về. Nhưng chẳng biết vì sao, một khi gần sát, khúc đại nhân sẽ lập tức di chuyển đến địa phương khác, không muốn thấy mặt tiểu nhân. Mà nếu chỉ có những người khác tiến đến thì lại không phải là đối thủ của khúc đại nhân thậm chí bởi vậy còn chết mất hai gã cao thủ trong bang tôn nhị cầu có chút khó hiểu nói. Cái này cũng không kỳ quái gì, đại khái bởi vì ngươi mang dẫn hồn chung bên người, tuy nhiên không biết vì cái gì khúc hồn lại mất kiểm soát, nhưng rất hiển nhiên cấm chế ta hạ lúc trước vẫn có tác dụng hàn lập cười lạnh một chút, thần sắc như thường nói. Nguyên lại là như thế, tôn nhị cầu lộ ra thần sắc đồng ý, xem ra cũng giống như nguyên nhân hắn đoán lúc trước, ngươi đưa địa chỉ nơi khúc hồn ở cho ta, về sau hắn sẽ do ta xử lý, sự tình này xem ra thật đúng là không trách ngươi được. Rút cuộc xảy ra sự tình gì, ta còn phải tự mình đi xem mới biết được. Mặt khác dẫn hồn chung ngươi cũng không dùng được, giao cho ta đi hàn lập sau khi nghĩ xong, từ từ chậm rãi nói. Vâng, công tử, hai ngày trước ta nghe thủ hạ hồi báo, khúc đại nhân hiện tại đang ở phía tây. Tôn nhị cầu cung kính nói ra một địa chỉ cách ra nguyên thành trăm dặm, sau đó cẩn thận lấy ra pháp khí dẫn hồn chung trong áo, hai tay dâng lên cho hàn lập. Hàn lập gật gật đầu, tiếp nhận tiểu chung, kiểm tra một chút cái pháp khí này, hết thảy đều không có việc gì, lúc này mới thu vào trong túi chữ vật. Đến lần này, trừ sự tình của khúc hồn, ta còn có chút vấn đề về ngũ sắc môn muốn hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời ta hàn lập bỗng nhiên nghiêm mặt, lạnh lẽo nói. Biểu tình này của hàn lập, làm cho tôn đại bang chủ ngớ người, nhưng lập tức giống như gà mổ thóc liên tục gật đầu. Hiện tại môn chủ ngũ sắc môn là dạng người nào, người nhà của hắn như thế nào? Gần đây trong lý phủ có ngoại nhân đến không, hiện tại hắn có phải đang ở trong phủ? Hàn lập thần sắc xâm xâm hỏi, tôn nhị cầu trong lòng run run một trận, nhưng ngoài miệng thì không hề chậm trễ đáp. Môn chủ ngũ sắc môn là ai, nói thật đến bây giờ tiểu nhân không hiểu nhiều lắm. Chỉ là đã từng ở xa xa nhìn thấy mặt, chỉ biết người này võ công tuyệt đối sâu không lường được. Mà con hắn có hai nam một nữ, hơn nữa cũng đều đã kết hôn, con lớn nhất nghe nói tỏa trấn tại tổng đàn cũ của ngũ sắc môn, con thứ hai thì đi theo môn chủ ngũ sắc môn tỏa trấn ở Lý Phủ nghe nói. Tôn nhị cầu nói rất cặn kẽ, rất toàn diện, hiển nhiên bình thường đối với tình báo về ngũ sắc môn, tốn không ít công phu. Hàn lập bất động thanh sắc nghe mấy tin tức này, một ngón tay đặt ở trên bàn, vô ý thức gõ một chút, tựa như đang tiêu hóa chúng. Mà tôn nhị cầu thấy hàn lập nhất thời không hỏi gì, trong lòng lại vừa động cẩn thận hỏi. Công tử bởi vì sự tình mặc phủ năm đó, muốn ra tay đối với ngũ sắc môn sao? Vừa nghe được lưới này, hàn lập chiếu mày, sắc mặt lập tức âm trầm, Ngươi hỏi quá nhiều rồi, sự tình không nên biết, không nên hỏi loạn, càng không nên đoán bừa. Ngươi chắc không muốn biến thành người mất trí nhớ chứ. Thanh âm của Hàn Lập lạnh lẽo vô cùng, làm sắc mặt tôn nhị cầu đại biến, vội vàng xin tha tội. Sau khi hừ một tiếng, Hàn Lập mới bỏ qua. Đối với Hàn Lập mà nói, thời điểm nên lập uy, sẽ không có chút khách khí nào. chương 335, kinh ngạc, đến khi mồ hôi lạnh chảy xuống trên mặt tôn nhị cầu, Hàn Lập biết thế cũng đủ rồi, liền ngừng lại chuẩn bị cấp chút yêu đãi cho đối phương tốt lắm về sau cứ tiếp tục làm tôn đại bang chủ của ngươi đi không có sự tình gì đặc biệt ta sẽ không tìm ngươi nhưng hôm nay từ biệt ta cũng không biết đến ngày nào có thể cùng ngươi gặp mặt lại cho nên có thứ này ngươi cẩn thận thu lấy về sau nếu như ngươi có hậu nhân có thể nhờ vật ấy mà nhận được ta chỉ cần hậu nhân của ngươi nguyện ý vì ta làm việc ta sẽ làm cho hắn cả đời phú quý Hàn lập nói xong liền lấy ra một là không bạch phù bình thường, giọt một tiếng, xé ra làm hai nửa, rồi đem một phần trong đó đưa cho tôn nhị cầu, phần còn lại thì tự mình thu hồi. Tôn nhị cầu nghe xong lời này của Hàn lập, trước tiên lộ ra vẻ giật mình, sau đó mặt mừng như điên, kích động quỳ xuống trước mặt Hàn lập, khấu đầu lại tạ ba cái thật vang, sau đó ngẩng đầu chân thành nói: đa tạ đại ân của công tử, xin công tử yên tâm, một chi tộc nhân của tôn nhị cầu ta từ nay về sau tất cả các thế hệ nguyện cung phụng công tử là chủ nhân vĩnh viễn không đổi ý nếu không sẽ gặp họa diệt tộc nói xong tôn nhị cầu lại dập đầu một cái thật vang sau đó mới đứng dậy với vẻ mặt cung kính gặp được cảnh này hàn lập thoáng ngẩn người ý định ban đầu của hắn tuy nhiên là có ý lung lạc tôn nhị cầu nhưng không nghĩ tới một cái hứa hẹn thế nhưng lại làm đối phương kích động đến như thế này nhưng sau đó hơi suy nghĩ một chút hàn lập liền hiểu được tại thế giới phàm tục phàm nhân trọng thị nhất là nối dõi tông đường, sự hưng suy của gia tộc. Mà lời của Hàn Lập liền cam đoan vài đời của tôn gia hưng vượng phú quý. Cứ như vậy, tôn nhị cầu tự nhiên là thật tình muốn nương tựa Hàn Lập rồi. Dù sao nhưng năm gần đây, Hàn Lập cũng không có hạ mệnh lệnh gì quá phận với tôn nhị cầu. Tự nhiên làm hắn nghĩ rằng để cho con cháu nguyện trung thành với Hàn Lập mới là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Hàn Lập cũng thật cao hứng. Tôn nhị cầu về sau thật tình vì hắn mà làm việc cùng với việc qua loa tắc trách hiệu quả tự nhiên rất khác nhau